Tập 5, chương 61, sau trò kịch đó, trong cung lại yên tĩnh mấy ngày. Mỗi ngày Trần Loan uống thuốc điều dưỡng cơ thể, bụng cũng không còn đau nữa, điện dưỡng tâm nghiễm nhiên trở thành cung Minh Lan thứ hai, tất cả bài trí đều dựa theo sở thích của Trần Loan, dường như Nguyên Thành Đế cũng không định để nàng trở về, mặc kệ nàng lăn qua lăn lại. Giữa tháng 8 trời vẫn rất nóng, mặt trời treo cao, người đứng ngoài trời, chỉ trong chốc lát, đỉnh đầu đã bốc khói, nhiều ngày trôi qua, Trần Loan vẫn không nghe được tin tức gì về quận chúa Cẩm Tú và Triệu Kim, tất cả manh mối giống như bị bốc hơi. Sự việc 10 năm trước lại một lần nữa tái diễn, hai người sống sờ sờ ở kinh đô lại biến mất giữa biển người mênh mông. Trần Loan nhiều lần nhắm mắt mở ra, đều là hình ảnh lão thái lại nằm thẳng đơ, phủ một tấm vải trắng, mắt nhắm chặt. Lão thái thái ăn chay niệm Phật hơn nửa đời người, nhưng cuối cùng lại bị liên lụy chết vô tội, chết không nhắm mắt. Mà Trần Loan thân là con cháu của phủ quốc công, trong lòng âm thầm nghĩ lại chậm chạp nữa sẽ không tìm được người này mất trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, cho dù nói như thế nào thì cũng là huyết mạch tương liên, vô duyên vô cớ bị tai bay và gió cũng là người thân của nàng, cho dù Khang Di Nương và Trần Diên chết không hết tội, nhưng lão Thái Thái và đứa nhỏ trong bụng Khang Di Nương chung quy cũng là vô tội. Buổi trưa ngày 16 tháng 8, trời sáng choang, nắng như thiêu đốt, bởi vì tối qua là lễ trung thu, trên cây quế bên ngoài vẫn còn treo mấy chiếc đèn lồng tròn tròn, đủ loại hoa văn cầu kỳ, nhìn rất có không khí vui mừng. Lưu Nguyệt bưng một đĩa bánh ngọc đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, nói nhỏ nương nương nhanh nếm thử đi đây là bánh nhân táo tam công chúa sai người đưa tới nghe nói là do chính tay vương ma ma làm trước khi tiếng cung nương nương thích ăn bánh này nhất mà trần loan đặt chiếc trâm ngọc dương chi trong tay xuống ánh mắt rơi vào món điểm tâm tinh xảo gật đầu cười sau đó mở miệng hỏi bổn cung nhớ mấy ngày trước vương ma ma đã cầu xin công chúa một ân huệ ít ngày nữa sẽ xuất cung dưỡng lão lúc trần loan và kỷ hoáng chưa thành thân kỷ thiền sống ở phủ công chúa bên ngoài cung Trần Loan và Thẩm Gia Giai thường đến làm khách, Vương Ma Ma là Ma Ma quản sự bên cạnh Kỷ Thiền, lại có tay nghề làm đồ ăn rất ngon, lúc nào cũng cười hiền từ, thường xuyên qua lại, Trần Loan tất nhiên cũng quen mặt bà ấy, đến độ tuổi như vậy, xuất cung dưỡng già cũng là lựa chọn tốt nhất, Lưu Nguyệt gật đầu, đúng vậy, công chúa nghĩ đến công lao chăm sóc nhiều năm vất vả khổ cực, đã cho bà ấy rất nhiều thứ, hơn nữa còn đặc biệt cho phép xuất cung vào ngày 10 tháng sau, Trần Loan cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, hương thơm mềm mại ngào ngạt lan tỏa trong miệng nàng thích ý hiếp mắt nhẹ giọng nói ngày ma ma xuất cung nhớ ngắt bổn cung một tiếng chúng ta cũng nên đi đưa tiễn lần đi này chỉ sợ sau này khó gặp lại trần loan có thói quen sau khi ăn trưa sẽ chợp mắt nghỉ ngơi điện dưỡng tâm yên tĩnh không ai dám gây ra tiếng động nào lúc kỷ hoán xử lý xong chính sự đi vào tiểu cô nương đang yên lặng nằm trên giường la hán nhỏ bên ngoài bức bình phong trên người đắp một chiếc chăn mỏng đường công duyên dáng càng thêm mê người kỷ hoán nhìn một lúc im lặng xua tay ý bảo cung nữ đang quạt gió hai bên lui ra nhẹ tay nhẹ chân ôm người vào giường nhỏ trong nội điện trần loan ngủ không sâu mở mắt ra đã nhìn thấy hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng vương tay quấn quanh cổ hắn rồi nhắm mắt lại thật sự là không có nửa phần cố kỵ thân phận của hắn kỹ hoán không nhịn được bật cười ước chừng cân nặng của người trong lòng hàng giọng mở miệng sao lại nặng hơn trước rồi lông mi trần loan khẽ rung đầu ngón tay lạnh lẽo béo gáy hắn một cái nũng nịu cãi lại rõ ràng không có Mấy ngày trước ngay cả điểm tâm cũng bị cấm, hoàng thượng chớ lấy chuyện này ra dọa thiết, kỹ hoán đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, ngón tay thô ráp xoa xoa gò má thanh tú của nàng, ghé sát vào ngửi ngửi, sau đó nhíu mày, sao trẫm lại ngửi thấy mùi bánh hạt sen vậy, Trần Loan lập tức quay lưng về phía hắn, nhíp người vào trong, càng ngày càng hẹp hòi, nửa giờ sau, Trần Loan nhỏ giọng ấp úng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như bông hoa, mà nước mắt lăn dài xuống, làm bộ đáng thương, cánh tay vô lực đặt lên vai người đàn ông, giọng nói run rẩy, thiếp chỉ ăn một miếng, giọng điệu rất là uất tức, từ trong lồng ngực kỹ hoán phát ra tiếng cười nghẹn, giọng nói khàn khàn khó tin, ánh mắt âm u có thể hút người ta vào, trước buổi chiều sáng nay nàng đã hứa thế nào. Còn nhớ không, Trần Loan lập tức miếng môi, sốt ruột túng lấy chiếc chăn dưới người, đúng điệu hừ nhẹ, hiện tại thiếp đã không sao rồi, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào thái y được. Kỷ hoán quả thật là sắp bị lời lẽ không chính đáng của tiểu yêu tinh này làm cho bật cười. Không tin lời thái y, Chẳng lẽ để mặc cho nàng đau đến mức thở hổn hển sao? Cuối cùng, Trần Loan mồ hôi đầm đìa, nghẹn ngào như con mèo, không còn sức lực tranh cãi với người đàn ông này. Lúc mơ màng chỉ nghe thấy giọng nói êm dịu của người đàn ông bên tai, mang theo mấy phần thỏa mãn. Thật đáng ghét, trong thời gian này, một miếng cũng không được ăn. Việc sự của tiểu cô nương mới trôi qua yên ổn không bao lâu, lại thích ăn bánh ngọt, đến lúc dùng bữa thì thường thường chỉ ăn vài hạt cơm. Điều này thì cũng thôi đi, một thời gian sau, nửa đêm đột nhiên la hét kêu đau răng. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy một bên má sưng vù lên, những ngày sau vẫn chưa yên, cung nữ thái giám trong điện dưỡng tâm không có người nào nhìn ra, bình thường bị nàng lừa bưng lên một đĩa điểm tâm, mà Trần Loan hết lần này đến lần khác mặt không biến sắc thề thốt phủ nhận với hắn, không hề nhớ lâu chuyện này một chút xíu nào, rõ ràng trước đây nàng không thích ăn những thứ ngọc ngấy này mà. Lúc Trần Loan tỉnh dậy, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời như máu, đẹp lạ lùng, không biết vì sao hai mí mắt của nàng bắt đầu giật giật dữ dội. Có lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại những chuyện hoang đường như thần giao cách cảm. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Trần Loan như bị một cái búa nặng nề gõ vào, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống, nàng hoang mang nhíu mày, bình tĩnh lau nước mắt. Khoảng nửa canh giờ sau, trên bầu trời xuất hiện một tầng sương mù màu xám, màn đêm sắp đến, trên bầu trời đã treo một phần trăng tròn, ánh trăng mờ ảo. Kỷ hoán đang ở chính điện phê sổ con, trong lòng Trần Loan luôn cảm bất an, vì vậy đặt cuốn sách trên tay sang một bên, đứng dậy đi tìm hắn. Hồ Mi nên đón từ xa, giọng nói trầm thấp hơn trước mấy phần, nói, nương nương vào đi. Trần Loan theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, mới bước vào một chân, đã nghe thấy giọng nói của Phương Hàm. Nửa canh giờ trước, ám vệ được phái đi bảo vệ quốc công gia bị trúng kế điệu hổ ly sơn, cấm vệ quân canh giữ ở trang viên đều không phải là đối thủ. Chờ vi thần nhận được tin tức vội vàng chạy đến kiểm tra, quốc công gia và tam công tử đã thân lìa khỏi đầu, bị người ta chặt đứt ngang hông, điệu hổ ly sơn, chém đứt, đầu lìa khỏi xác bên trong chưa kịp có động tĩnh gì, chân sau của Trần Loan đã trượt, suýt chút nữa đụng vào cột nhà. Hồ Nguyên vội vàng đỡ lấy nàng, liên tục hỏi, nương nương, không sao chứ, đang nói chuyện, kỹ hóa nghe được động tĩnh đi ra, trong mắt chứa đầy phong ba bảo tác đến kinh người, hắn không hỏi chuyện gì, chỉ ở trước mặt mọi người ôm lấy nàng, thương tiếc hôn lên trán nàng, khàn giọng nói, đều giao cho trẫm. Trần Loan không biết mình bị làm sao, nàng mờ mịt ngước mắt lên, khóe mắt ửng đỏ. Nàng muốn nói với hắn rằng nàng không sao, nhưng không thốt ra nổi một chữ, mới qua ngày 15 tháng 8, khi chư thần vẫn đang đắm chìm trong ngày lễ đoàn viên náo nhiệt, tin tức phủ trấn quốc công bị hại giống như phong ba bão táp cuốn sạch phố lớn nhỏ nhỏ ở kinh đô, từ đó về sau, huyết mạch Trần thị chỉ còn dư lại dòng dõi duy nhất trong cung Minh Lan kia, người trong kinh đô đều bàn hoàng, ai ai cũng cảm thấy bất an. Lúc này có một số gia tộc nhạy bén đã dựa vào manh mối và suy đoán của bản thân tính ra một số việc, ví dụ như tả tướng và Nam Dương Vương tiến cung diện thánh suốt cả đêm. Bọn họ nói chuyện hơn nửa đêm, Trần Loan cũng ngồi bất động trên chiếc ghế phía sau bức rèn châu đến hơn nửa đêm. Trong lúc đó, nàng cũng thức dậy lật xem qua một số ghi chép về sự việc năm đó, cùng với lời khai của tả tướng quân. Sự việc năm đó, 280 người phủ tả tướng quân, toàn bộ đều bị xử dưới lưỡi dao của hình bộ, rất nhiều người già trẻ nhỏ, không có người nào may mắn thoát khỏi, cơn thịnh nộ của đế vương, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu được, có ý mưu phản, tội lớn cỡ nào. Trần Loan cầm trang giấy mỏng manh, đầu ngón tay lạnh ngắt, nàng không ngốc. Triệu Kim kia không tiếc lẫn trốn 20 năm để huyết tẩy phủ quốc công, thậm chí còn liên lụy đến một mạng mà bản thân khó khăn lắm mới chạy trốn được, chẳng lẽ chỉ vì Trần Thân là quan viên của sự việc năm đó sao? Phủ tả tướng quân đã từng có quyền lực cực lớn, đương nhiên biết lệnh vua không thể trái, hơn nữa rốt cuộc tả tướng quân có tâm tư kia hay không, ông ta thân là nhi tử chẳng lẽ không biết rõ sao, nếu chuyện kia là sự thật, ông ta ngoại trừ việc than thở trời đất thiên vị, thì không có gì để nói hết nhặt được một mạng thì nên sống thành thật làm người chứ trong cuộc chiến tranh giành giang sơn ngôi vị hoàng đế này thắng làm vua thua làm giặc người thua đặt cực tất cả người thắng tất nhiên nhổ cỏ tận gốc diệt trừ hậu hoạn nhưng nhìn tất cả hành động mà ông ta đang làm bây giờ chuyện này càng ngày càng trở nên khó hiểu trần loan không ngừng suy nghĩ nếu như tả tướng quân bị người ta hãm hại hoặc trần thân dùng thủ đoạn vua oan người ta quả thật không dám nghĩ đến bây giờ người của phủ quốc công đều đã chết hết chủ tử trên dưới chưa đến 10 người so với vũ tả tướng quân thịnh vượng con cháu đầy đàn thì đúng là không đáng kể đến hơn nửa đêm tư mã nam và nam dương vương đạp sương mù dưới ánh sao trở về phủ kỷ hoán ngồi trên ghế gỗ xưa nhắm mắt dưỡng thần tức giận và mệt mỏi đang xen giữa hai hàng lông mày trần loan đi tới nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn một mùi hương hoa đào truyền đến kỷ hoán rất tự nhiên đưa tay ra bắt lấy tay nàng ngước mắt nói lúc nãy ám vệ đến báo phát hiện thấy tung tích của triệu kim trong một ngôi đình bỏ hoang ngoại ô nhưng chưa rõ trong đó đang lẫn trốn bao nhiêu người, thân phận như thế nào, ta không cho bọn họ hành động khinh suất, tránh bước dây động rừng, Trần Loan đã sớm đoán trước được chuyện này. Triệu Kim kia ẩn nấp nhiều năm như vậy, đương nhiên trong tay có thế lực của riêng mình, chỉ là nàng không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy Triệu Kim, theo suy đoán của nàng, thân là người mang huyết mạch của phủ trấn quốc công, nàng sẽ là mục tiêu cuối cùng của Triệu Kim. Trước đó, ông ta nhất định sẽ ẩn giấu rất kỹ, quận chúa Cẩm Tú quả thật đang ở cùng với Triệu Kim. Một lúc lâu sau, Trần Loan trắng trắng môi chậm rãi hỏi, gương mặt kỹ hoán nặng nề gật đầu. Hắn ngước mắt lên, nhìn dung mạo của tiểu cô nương có hai ba phần giống Trần thân và Trần Diên, không khỏi chậm rãi nhéo ngón tay út của nàng. Loan Loan, Trần Loan ừ một tiếng, thấy hắn không lên tiếng, nàng cục mi hỏi, sao vậy? Kỹ hoán đột nhiên cong môi cười tự dễ, không có gì, chỉ là đột nhiên có chút sợ hãi. Trần Loan kinh ngạc, sống hai kiếp, kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói ra chữ sợ hãi con người như hắn có chuyện gì mà sợ hãi, tiểu cô nương ngây thơ, một đôi mắt mơ màng sóng nước mùa thu tựa như có sương mù dày đặc, lúc nhìn người, sương mù dày đặc bị cơn gió nhẹ thổi, cho dù có lòng dạ sắt đá đến đâu, cũng sẽ bị thổi bay, kỷ hoán đặt cầm lên vai tiểu cô nương, khống chế lực đạo, không muốn để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, sợ sơ ý một chút, sẽ không thấy được nàng, sau đó lại đối diện với cảnh tượng giống như kiếp trước, đáy mắt hắn thoáng lóe lên sát khí không đè nén được, chương 62. Kỷ hoán không có chút ấn tượng tốt nào với Phủ trấn quốc công, nhưng vẫn sai người an táng trần thân. Vào ngày ông được chôn cất, kỷ hoán và trần loan đứng trước hành lang ngọc bích điện Thái Hòa, mặt trời trên đầu đỏ như máu, kèm theo những cơn gió ập tới, không những không khiến người ta cảm thấy nóng bức, mà ngược lại còn hơi lạnh. Trần loan bị các miệng từ đâu thổi tới bay vào mắt, nàng lấy khăn tay lau đi, khóe mắt vốn đã đỏ hoe, lau như vậy lại đỏ lên một mảng. Phủ quốc công rõ ràng là đầm rồng hang hổ, người sống trong đó không có một ai đối xử chân thành với nàng kể cả lão thái thái, ở trong lòng bọn họ, vinh quang và lợi ích của phủ quốc công là trên hết, mà chút dịu dàng còn lại trần thân đã cho thứ xuất. Vì thứ nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông có thể đưa nàng vào đông cung gã cho kỹ tiêu, bởi vì đau lòng cho tình cảm chân thành của thứ nữ, ngày hôm sau sau khi đích nữ xuất giá thì truyền tin cho nữ tế, nói nữ tế nạp thứ nữ làm thiết, lời nói và việc làm, giống như mất trí, rõ ràng chính thê đỡ mũi tên thay cho ông, muốn kéo ông xuống địa ngục chính là thiết, có lúc Trần Loan thực sự không hiểu được, nhưng khi suy nghĩ từ một góc độ khác, nàng lại thấy bình thường. Một người đàn ông không phân biệt trắng đen, không niệm tình cũ như ông, chỉ xứng ở bên cạnh Khang Di Nương giỏi mưu kế hại người hại mình. Sống như thế nào, chết như thế đó, chỉ cần nàng nghĩ đến cái chết của mẫu thân thì cảm thấy cổ họng như có cục nghẹn, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, vô cùng khó chịu. Đầu ngón tay của kỹ hoáng ấm áp xoa xoa đôi lông mày đang nhíu lại của nàng, giọng nói như dòng nước suối lạnh chảy qua, hòa làm một thể với bầu trời trong xanh, trấn quốc công để lại thư, Loan Loan đã đọc chưa? Khóe miệng Trần Loan giật giật, sắc mặt lạnh như băng tuyết, xem rồi, cũng đốt luôn rồi. Nghĩ đến đây, nàng hít mắt lại, tốc độ nói có chút nhanh, mẫu thân thiết vì ông mà chết, viện phù dung hoang vắng nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng bước vào nhìn một cái. Mỗi năm đến ngày dỗ của mẫu thân, ông uống rượu mua vui không nhắc đến dù chỉ một câu, hiện tại cảm thấy tính mạng nguy cấp thì để lại một bức thư, lỡ như có chuyện gì, muốn chôn cùng một chỗ với mẫu thân. Điều này có thể sao, giờ muốn chôn cùng, có ích sao? Kịp sao? Nếu từ đầu đến cuối ông đều phạm một sai lầm cũng thôi đi. Đây ngược lại thất hứa, muốn chôn cùng với chính thê. Tô Viện dưới cửu tuyền, chỉ sợ cũng chán ghét không đồng ý, Trần Loan chỉ coi chuyện hoang đường này như một trò đùa, sau khi đọc xong thì đốt tờ giấy kia, tránh cho bản thân nhìn lần nào bực mình lần đó, người dân Đại Yến có lời đồn rằng những người được chôn cùng nhau, sau trăm năm sẽ nối lại tiền duyên, ân ái một đời. Đời này Tô Viện gửi gắm sai người, chết oan uổng, nếu lặp lại một lần nữa cho dù chỉ là tin đồn, Trần Loan cũng không có cách nào tiếp nhận, nếu Trần thân sợ an dứt ngàn thu dưới mặt đất một mình, Trần Loan để ông chôn cùng với Khang Di Nương, như vậy hai người bọn họ, tính luôn cả đứa nhỏ trong bụng Khang Di Nương sẽ là một nhà ba người hạnh phúc ấm áp, chẳng phải tốt nhất hay sao? Không biết vì sao, mãi cho đến lúc này, Trần Loan mới cảm thấy cục đá trong lòng rơi xuống, nhân quả, cừu hận kiếp trước đều lặng lẽ biến mất, nàng không còn cần phải hận bất cứ kẻ nào nữa. Tiểu cô nương đứng trên bậc thềm, dáng người mảnh khảnh, mặc dù hơi đỡ y đà hơn trước, nhưng dáng vẻ vẫn trông như sắp bị gió thổi đi. Phượng Hoàng theo trên ống tay áo màu hoa sen lượn quanh, tơ tầm vàng bạc, cực kỳ phong tình. Đáy mắt âm u của kỹ hoáng lóe lên một tia sáng dịu dàng, nắm tay nàng xoay người lại, nhẹ giọng nói, sáng nay nhận được mật báo, Triệu Khiên đã bị bắt, loan loan có muốn cùng ta đi thẩm vấn ông ta không? Những ngày nay Triệu Khiên gây ra rắc rối không hề nhỏ, khiến cho các quan viên thế gia ở Kinh Đô hoảng sợ bất mãn. Bây giờ cuối cùng cũng đã bắt kẻ đầu sỏ gây tội về quy án. Hơn nữa chuyện này liên quan đến vụ án cũ hơn 10 năm trước, tất nhiên kỹ hoán muốn đích thân thẩm vấn, Trần Loan đã sớm nghe phong phanh, cho dù là vì lão thái thái và tô viện, nàng cũng phải đi xem, hỏi rõ chuyện năm đó, mẫu thân của thần thiếp, tổ mẫu, cả huyết mạch của phủ trấn quốc công đều chết trong tay ông ta, tất nhiên thần thiếp phải đi, kỹ hoán không thấy ngạc nhiên, ngược lại nói với cung nữ hầu hạ phía sau, thiên lao ẩm lạnh, hoàng hậu sợ lạnh, đến lúc đó lấy thêm áo khoác, hầu hạ cẩn thận, lưu nguyệt và bồ đào nhìn nhau. Cười vân lệnh, đế vương ân sủng như vậy, mọi việc luôn nghĩ cho chủ tử, bọn họ hầu hạ tất nhiên cũng nở mày nở mặt, khi nói chuyện eo cũng thẳng hơn so với những người khác, trong lòng Trần Loan hơi ấm áp, lông mày cong cong. Hai người bước đi, nàng lặng lẽ quấn ngón tay quanh cẳng tay lạnh lẽo của người đàn ông, kỹ hoang cũng mặc nàng chơi đùa như một đứa trẻ. Từ trước đến nay người đàn ông luôn coi trọng quy củ lễ tiết không cảm thấy không thích hợp một chút nào, hồn miên thầm tạc lưỡi. Hoàng hậu không còn chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, chẳng những không có dấu hiệu thất sủng mà ngược lại chủ tử ngày càng sủng ái hiện tại cung minh lan và điện dưỡng tâm đều do hoàng hậu định đoạt chủ tử gia không những không tức giận mà còn mang dáng vẻ vui mừng nữa quả thật tình cảm thiếu niên không ai có thể thay thế so sánh được còn phải xem các quý nhân tiến cung trong cuộc tuyển chọn tháng tới có phúc khí và thủ đoạn hay không có chiếm được vị trí trong lòng chủ tử gia hay không hậu cung này cũng có thể náo nhiệt một chút rồi ngọ thiện dùng ở điện dưỡng tâm trần loan vốn không đói bụng nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn không hiểu sao lại hơi đói cuối cùng ăn hết một bát cơm mấy ngày nay nàng đều như vậy vì vậy mắt thường có thể nhìn ra ngày một béo lên trần loan nhìn bát cơm trống rỗng trước mặt lại nhìn ánh mắt cười như không cười của người đàn ông đôi tay trắng nõn của nàng hơi đỏ lên nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng yếu ớt nói bình thường không như vậy sức ăn của nàng không lớn lúc không có khẩu vị thì nhìn cái gì cũng không muốn ăn chỉ dùng mấy miếng điểm tâm không phải chỉ là người gầy hơn hoa hay sao kỹ hoang hiếp mắt từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười khẽ trước khi tiểu cô nương thẹn quá thành giận, nói, quả thật ăn không nhiều. Hồ Nguyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiến lên một bước, cười nói, nương nương, nô tài lại xới một bát cho người. Trần Loan tức giận, sau đó khi Lưu Nguyệt hầu hạ thay quần áo, còn đặc biệt thắt eo, giữa hai hàng lông mày dáng hoa điền màu đỏ, dáng người yểu điệu, khuôn mặt như hoa đào, giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tô ma ma thường gặp nhiều mỹ nhân cũng không nhịn được khen mấy câu, thân hình nương nương đỡ y đà một chút mới đẹp điều dưỡng cơ thể tốt còn sinh hoàng tử địa vị trong cung càng thêm vững chắc thân ngồi ở vị trí hoàng hậu đức cao vọng trọng lại được đế vương yêu thương sủng ái sinh dục nuôi dưỡng hoàng tử tương lai được phong thái tử cả đời này không có gì phải tiếc nuối nữa so với những hậu phi đã vất vả mấy chục năm tính toán vô số lần mới được thượng vị trần loan chắc chắn thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều trần loan mím môi cười khẽ nói lời ma ma nói vẫn còn sớm không gấp tô ma ma lập tức nghiêm mặt đi đến trước mặt nàng nhẹ giọng nhắc nhở nương nương chớ xem thường người phải nhớ đầu tháng sau là bắt đầu đại tuyển mặc dù chọn lựa những cô nương trong kinh đô nhưng những người tiến cung lại chính là những người khó giải quyết nhất lời bà nói là sự thật mặc dù hoàng đế lấy lý do để tang tiên đế chưa đầy một năm để trì hoãn thời gian tuyển tú nhưng vì phong hậu không thể không ban một đạo thánh chỉ khác để yên lòng những quan đại thần kia trước tiên chỉ lựa chọn những nữ tử ở kinh đô vừa độ tuổi tiến cung kinh đô là nơi nào trên cơ bản những quan viên có địa vị hơi lớn một chút đều ở lại nơi này có gia thế vững chắc chống lưng có một vài người vừa vào cung địa vị sẽ không thể thấp được ví dụ đích nữ của tư mã gia chính là kình địch đứng đầu xuất thân của mỗi người đều không thấp cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông dung mạo cũng không kém thứ đáng so sánh chính là thủ đoạn cùng lòng dạ độc ác làm sao để lấy lòng nam nhân làm sao lợi dụng ưu điểm bản thân để thu được thứ tốt nhất đương nhiên thứ liệu mạng cuối cùng vẫn là con nối giỏi ngón tay như cộng hành của Trần Loan dừng lại một chút, đặt dạ Minh Châu mà phủ nội vụ vừa mới mang đến xuống, sắc mặt không đổi, mi mắt hơi rũ xuống, môi mỏng khẽ miếng, ma ma nói có lý, bổn cung sẽ tính toán, thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, nàng thật sự không đặt chuyện này trong lòng, có lẽ là bởi vì sau lần cãi nhau kia, tình đồng ý mật đã làm nhạt đi rất nhiều thứ. Nàng cho rằng hai người tâm ý tương thông, cuộc đời này cứ trôi qua như vậy cũng không tệ. Nhưng nếu từng mỹ nhân lần lượt vào hậu cung, thật sự không có người nào có thể cướp lấy vị trí của nàng sao, Trần Loan không biết, không phải là không tin tưởng kỹ hoán, chỉ là tương lai xảy ra chuyện gì, không ai có thể nói trước được, nhớ là thiên lao âm u lạnh lẽo, Tô Ma Ma lại khoác thêm cho Trần Loan một chiếc áo khoác, lại nghĩ đến người này mới chỉ mười mấy tuổi, lại được hoàng thượng che chở bảo vệ, giọng điệu cũng không khỏi mềm đi vài phần, khuyên giải, nương nương cũng đừng quá lo lắng. Trong cung này không ai vượt qua người được, Trần Loan nghe thấy những lời đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, mãi cho đến khi nàng và kỹ hoán bước vào thiên lao của đại lý tự. Đại lý tự khanh đã sớm chờ đợi ở đây, vừa nhìn thấy hai người, vội vàng hành lễ đại lễ, quỳ xuống vấn an, hoàng thượng kim an, hoàng hậu nương nương vạn an, vốn dĩ hoàng hậu không nên đặt chân vào nơi này. Nhưng người bị thẩm vấn ngày hôm nay dù sao cũng đã giết sạch một nhà trấn quốc công, hoàng hậu thân là nữ nhi, nhất định muốn nghiêm trị hung thủ, mới trút được gánh nặng, nghĩ như vậy, đại lý tự khanh cũng thở dài trong lòng mặc dù trần thân càng già càng hồ đồ cố chấp, càng mất đi khí phách năm xưa, nhưng đều cùng làm qua nhiều năm, ông ta vẫn nhớ mang máng phong thái trần thân trên chiến trường năm đó, đã làm rung động không ít thiếu nữ ở Kinh Đô, Hoàng thượng, Nương Nương, Triệu Khiêm võ công cao cường, mặc dù đã bị tra tấn và mang gông cùng, nhưng vẫn không nên đến quá gần, để tránh bị thương, đại lý tự khanh vừa dẫn đường vừa dặn dò, dù sao đây cũng là nơi giam giữ tù nhân. Trần Loan vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo, dụng cụ tra tấn lạnh ngắt treo ngược, Mùi máu tanh xông vào mũi, nồng nặc không tan, đây vẫn là cảnh tượng trước đó đã được đại lý Tự Khanh Sai người quét dọn, những phạm nhân khác đều được chuyển sang nơi khác. Thiên Lao nhìn cực kỳ trống trải. Mỗi bước chân đều vang vọng, lòng bàn tay Trần Loan rịn mồ hôi, nàng nhíu chặt mày, không biết vì sao, nàng ngửi thấy mùi máu tanh ở đây, quả thực hơi buồn nôn, khó khăn lắm mới đè ép cơn buồn nôn xuống, cũng đã đi được đến cuối Thiên Lao. Trong phòng giam cuối cùng, Triệu Khiêm ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt anh tuấn nhìn giống như một thư sinh tay trói gà không chặt, vậy mà lại là người như vậy. Ống tay áo dài cuộn lên, lộ ra những vết thương ăn sâu vào trong xương, bị đánh đến tróc da nước thịt, mở mắt ra nhìn thấy Kỷ hoáng và Trần Loan, cười cực kỳ hiền lành, khẽ nói, bệ hạ và nương nương tới rồi. Trần Loan đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng chân lên đầu, Kỷ hoáng bình tĩnh tiến lên phía trước nửa bước, ngăn nàng phía sau, mày kiếm rậm rạp nhíu lại, lộ ra uy nghiêm, nanh vuốt trên lông bào đặc biệt bắt mắt, cái gì nên nói hay không nên nói, hôm nay làm rõ hết đi, ngươi tính kế nhiều năm như vậy, không phải muốn báo thù cho tính mạng một nhà tả tướng quân sao, hiện tại trẫm tới đây, cơ hội chỉ có một lần, người thông minh nên biết nắm chắc, đáy mắt triệu kim lóe lên tia tán thưởng, ông ta bình tĩnh gật đầu, khẽ cười nói, ngươi sáng suốt hơn rất nhiều so với phụ thân của ngươi, triệu kim, ngươi thật láo xược. Mí mắt địa lý tự khanh giật giật, vội vàng trách mắng, triệu kim tùy ý liếc một cái, trầm thấp nở nụ cười, nói thật mà thôi, nói xong, Ông ta đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp phía sau kỹ hoáng, ánh mắt phức tạp, vừa mới nổi lên sát ý, đã bị một cơn ớn lạnh khác bức lui. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười tự dẻo, chân thành nói, thật xin lỗi, nhìn thấy con gái của Trần Thân, có chút không nhịn được muốn thấy máu. Chương 63, Triệu Kim bình tĩnh nói, không hề sợ hãi, nhưng đại lý tự khanh thì cực kỳ hoảng sợ. Ông hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp, như thể ông lại được nhìn thấy Triệu Tứ Công Tử cực kỳ tao nhã của năm đó mặc dù bây giờ ông ta đã ở trong thiên lao, tuổi cũng gần 40, lại không tránh được tội chém đầu, nhưng sự kiêu ngạo và lạnh lùng ngược lại giống hệt như tả tướng quân khí phách trượng nghĩa năm xưa, đôi mắt kỹ hoán giống như hai đầm sâu âm u, khiến cho người ta không phân rõ được độ nông sâu, thân hình cao lớn, giống như một tảng đá khổng lồ đứng vững ngàn năm, nặng nề phản lặng, hoàn toàn che kín trần loan, sắc mặt của hắn không tốt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá triệu kim, một lúc lâu sau cười nhạo một tiếng. Giọng nói mang theo sự khinh thường và tức giận, chọc tức trẫm có lợi với ngươi sao quả thật là không có hơn nữa còn vi phạm ý định ban đầu lúc ông ta tự chui đầu vào lưới triệu kim tiếc nuối thở dài cực kỳ nghiêm túc cười khẽ nói hoàng thượng chớ nóng giận mặc dù ngươi đã bảo vệ rất tốt đích nữ của trần thân nhưng nếu như ta liều mạng mấy ngày nay không phải là không có cơ hội đưa nàng xuống gặp diêm vương lời nói hời hợt giọng điệu cũng ôn hòa nhưng nghe giống như rắn độc nhã chữ khiến trần loan liên tục nhíu chặt mày cảm giác lạnh như băng lan khắp toàn thân nàng là tục nhân tất nhiên cũng sợ chết, người này mang đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm, đó là một loại trực giác bẩm sinh, triệu kim không ngồi xếp bằng nữa, mà thay vào đó là đứng lên, đối mặt với bọn họ qua song sắt, nụ cười trên môi ông ta chất phát như rượu ấm, ông ta mở miệng chậm rãi nói, "Cô viện là một cô nương tốt, phụ thân của nàng ấy đã từng có ân với phủ tả tướng quân, nhưng cuối cùng trời xuôi đất khiến lại chết trong tay ta, đây thực sự không phải là điều ta mong muốn. Suy cho cùng, ta nợ tô gia một mạng, nhưng ta lại thật sự không muốn thả con cháu của Trần Thân một con đường sống, mâu thuẫn kéo dài, cuối cùng đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Một lần nữa hạ quyết tâm ra tay, ám vệ xung quanh nàng không ngờ nhiều hơn, hoàn toàn không thể nào ra tay, kỹ hoán không cho ông ta cơ hội nói sàng nói bậy lần thứ ba nữa, ống tay áo màu vàng ống phất lên, trưởng phong sắc bén, xông thẳng về phía ngực Triệu Kim, ông ta không thể đánh trả, chỉ nghiêng người sang một bên, sau đó che vai trái kêu lên một tiếng đau đớn, máu chảy xuống giữa các kẻ ngón tay. Triệu Khiêm vốn trải qua không ít ra tấn, tất nhiên không chịu được một chưởng này. Cũng may Kỷ hoán không muốn tính mạng của ông ta, chỉ dùng năm phần lực, nhưng cho dù như vậy, sắc mặt ông ta vẫn trắng mệt, ho một lúc lâu mới bình thường lại, ánh mắt Kỷ hoán lạnh như băng, lóe lên sự tức giận. Hắn thản nhiên thu tay về, nhìn chầm chầm Triệu Khiêm đang cúi người ho khan, gần từng câu từng chữ, nếu lại không nói, ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa, chẳng không có thời gian cho ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng đại lý tự khanh thấy vậy cũng lớn tiếng quát, triệu kim to gan, dám nói lời ngông cuồng với hoàng thượng và hoàng hậu, không muốn mạng nữa hả, nói là quát mắng, nhưng thực chất là nhắc nhở trá hình, khi còn trẻ, ông và triệu kim đã từng quen biết, có một chút giao tình, khi đó triệu kim là kỳ tài, ngay cả phụ thân của ông cũng khen ngợi không dứt, văn võ song toàn, trời sinh thông minh, cũng bởi vì phần giao tình này mà hai ngày nay triệu kim bị nhốt vào hình bộ, ông vẫn chưa dùng đại hình. Giấu ra cuộc trên người cũng là bởi vì biết đế hậu đến nên mới làm như vậy đệ tử thế gia cùng thời đại, đến độ tuổi này của bọn họ, khó tránh khỏi việc sinh lòng đồng cảm. Nếu Triệu Khiêm đã khó tránh khỏi tội chết, thì cần gì trước khi chết khiến ông ta chịu nhiều đau khổ như vậy? Triệu Kim thờ ơ dùng ống tay áo rách rưới lau sạch vết máu tràn ra trên khóe miệng, nhìn vị tân đế đang đứng bất động trước mặt, nói, chỉ với một chữ này, ngươi đã xuất sắc hơn phụ hoàng ngươi rất nhiều rồi. Nếu năm đó không có phụ thân ta liều chết, lúc ông ta ngự giá thân chinh, không biết đã chết biết bao nhiêu lần rồi, xương đế là đích tử duy nhất, ông kế vị là điều ai cũng hướng tới. Cuộc đời của ông trôi chảy cao quý, không gặp bất kỳ đau khổ nào, nhưng kỹ hoán thì khác, hắn sinh ra từ địa vị thấp hèn, không được coi trọng. Có thể có được địa vị ngày hôm nay, đều dựa vào một đường chiến đấu, tẩn nhẫn chịu đựng, bày mưu tính kế, thời thế hoàn cảnh khác nhau, tất nhiên không thể đem ra so sánh được, tâm nguyện hơn 10 năm của Triệu Kim. Ngoại trừ diệt cả nhà trấn quốc công, chính là sửa lại án xử sai, rửa sạch tội cho phủ tả tướng quân, nhưng nếu xương đế còn sống nắm quyền, tất nhiên sẽ không có cơ hội, ông ta chờ đợi 10 năm, cuối cùng cũng nghe được tin xương đế băng hà, ông ta lén vào kinh thành, mang theo ám vệ bí mật mà ông ta đã bồi dưỡng mấy năm nay, mua một tòa nhà bỏ hoang, ngụy trang thành thương hộ từ bên ngoài đến kinh thành, đi vào không một tiếng động, không có ai nghi ngờ, sau đó một đêm lẻn vào phủ quốc công, lão thái thái bị ông ta đích thân bóp cổ chết, mà thứ nữ và di nương bị ông ta đưa cho thủ hạ chơi đùa đủ kiểu, cuối cùng lúc chết, gương mặt giống như lệ quỷ, như vậy mới đúng năm đó một nhà tả tướng quân của ông ta, ở pháp trường dưới sự phỉ nhổ của hàng vạn người, hơn 200 mạng người, máu chảy thành sông, phủ trấn quốc công chết có mấy người thì tính là gì, không là gì cả. Ngày hôm đó trần thân mạng lớn, ra ngoài nên trốn được một kiếp, nhưng Triệu Kim không nhục chí nản lòng, bởi vì ông ta đã tính toán chắc rằng vào thời điểm mấu chốt kia, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào phủ tả tướng, ông ta có thể mượn điều này để ra tay một lần nữa, nhưng ngàn tính vạn tính, ông ta không bao giờ nghĩ tới, lúc ông ta giết người rồi lặng lẽ rời đi một chiếc kiệu nhỏ đang im lặng chờ đợi ở lối vào con hẻm cẩm tú trang điểm tinh xảo thời gian dường như luôn đối xử tử tế với mỹ nhân bà trông không già chút nào mà ông thì đã có tóc bạc gặp lại cố nhân anh hùng cũng đỏ mắt vì vậy mặc dù biết đế vương sẽ nghi ngờ ông ta vẫn đưa cẩm tú rời đi cuộc đời này của ông ta nửa đời trước suôn sẻ nửa đời sau trắc trở chỉ có điều duy nhất khiến trái tim ông ta sinh ra bước ngoặt muốn từ bỏ báo thù chính là Cẩm Tú, để ép ông ta xuất hiện, Cẩm Tú không tiếc cầu xin thánh chỉ bố cáo thiên hạ gã cho Trần Thân, ông ta lựa chọn ra tay trước ngày cưới, chẳng phải là sợ bà thật sự thỏa hiệp, tiến vào phủ trấn quốc công, có thể cho bà chỗ dựa, ai cũng được, chỉ có duy nhất Trần Thân là không được, sau đó Trần Thân đề cao cảnh giác, thị vệ canh gác ngày đêm không rời. Nếu không phải đột nhiên trong cung phái ám vệ đến bảo vệ, Trần Thân cho rằng có thể trốn được mãi sao, nhớ lại điều này, Triệu Kim miếng môi không thỏa mãn, nói, khi trần thân nhìn thấy ta gương mặt ông ta quả thật rất đặc sắc đáng tiếc các ngươi không thể nhìn thấy ngay cả chính ông ta cũng nói nhân quả luân hồi đây là báo ứng của ông ta trần loan yên lặng nghe từ đầu đến cuối lúc này mới mở miệng hỏi câu đầu tiên phụ thân ta đúng là quan chủ trì thẩm tra vụ mưu phản phủ tả tướng quân năm đó nhưng lúc đó còn có hai quan viên giúp đỡ điều tra tại sao ngươi nhất định phải đưa phủ trấn quốc công vào chỗ chết kết quả đều do mấy vị quan viên này cùng nhau báo cáo lên xương đế chẳng lẽ chỉ vì Trần Thân làm chủ trì việc điều tra, nên mới khiến cho Triệu Kim làm như vậy. Lúc này, những suy đoán trong lòng Trần Loan được vẽ lên giống như thật, nhưng nàng vẫn ôm một phần hy vọng. Nếu năm đó Trần Thân thật sự dở trò quỷ, khiến xương đế nổi giận hạ lệnh giết sạch tam tộc, hơn 200 mạng người vô tội chôn vùi, nàng nên đối mặt với sự thật đó thế nào đây? Chỉ nghĩ đến đó, Trần Loan đã cảm thấy đau đầu rồi, hai mắt Triệu Kim sáng như đuốc. Trên gương mặt dịu dàng như ngọc cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, ông ta nhìn Trần Loan, gần từng câu từng chữ, mấy ngày nay các ngươi quan tâm không ít đến vụ án năm đó nhỉ? Ông ta làm cái gì, các ngươi không biết sao? Trần Loan liếc nhìn Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt gật đầu với nàng, sau đó cung kính đưa mấy tờ giấy ố vàng trong tay đến trước mặt Triệu Kim. Trần Loan nói, chuyện năm đó, bản ghi chép điều tra có rất nhiều, ngươi không ngại có thể tự mình xem xem rốt cuộc là thế nào? Triệu Kim cầm lên, tỉ mỉ xem từng trang một, cuối cùng cười thành tiếng, cười lớn, khóe mắt lóe lên ánh bạc, ha ha ha, hơn 200 mạng người, toàn bộ đều nằm trong mấy trang giấy mỏng manh này, sắc mặt kỹ hoán càng lạnh hơn, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn màu đen, hắn hơi dùng lực, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh, ném đá dấu tay không phải là hành vi của quân tử. Nếu ngươi cảm thấy tội mưu phản không nên giết tam tộc, hơn 200 mạng người huyết mạch tả tướng quân của ngươi chết oan uổng, vậy hơn 10 vạn binh sĩ năm đó vì xây dựng Giang Sơn Đại Yến mà chết, phụ thân ngươi muốn mưu phản, cải triều xoáng ngôi. Ý của ngươi là mặc cho sự việc phát triển theo tự nhiên, không quan tâm, Triệu Kim ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, cả dòng tộc phủ tả tướng quân chưa bao giờ có suy nghĩ mưu phản, năm đó phụ thân ta bị tống vào ngục, không biết có bao nhiêu người đạp thấp nâng cao chạy tới bỏ đá xuống giếng, ân nhiều lần cứu mạng, ngay cả một câu giải thích xương đế cũng không thèm nghe, trực tiếp giao vụ án cho Trần Thân, người năm đó chỉ mới trạc tuổi ta, khi đó ông ta bao lớn, giọt nước mắt nơi khóe mắt Triệu Kim cuối cùng cũng rơi xuống, ông ta là một hậu bối, nhưng có chút công lao, nào biết gì mà thẩm tra án, suốt ngày nghiêm hình bức cung, tất cả đều nhìn vào sắc mặt xương đế làm việc, phụ thân ta chinh chiến một đời, cũng mang một thân bệnh tật, căn bản không chịu nổi loại tra tấn này. Đó chính là bị tra tấn phải nhận bừa tội rõ rành rành, 200 mạng người trên dưới phủ tả tướng quân chết, trở thành bàn đạp để ông ta lên vị trí trấn quốc công. Ông ta vô tội, phụ thân mẫu thân huynh trưởng của ta có tội sao, ngón tay trần loan khẽ rung, không biết do lạnh hay là do bị dáng vẻ điên cuồng của triệu khiêm dọa sợ mãi cho tới lúc này cuối cùng nàng đã hiểu ra một chuyện tả tướng quân có lẽ thực sự vô tội cái chết của ông ấy có liên quan đến trần thân nhưng nếu nói ông là đầu sỏ gây nên tội là không đúng bởi vì cục diện năm đó đã hiện rõ trong thái độ của xương đế ông không giữ lại được một tả tướng quân danh tiếng ngày càng hưng thịnh công cao ác chủ đặc biệt là tả tướng quân với thái độ làm người ngay thẳng thường không cùng quan điểm với xương đế cũng không học được cách giải thích vòng vo thường cãi nhau đến mặt đỏ tía tai với xương đế đặt vào vị trí của bất kỳ đế vương nào, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách. Lỗi của Trần Thân là không hỏi phải trái đúng sai, không thẩm tra nhiều lần, hoặc biết rõ sự thật nhưng vẫn kiên quyết nghe theo ý của xương đế, thậm chí còn phóng đại, bị đặt những điều vô căn cứ bôi nhọ tả tướng quân. Không biết vì sao, thân thể Trần Loan dần dần thả lỏng, lại chợt nhớ tới những người vô tội bị liên lụy, ánh mắt nàng tối sầm lại, chuyện Trần Loan có thể nghĩ ra, tất nhiên kỹ hoán cũng có thể nghĩ càng sâu sắc thấu triệt hơn, chỉ là hắn không nói lời nào khi bọn họ đi ra khỏi thiên lao trời đã tối rồi mà bên trong triệu kim khôi phục lại dáng vẻ tao nhã đại lý tự khanh vén áo ngồi xuống đối diện ông ta lại sai người mang đến hai bát rượu đưa một bát cho triệu kim thở dài nói uống đi ta nhớ ngươi cũng là người thích uống rượu triệu kim không từ chối ông ta bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch cười nói ngươi làm như vậy cũng coi như là lấy việc công làm việc tư đấy đại lý tự khanh lắc đầu trong thiên lao này khắp nơi đều là người của hoàng thượng có việc gì giấu giếm được, bây giờ như vậy, 10 năm trước cũng như vậy, hoàng thượng có ý cho Triệu Kim một cơ hội, vì vậy ông mới dám nói chuyện phím với Triệu Kim. Sương đế muốn trị tội chết tả tướng quân, vì vậy Trần Thân nghiêm hình tra tấn, Trần Kim liếc nhìn xung quanh, đáy mắt lóe lên tia trào phúng, cũng đúng, Triệu Kim, thành thật mà nói, ngươi trách Trần Thân năm đó không thể chủ trì công đạo, minh vang cho tả tướng quân, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến, công cao ác chủ, không biết khiêm tốn, nhiều lần khiến mặt trồng tiên đế tức giận. Khiến phủ tả tướng quân đi vào con đường diệt vong, chính là phụ thân của ngươi, công bằng mà nói, nếu là người khác, cho dù có đổi 10 người đi điều tra, bọn họ dựa vào cái gì phải mạo hiểm, cánh chịu hậu quả thánh thượng nhớ tên chỉ để minh oan cho phụ thân ngươi. Ngươi sợ liên lụy tai họa đến người nhà, ta cũng sợ, nói đến đây, sắc mặt của Triệu Kim đã rất khó coi, đại lý tự khanh nhẹ nhàng để lại một câu cuối cùng, xu lợi tị hại là bản tính của con người, chuyện năm đó, Trần thân không sai chỉ có chuyện dùng tư hình với phụ thân người là quá đáng, diệt cả nhà, ngươi so với trần thân năm đó còn đáng khinh hơn, chiếc bàn gỗ sau lưng vang lên một tiếng, vỡ nát. Đại lý tự khanh dừng bước, nói, ngươi vẫn nên nói ra tung tích của quận chúa Cẩm Tú và ám vệ của ngươi, thánh thượng có thể tha cho ngươi một con đường sống, không thể nào lật lại bản án, lần này triệu khiêm tự chui đầu vào lưới, cũng là một sự ngu dại, chương 64, đi ra khỏi nhà lao đại lý tự, trời đã tối đen, các vì sao lấp lánh, ngôi sao này mới sáng lên, thì ngôi sao kia lại mờ đi, lặp đi lặp lại. cả bầu trời đầy những đống hình quang sặc sỡ như có một sức hấp dẫn đặc biệt, dễ khiến ánh mắt con người mơ mơ màng màng. một lúc lâu vẫn không hoàn hồn. tâm trạng Trần Loan từ lúc đi vào đến lúc đi ra đều không được tốt, gương mặt ủ rũ, mày nhíu chặt. người đàn ông bên cạnh có sống mũi cao thẳng, sườn mặt ôn hòa, chỉ nhìn thế thôi đã cảm thấy một loại áp bức lạnh lùng. Trần Loan hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một góc tay áo của hắn, ngẩng đầu khẽ hỏi, Hoàng thượng định xử lý Triệu Kim thế nào? dù sao hiện tại không thể xử lý được, quận chúa Cẩm Tú và ám vệ của Triệu Kim đều biến mất không dấu vết, tiếp tục ẩn nấp, đây dù sao cũng là một nguy cơ tiềm ẩn, kỷ hoán không thể bỏ mặt được, Triệu Kim tự chui đầu vào lưới, có thể là do ông hy vọng có thể lật ngược vụ án của tả tướng quân, cũng có thể là khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, mưu đồ hành động tiếp theo, người phủ quốc công đã chết hết, chỉ còn lại một người duy nhất, kỷ hoán tách ngón tay ngọc ngà như cộng hành của nàng ra, nắm chặt. Lông mày lạnh lùng cứng rắn giống như mảnh băng ngưng tụ lại, nhưng lời nói lại ấm áp như nước mùa xuân theo gió nhẹ nhàng bay vào tay trần loan lúc sống không làm người tốt chết rồi nên làm một con ma hiểu chuyện trần loan sửng sốt ngón tay trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn hơi co rúng lại như bảo hắn hãy nắm thật chặt nàng gần như theo bản năng hỏi hoàng thượng không định điều tra lại vụ án năm đó ư ừ, vừa nói ra trần loan lập tức hối hận giọng nói cũng nhỏ dần vụ án năm đó rõ ràng là một vụ án oan liên quan đến rất nhiều người danh tiếng một vị tiên đế không tốt bị tổn hại kỷ hoán cũng sẽ bị gán cho cái tội bất hiếu, lùi vạn bước là điều tra lại sự việc năm đó, trả lại công lý muộn màng cho phủ tả tướng quân, cũng là một chuyện vô bổ. Mạng sống của hơn 200 người cũng không thể quay trở lại, càng không nói đến việc khôi phục danh dự trước đây. Vết nhơ diệt môn cũng vẫn còn đó, kỷ hoán dừng bước, cười khẽ nhìn nàng nói, hoàng hậu hiểu rõ lý lẽ như vậy, là lấy đức báo oán sao, rõ ràng là gương mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng lời nói lại cực kỳ tùy tiện, trần loan công môi cười, vén một lọn tóc nhỏ bên tai, nhẹ giọng nói, nào có khoa trương như lời hoàng thượng nói. Chỉ cảm thấy Triệu Kim cũng là một người đáng thương, đến bây giờ Trần Loan mới nhận ra sâu sắc câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận là có ý gì, tình cảm của nàng đối với phủ quốc công vô cùng phức tạp, hận và oán thường lớn hơn kỷ niệm, nhưng may là như vậy, mấy ngày nay nàng đều ngủ không ngon, mở mắt nhắm mắt đều là thảm cảnh lúc chết của đám người lão thái thái, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nàng có thể đoán ra được Triệu Kim đã sống những năm qua như thế nào, ông ta không đáng thương sao? đã từng là con cưng của trời lại luân lạc đến mức này, đương nhiên là đáng thương, nhưng cứ khăng khăng đi theo con đường của mình mà không phân biệt rõ ràng, cũng là điều đáng hận, bóng đêm như dòng nước lạnh chảy qua, lúc này Trần Loan cảm thấy hơi lạnh. Nàng không nói gì thêm nữa, đi đến bên cạnh người đàn ông, kỹ hoáng liếc nhìn cái mũi đỏ ửng của nàng, quay sang hỏi chuyện khác, ta thấy nàng từ sau bữa trưa có phần không yên lòng, đang nghĩ chuyện gì vậy, nói tới đây, đôi môi đỏ tươi của Trần Loan miếng chặt thành một đường thẳng, nàng ngước mắt lén nhìn trộm hắn màn đêm như dệt cưỡi nhờ ngọn đèn trong tay thái giám phía trước mặt nàng vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn da thịt của người đàn ông vốn trời xinh xinh đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào mà trần loan từng nhìn thấy hắn chỉ cần đổi một bộ quần áo là đã có khí chất khác hẳn một người đàn ông phóng khoáng như vậy cho dù chỉ là một thư sinh nghèo khó cũng nhất định khiến không ít cô nương xuân tâm nhộn nhạo chứ đừng nói đến thân phận hiện tại của hắn tất nhiên là hấp dẫn không ít người tương lai mỹ nhân vào cung nhiều vô kể nàng nhìn thoáng qua không biết sẽ có bao nhiêu gương mặt mới xinh đẹp, bọn họ sẽ vì sự sủng ái của đế vương, vì ngôi vị hoàng hậu tôn quý, tương lai vì vị trí thái tử, sẽ từng bước từng bước gây sức ép, Kỷ hoán thấy nàng do dự không nói chuyện, không khỏi nhíu mày, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ừng trầm thấp mang theo ý nghi ngờ, Trần Loan nhìn vẻ lười biếng của hắn, âm thầm nuốt xuống lời nói đang nghẹn lại ở cổ họng, nàng cục mi xuống nhanh chóng đổi ý, thức ăn ở điện dưỡng tâm rất ngon, hôm nay khi thần thiếp soi gương, cảm giác mình mập lên không ít. Mỹ nhân lo nhiều, kỷ hoán quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói, đến điện dưỡng tâm dùng bữa tối với ta. mệt nhọc lâu như vậy, bụng hơi đói. trần loan hoàn toàn im lặng, người này tuyệt đối cố ý. dùng xong bữa tối, cung nữ dọn thức ăn xuống. hồ nguyên đi vào cục mi xuống nhưng khóe miệng lại cong lên vừa phải, khó có thể phân biệt được cảm xúc của y lúc này là vui hay buồn. đây là vẻ mặt thường thấy của y, hoàng thượng, vừa mới nhận được tin tức, lang lão phu nhân mới đem theo mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư đến kinh thành đang ở trong căn nhà trước đây nhìn tình cảnh này chỉ sợ lão thái phó cũng sẽ trở về giọng của y không nhỏ tất nhiên cũng sẽ lọt vào tai của trần loan nàng kinh ngạc ngước lên khẽ ồ một tiếng lặp lại một lần nữa lan lão phu nhân hồ nguyên không người giải thích đúng như nương nương nghĩ là nhà bên ngoại của nương nương trần loan im lặng hồi lâu quay đầu nhìn người đàn ông điềm tĩnh bên cạnh khẽ nhíu mày hỏi hoàng thượng đã sớm biết chuyện này kỹ hoáng thờ ơ chơi đùa những ngón tay mảnh khảnh của nàng mắt cũng không hề ngước lên nhẹ giọng nói, lão thái phó từ quan về quê ở ẩn, lần này đưa gia đình về kinh, chắc chắn sẽ dân tấu sớ báo cáo, hoàng thượng đồng ý à. Đôi mắt Trần Loan phân rõ đen trắng, đáy mắt trong suốt, một chút tạp chất cũng không có, câu hỏi ngớ ngẩn như vậy mà nàng cũng có thể hỏi một cách nghiêm túc như thế, không đồng ý lan lão thái thái có thể nghênh ngang trở về như vậy sao, kỹ hoáng ngoảnh mặt đi, không được tự nhiên đáp, không có, Trần Loan đột nhiên bật cười, mắt hạnh công thành vần trăng, mặt cho cơ thể nghiêng ngã, Ngã vào lòng của người đàn ông vẫn còn lạnh mặt, cánh tay cường tráng kia nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai người kề sát vào nhau dường như đến cả nhịp tim cũng hòa cùng nhịp đập, lừa gạt ngoại tôn nữ của người ta vào cung, nếu như trẫm không đồng ý, chẳng phải đắc tội với hoàng hậu nương nương được sủng ái nhất lục cung hay sao? Từ khi nàng được phong hậu đến nay, bên ngoài đã có rất nhiều lời đàm tiếu, Trần Loan cũng từng nghe những cung nữ bên dưới âm thầm mắng mỏ giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được những lời trêu chọc như vậy từ người đàn ông. Nàng hơi sững sờ ý cười trong đáy mắt tích tụ từng chút một giống như nước suối đun nóng bao phủ một tầng sương mù rồi lại biến mất trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi tiếng cười lanh lảnh dù hoàng hậu có đắc sủng tất nhiên cũng không thể so sánh với sự quyết đoán anh minh của hoàng thượng nói xong nàng lại không nhịn được mà mím môi tiểu cô nương bình thường ổn trọng hiếm khi ngốc nghếch như vậy kỷ hoáng đưa tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của nàng sau đó công môi hỏi vui lắm sao trần loan gật đầu nàng thực sự vui vẻ từ khi nàng có ký ức tới bây giờ nhà ngoại tổ mẫu và mẫu thân luôn là một phần trống rỗng nàng chỉ có thể biết được một số chuyện cũ từ miệng của người khác cũng không hẳn chính xác nhưng mặc dù vậy nàng vẫn có một tình cảm tự nhiên và thân thiết với nhà ngoại tổ mẫu đó là một cảm xúc rất ấm áp ngoại tổ tô kỳ từng giữ chức thái phó là người thầy được kính trọng nhất của xương đế năm đó khi tô viện qua đời hai người già không thể chịu được nỗi đau mất nữ nhi này lão thái thái khóc đến ngất đi mấy ngày suýt chút nữa không vượt qua được cuối cùng tô kỳ đến gặp xương đế sau đó đến phủ quốc công một chuyến, ngày hôm sau rời khỏi kinh đô, còn nói những gì, không ai biết được, nhưng sau ngày hôm đó, Trần Loan được lão thái thái nuôi nấng, ăn mặc chi tiêu đều đầy đủ, mà Khang Di Nương đau khổ chờ đợi hơn 10 năm cũng không được phù chính, mãi cho đến khi Trần Loan đã đính hôn, lão thái thái mới có thể thở vào nhẹ nhõm, những chuyện này, Trần Loan không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến, và mỗi lần sinh thần, lão thái thái sẽ luôn có rất nhiều những món đồ chơi hiếm lạ, những thứ đó hầu hết đều là thứ quý giá, Đều tốn rất nhiều tâm tư chuẩn bị, nhưng nàng nhìn một cái có thể nhìn ra đó không phải là chữ viết tay của lão Thái Thái. Nhiều năm như vậy, lễ vật một lần cũng không thiếu, nàng thực sự cảm nhận được tình cảm của nhà ngoại tổ mẫu. Khi nàng 13, 14 tuổi cũng đã viết vài lá thư cho nhà ngoại tổ mẫu, chỉ kỳ lạ là những lá thư đó biến mất không một dấu vết, như hòn đá chìm xuống biển. Bóng đêm tràn vào trong điện, mang theo khí lạnh, kỹ hoáng bế tiểu cô nương đã nhắm mắt ngủ cùng hơi thở đều đặn lên giường, cẩn thận chỉnh góc chăn bên ngoài vẫn còn một chồng tấu chương chất đống cần được phê duyệt, nhưng chân của hắn lại như đinh đóng cột vậy, nửa bước cũng không muốn di chuyển. Mấy ngày nay hắn không nói gì, nhưng thực ra trong lòng hắn luôn canh cánh, có không ít người trong tối ngoài sáng âm thầm bảo vệ nàng, nhưng hắn lại luôn cảm thấy không an tâm, cho đến khi Triệu Kim bị bắt giam vào thiên lao, sự căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng mới được thả lỏng, ngọn đèn màu cam ánh lên ánh sáng ấm áp của hoàng hôn. Những vòng ánh sáng chiếu lên gương mặt và cơ thể của tiểu cô nương, mỗi một tấc đều tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Kỷ hoáng đưa tay vén hai lọn tóc đen che trên mặt nàng, khẽ thở dài, mới chịu thu tay lại, đứng dậy, thì bị một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm lấy, cổ tay gầy đến đáng thương, kỷ hoáng không dám dùng sức, sợ đụng vào sẽ gãy, hắn cười trầm thấp, ý vị thâm trường, sao nào? Không đành lòng để ta đi, kết quả là lông mi của tiểu cô nương càng lúc càng run rẩy, ngay cả chiếc cổ trắng nõn như ngọc cũng ửng hồng, chỉ là làm thế nào nàng cũng không mở mắt, bàn tay đang đặt trên bàn tay của người đàn ông cũng không buông ra thế là kỷ hoán vén ống tay áo vàng tươi lên ngồi ở mép giường lưng thẳng tắp trong mắt dâng lên một ngọn lửa nhỏ hắn không phải loại đàn ông không biết kiềm chế trầm mê trong nhục dê gục nếu hôm nay làm việc đó với người phụ nữ khác e rằng hắn sẽ không chớp mắt mà tức giận bỏ đi nhưng người trên giường lại có thể dễ dàng khiến cho hắn mềm lòng và thương tiếc tỉnh rồi còn không mở mắt vậy ta đi thật đây kỷ hoán càng giọng cười nói lúc này trần loan mới mở mắt ra không biết là vừa mới tỉnh giấc hay là nghĩ tới điều gì trong mắt nàng bao phủ một tầng sương mù mỏng, ánh nước lăn tăng, giống như vừa mới khóc một trận, khiến người ta nhìn thấy không đành lòng. Kỷ Hoán liếc một lượt nhìn gương mặt nàng. nửa đêm giảm xuống mấy độ, lại gặp ác mộng à? mấy ngày nay nàng thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ, tỉnh dậy đều là nước mắt giàn dụa, chỉ ngồi yên không nói lời nào. đương nhiên Kỷ Hoán không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, vì vậy cho dù xử lý chính vụ đến lúc khuya, hắn cũng sẽ quay lại điện dưỡng tâm ngủ cùng nàng một lát. Trần Loan lắc đầu vương cánh tay mảnh mai ôm lấy eo người đàn ông. Mùi bạc hà quen thuộc sộc vào mũi, nàng hít mũi một cái, giọng nói mang theo âm mũi, a hoáng, Trần Loan gọi xong, nàng không biết nên nói gì tiếp theo, trong lòng chất chồng rất nhiều chuyện, không thể nói ra cũng không thể nuốt xuống, khiến nàng vô cùng khó chịu, thân thể kỹ hoáng đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi nhạt đi, ít hầu lăn lên lăn xuống, nhưng trong đôi mắt đen lấy lại bừng lên lửa nóng. Số lần nàng gọi hắn là A Hoáng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong ký ức cũng chỉ có khi uống say đầu óc không tỉnh táo nàng mới buộc miệng nói ra, sau đó không bao giờ xảy ra nữa. Hai lần, mỗi lần nàng gọi hắn như vậy, hắn luôn hận không thể nhào nặng đem nàng hòa vào trong máu thịt, sống chết mãi mãi không rời. Thật ra Trần Loan cũng biết, hắn luôn mong đợi được nghe điều gì, hy vọng nhận được điều gì. Thật ra trong lòng nàng biết rất rõ, nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua rào cản, cho đến lúc nãy, nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Thân là cửu ngũ trí tôn cao không thể với tới, người đàn ông bên cạnh này thực sự đã luôn cúi đầu khom lưng bao dung nàng, lo lắng cho nàng, suy nghĩ cho nàng. Giọng nói của Trần Loan càng thêm nhẹ ngào, nàng nắm lấy áo trên ngực kỹ hoán không buông, cảm thấy bản thân mình thật sự quá không hiểu chuyện. Từ trong cổ họng nàng thốt ra từng tiếng, mỗi một âm thanh đều giống như rượu mạnh nhất, rót vào trong lòng kỷ hoán, làm hắn lân lân không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Chuyện ngoại tổ phụ vào kinh, là chàng đã tính trước, đúng không? Hai ngày trước có một cung nữ lỡ miệng, nói thiếp không còn phủ quốc công làm chỗ dựa nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị các phi tử khác đạp xuống chàng lập tức nổi giận xử lý cung nữ đó trước mặt thiếp chàng không nói lời nào nhưng thực ra trong lòng lại quan tâm thiếp hơn ai hết chính chàng là người đã liên lạc với ngoại tổ phụ đúng không trần loan tự nói nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhanh giống như chảy mãi không hết vậy nàng cũng không thèm để ý tùy ý đưa ống tay áo lên lau gương mặt nhỏ nhắn vô cùng nhếch nhác từ đầu đến cuối người đàn ông không nói lời nào chỉ yên lặng nghe nàng nói ngoại tổ phụ tuổi đã cao nhưng trong giới văn thần võ tướng vẫn có uy danh, chàng gọi toàn gia tộc bọn họ về kinh thành, nuôi dưỡng thế lực mới, tăng cường đề bạc, sau này trở thành chỗ dựa mới cho thiếp, đúng không? Nàng từng nói lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất, so với lòng người thì miệng đàn ông càng không đáng tin hơn. Vì vậy kỹ hoán âm thầm làm gì đều không nói cho nàng biết, hắn chỉ biến tình yêu này thành một loại sức mạnh khác khiến người ta yên tâm, nếu sau này hắn thật sự thay đổi yêu một trần loan thứ hai, phần sức mạnh này cũng có thể bảo vệ nàng yên ổn ngồi trên ngôi vị hoàng hậu trong đầu trần loan không suy nghĩ nhiều như vậy cho đến hôm nay khi hồ nguyên đến báo tin ngoại tổ mẫu đã đến kinh đô nàng mới bừng tỉnh như vừa đã thông kinh mạch hiểu ra rất nhiều chuyện giọng nói của nàng càng lúc càng run rẩy nhưng vẫn tiếp tục nói ngắt quãng còn nữa hai ngày trước chàng nói muốn có con nhưng thực ra là muốn thiếp sinh đích trưởng tử như vậy sau này cho dù có bao nhiêu phi tử quyền lực vào cung cũng không lay chuyển được địa vị của thiếp đúng không nàng hỏi liên tiếp nhiều câu đúng không nhưng chỉ lần này không bị người đàn ông phủ nhận kỷ hoán dùng khăn tay trắng như tuyết ở góc giường lau nước mắt của tiểu cô nương thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói có thể nghĩ đến tương lai cũng không tính là quá ngốc trần loan vừa định nói mũi lại xuất hiện bong bóng nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ kỷ hoán cũng cười vừa cười vừa lau sạch nước mắt nước mũi cho nàng lúc hắn cười khóe mắt và lông mày đều dịu dàng quan cảnh như tiên giáng trần ngay cả giọng nói dường như cũng có một chút khí chất thần tiên không quan trọng là nam hay nữ miễn là hài tử của chúng ta là được hắn vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của Trần Loan, sắc mặt cực kỳ dịu dàng hiếm thấy, nghĩ lại thì, Loan Loan của Trẫm vẫn còn là một tiểu cô nương, hay là đợi thêm hai năm nữa, Trần Loan đột nhiên dựa đầu vào lòng hắn, giọng nói nhẹ ngào, từ giờ trở đi, chàng hãy yêu thiếp nhiều hơn, ít đi nơi khác một chút, có được không, nàng mới nói xong, lại cảm thấy không an tâm rồi, ngước mắt quan sát cẩn thận vẻ mặt của người đàn ông, bởi vì vừa mới khóc, đôi mắt to tròn vốn đã động lòng người nay lại như hai dòng suối trong veo, giống như một con nai trong rừng bất an bị trúng mũi tên. Kỷ hoán xoa mái tóc đen xỏa như trong biển của nàng, treo chọc nói, gọi ta thêm lần nữa. Trần Loan ngoan ngoãn gọi lại A Hoáng, không phải là tiếng gọi hoàng thượng vừa ngọt ngào vừa xa cách ban ngày, cũng không phải tiếng gọi cả họ cả tên khi xấu hổ. Giọng nói này, kỷ hoán nghe đến nỗi sung sướng cả thể xác lẫn tâm hồn, thật sự không muốn đi giải quyết một đống tấu chương phiền não ở tiền điện, chỉ là thời cục hiện tại chưa định. Quận chúa Cẩm Tú cùng dư đảng của Triệu Kim còn chưa tra ra tung tích, hắn không thấy bọn họ sẽ thu tay rời đi, đây vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Một ngày còn tồn tại, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên ngày đó, còn việc Tô Kỳ đang trên đường về Kinh Thành, khó tránh khỏi có người nghe được phong phanh muốn nhanh chóng loại trừ, những việc này đều cần hắn đích thân giải quyết, nghĩ đến đây, u ám trong mắt kỹ hoán tích tụ càng nhiều hơn, đường nét trên mặt cũng trở nên căng thẳng, hắn dịu dàng nói với tiểu cô nương, đừng nghĩ lung tung, nếu có thời gian như vậy, không bằng đến tiền điện thay hồ nguyên nghiền mực, cũng có thể ở cùng ta nhiều hơn, hửng, Trần Loan đột nhiên lắc đầu không nói gì, nàng thật sự không có tính kiên nhẫn chờ đợi, đứng một lúc không đi, trên tay thường dính mực, bị người đàn ông treo chọc mấy lần rồi, thế là kỹ hoán đành phải kéo tiểu cô nương mềm như không xương vào trong lòng, nghĩ nghĩ lại thấy không luyến tiếc, lại kéo nàng lại ôm một lúc, nhẹ giọng nói, tiền triều vẫn còn có rất nhiều sổ sách chưa xem, nàng ngủ trước đi, nếu đói bụng thì bảo tô ma ma làm ít điểm tâm ăn, Trần Loan lập tức sờ sờ thắt lưng, lắc đầu từ chối, ta không đói không ăn. Đêm dài đằng đẵng, vài nhánh lá phong lan leo lên chỗ trống trên ô cửa sổ, chỉ trong hai ngày đã xâm chiếm rất nhiều, kết hợp với hương sông trong điện, màn đêm cũng dịu dàng hơn một chút, khi kỷ hoáng rời đi, Trần Loan ngay ra nhìn theo. Hắn đi hai ba bước lại vòng về, đôi giày mềm chỉ bạc dẫm trên mặt đất, hắn nâng cầm tiểu cô nương, sắc mặt âm u, mở miệng nói, lấy đâu ra mà nhiều như vậy, tỉ muội hậu cung, một người cũng không có, giọng điệu của hắn hung dữ, nói xong thì bước nhanh đi qua bình phong. Trần Loan ngồi ở trên giường một lúc lâu, sau đó dần dần nở nụ cười, trái tim treo cao bấy lâu nay, lúc này dần dần rơi xuống, chương 65, đêm nay Trần Loan ngủ rất ngon. Sau khi kỹ hoán xử lý xong chính vụ trở về, tiểu cô nương đã ngủ rồi, nhưng từng ấy ngày bồi dưỡng tính tự giác trái lại cũng khá tốt, hắn vừa nằm xuống giường, nàng lập tức lần mò, tự giác sáp lại gần, một cánh tay đặt trên ngực người đàn ông, nhẹ bẩn như không trọng lượng, nhưng kỹ hoán lại cảm thấy có đám lửa đang thiêu đốt trên lòng ngực, hắn biết tiểu cô nương ngủ không sâu, tầm này thật ra là lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ màng không muốn mở mắt, hắn chịu đựng một lát, cuối cùng vẫn nhích người ôm người vào lòng, hàng giọng thì thầm bên tai nàng, loan loan, khoảng thời gian này Trần Loan hay hờn giận, giọng hắn trầm thấp êm tai, hàng hàng còn mang theo hơi nóng, nàng lập tức trốn đi, mắt cũng chưa mở đã ôm chăn nằm sát vào trong, vẻ chán ghét hiện rõ mồn một, người đàn ông không nhịn được bật cười, dù hiếm thấy dáng vẻ này của nàng, nhưng cũng không nở thật sự đánh thức nàng. Mấy ngày nay nàng luôn gặp ác mộng, lúc tỉnh lại quần áo và tóc mai đều ướt đẫm mồ hôi, dưới vành mắt xanh đen, một đêm không mộng mị, ngày hôm sau lúc Trần Loan mở mắt, mặt trời gần như đã lên đến đỉnh đầu, Lưu Nguyệt và Bồ Đào nghe thấy tiếng động rất nhỏ, một người cười tắm cành hoa mới hái vừa chớm nở vào trong chiếc bình bạch ngọc vân đá, một người vén màn giường treo lên, phía sau cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu nối đuôi nhau đi vào, Trần Loan nhớ tới câu nói của người đàn ông vào đêm qua, không khỏi cong môi, lộ ra hai má lúng đồng tiền nhỏ xinh dịu ngọt, Bồ Đào thấy tâm trạng nàng tốt cũng cười theo. Như là nghĩ tới điều gì đó, giọng lanh lảnh nói, vừa rồi tiểu thái giám bên cạnh hồ công công lại tới tặng rất nhiều thứ, nương nương muốn xem thử không, trong hậu cung này, cho dù là tranh chữ, đồ cổ quý giá hay là vài cái trâm cài vòng tay bình thường, chỉ cần đằng trước cộng thêm một câu hoàng đế ban thưởng, là đã đủ đắc ý rất lâu, nếu không phải được lòng vua, được thánh thượng sủng ái, thì sao hoàng thượng lại cố ý ban thưởng đồ vật, thông thường sẽ bày những thứ được ban thưởng ở vị trí dễ thấy trong điện, không chỉ để cho người khác nhìn mà tự mình nhìn thêm một hai lần cũng thoải mái nhưng hiện giờ toàn bộ hậu cung chỉ có một mình cung minh lan lại còn chiếm vị trí đích thê của bệ hạ đương nhiên không cần khoe khoang gì cho nên lúc đầu vẫn là hồ nguyên đích thân tới tặng về sau số lần càng ngày càng nhiều người tới đã thành tiểu thái giám hàng năm đi theo hồ nguyên có khi một ngày tới tận vài lần thường nói vật hiếm mới quý những thứ này đưa đến nhiều trần loan thường liếc mắt một cái đã bảo đặt vào trong kho nhưng bây giờ trong lòng trần loan nhớ tới những lời người đàn ông nói đêm qua mỗi câu mỗi chữ như lớp đường bọc quanh sâu kẹo hồ lô đến thế nào cũng toàn là vị ngọt nghe lời bồ đào nói nụ cười trên khóe môi lại lớn hơn hai phần dịu giọng nói dâng lên đi lương nguyệt bèn nhịn cười bưng lên là hai cây hạt dưa rang thơm phức sắc mặt trần loan lập tức chuyển từ trắng sang xanh cuối cùng lại ửng hồng như nụ hoa chớm nở vào sáng sớm để không bị hai nha hoàng chê cười nàng gắn miếng môi không lên tiếng một lát sau tự mình lại không nhịn được mà bật cười nàng đương nhiên biết tại sao hạt dưa này lại đến từ hôm qua tô ma ma nhắc tới chuyện kia trong lòng nàng không thoải mái ngay cả trên xe ngựa đến đại lý tự cũng câu được câu không nói mấy lời đến khi phi tần mới vào cung thần thiếp sẽ không còn ngày nào cũng buồn chán như vậy nữa được rảnh rang sẽ hẹn mấy muội muội ngắm hoa cắn hạt dưa cuộc sống trái lại không nhạt nhẽo vô vị nhàm chán vô vị hay không nàng không biết nhưng quả thật có thể làm nàng bực chết đều là mấy lời nói ngớ ngẩn cho dù là ai cũng có thể nghe ra ý tứ ghen tuông trong lời nói kia nhưng người đàn ông trên xe ngựa hôm qua chỉ lạnh nhạt từ một tiếng, sau đó không nói gì nữa, thì ra là giữ lại mấy thứ linh tinh này để chờ nàng đấy. Trần Loan rời khỏi mặt ghế dài trải lông cừu mềm mại, đi tới trước hai đĩa hạt dưa, đầu ngón tay thon dài trắng nõn cầm một hạt đặt bên môi, động tác hơi dừng lại, cảm nhận được vị táo chua. Lương Nguyệt đón nhận ánh mắt nghi ngờ của chủ tử nhà mình, bả vai rung vài cái, cố sức giữ vững giọng nói, nương nương, tiểu thái dám tới tặng đồ nói là hoàng thượng cố ý căn dặn, nói nương nương gần đây thích ăn chua. Trần Loan bốc một nắm ở lòng bàn tay, lòng bàn tay nàng trắng nõn, lúc này dính lớp bụi bên ngoài hạt dưa vẫn giống như rễ hành, nàng hất cầm, nói, cầm xuống chia đi, nếu bổn cung cắn hết, trăng lại đau một trận, lúc này Lưu Nguyệt và Bồ Đào mới không từ chối, mỗi người bốc một nắm hạt dưa vào trong túi, cười trêu ghẹo nói, nhờ phúc nương nương, chúng nô tỳ mới có thể nhìn thấy của hiếm như vậy, đồ hoàng thượng thưởng, nếu đặt ở bên ngoài, nói là nghìn vàng cũng không quá, đương nhiên là của hiếm, trước mặt điện dưỡng tâm có một hồ cá bên cạnh lan can đá cẩm thạch là từng cây quế nhỏ xếp thành hàng, mấy ngày trước mới chuyển đến đây cắm rễ, lúc này đã mất đi vẻ tàn phai héo rũ, giữa cành cây thậm chí còn trồi lên từng chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt, hương thơm nồng nàn bay xa mãi, Trần Loan đến cung diệu thiền đúng giờ cơm trưa, mấy ngày nay kỹ thiền mê chăm sóc hoa cỏ, trong sân nhỏ trước đình bày đủ thứ, Trần Loan liếc mắt nhìn một cái, thế mà cũng không biết được bao nhiêu, tiếng bước chân của Trần Loan rất nhỏ. Lưu Nguyệt và Bồ Đào cũng trông ở ngoài cung diệu thiền, nhưng kỹ thiền vẫn nghe thấy tiếng động, lúc nghiêng người ngoái đầu nhìn, vẻ lạnh lẽo trên mặt hơi nặng, thấy là Trần Loan, mặt mày mới hơi cong lên, chậm rãi nở nụ cười, nhìn dáng vẻ này của muội là định ăn ké cơm trưa ở trong cung ta hả? Kỷ thiền dùng thang xoa vụn gỗ trên tay, cười nói, có ý định này, không biết công chúa có giữ khách không, các nàng quen biết từ nhỏ, quen cười đồ ầm ý huyên thuyên, trái lại cũng không cảm thấy có gì không ổn, sau khi bốn mắt nhìn nhau, từng người lại nhìn sang chỗ khác rồi mỉm cười. Bệnh rung tay của kỹ thiền đã đỡ hơn nhiều, ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, chính nàng ấy không cảm thấy gì, nhưng mỗi lần Trần Loan đến luôn cảm thấy nàng ấy lại gầy hơn một chút, giống tơ liễu như lông vũ trắng rơi vào đầu xuân, đáp xuống một góc ấm áp nào đó, lưu luyến phong cảnh nhân gian mà dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn phải bay đi theo gió, biến mất trong làng sương mù mênh mông vào sáng sớm hôm sau, cảm giác như vậy khiến trong lòng Trần Loan cực kỳ khó chịu, sau khi ăn trưa, Kỷ Thiền và Trần Loan nằm trên xích đu, đẩy nhẹ mũi chân. Cây trúc làm xích đu lập tức đông đưa kẻo kẹt, từng tiếng không nhanh không chậm, giống như đầu nhọn đập vào lòng người. Trong sự yên tĩnh như vậy, ngay cả tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót ở bên ngoài cũng dần biến mất. Kỷ Thiền đột nhiên nghiêng đầu nhìn Trần Loan, giọng hơi yếu ớt, Loan Nhi, mấy ngày nữa chúng ta bảo gia dai vào cung một chuyến đi. Trần Loan gật đầu, nghe nói Nam Dương Vương đã đồng ý lời cầu hôn của phủ kiến uy tướng quân. Muội đã hỏi Hoàng thượng, đúng là lựa chọn tốt, hai ta còn chưa chúc mừng tỷ ấy đâu. Lấy trình độ yêu thương thẩm gia dai của phu thê Nam Dương Vương cùng mấy huynh trưởng của nàng ấy, người được chọn tuyệt đối sẽ không phải hạng người phàm tục bình thường. Ngoài ra việc cân nhắc xem xét khắp nơi đương nhiên không cần phải nói nhiều, mối nhân duyên mỹ mãn như thế, đương nhiên nên chúc mừng một tiếng. Kỷ thiền nghe vậy cười khẽ một tiếng, gỡ hết hộ giáp lạnh băng trên tay xuống, giữ lại một cái cầm trong tay nghịch, nói ra ba chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ có dai dai là sống tự do thoải mái hơn chút, thâm cung này bao nhiêu tầng cửa, nhốt ta và mùi ở trong lòng, đi đứng có quy củ, ngủ có quy củ, khắp nơi đều là gông xiềng, sống như một con chim hoàng yến hoàng mỹ quý giá dứt lời nàng ấy tự dễu nhắm hai mắt lông mi in xuống một hàng bóng mờ trần loan không biết vì sao nàng ấy đột nhiên nói ra những lời này danh tiếng tam công chúa được sủng ái truyền khắp ba nước toàn bộ lễ pháp tiêu chuẩn quy tắc trong cung này đều không trói buộc được nàng ấy tuy mắc phải một vài việc nghiêm trọng hứa hoàng hậu cũng sẽ phạt nàng ấy nhưng xương đế thường không nở chuyện trừng phạt cũng bỏ qua một bên nàng ấy tự do qua lại trong cung này chán ở trong cung thì dọn ra phủ công chúa ở bên ngoài chơi một thời gian lặp đi lặp lại như vậy sao có thể xem như chim hoàng yến bị nhốt trong lòng cho dù là trần loan cũng không dính dáng đến mấy chữ này hai chiếc xích đu nằm song song gần nhau kỹ thiền duỗi tay kéo cổ tay trần loan vẻ mặt vừa phức tạp vừa hoảng hốt giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy ta đã đồng ý với viên viễn trần loan bật người dậy khỏi ghế nàng biết kỹ thiền không thể nào lấy chuyện như vậy ra làm trò đùa lập tức kinh ngạc thốt lên hỏi đồng ý cái gì việc cầu hôn của nước tấn sao nhưng chỉ trong chớp mắt kỹ thiền đã thu lại vẻ suy sụp chán nản lúc đầu dáng vẻ nặng nề đã buông lỏng đại yến và nước tấn có quan hệ tốt đẹp liên hôn là việc bình thường hơn nữa loan nhi nàng ấy đột nhiên nhìn về phía trần loan nói tiếp bỏ qua không nói đến những thứ khác thì ta thật sự muốn gả cho hắn chẳng qua hoàng cung nước tấn xa lạ lại không có ai cưng chiều che chở mỗi bước đi đều phải nhìn trước ngó sau như đi trên băng mỏng lúc nào cũng so đo được mất cũng không phải là thứ ta thích trần loan có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy trước giờ hoàng cung luôn là nơi ăn thịt người không nhã xương vì tranh sủng vì vinh dự và địa vị hiển hách hơn đủ loại thủ đoạn bị ổi xấu xa xuất hiện liên miên không dứt nàng nắm lại đầu ngón tay hơi lạnh của kỷ thiền an ủi tuy muội mới gặp viên viễn mấy lần nhưng thấy hắn đối xử thật lòng với tỷ đương nhiên sẽ che chở tỷ khắp nơi khắp chốn dứt lời nàng lại không yên lòng nói tiếp nếu cuộc sống bên kia không tốt tuyệt đối đừng sầu muộn trong lòng một phong thư đến tay bọn muội hoàng thượng đương nhiên sẽ nghĩ cách đón tỷ về đây cũng là việc kỷ hoán đồng ý với hứa hoàng hậu lúc nào kỷ thiền cũng có đường lui người nàng ấy giống như dây leo uốn lượn mềm mặt nằm trên xích đu một lát sau khẽ mở miệng cười hắn đối xử với ta đương nhiên không có gì để nói nếu không ta cũng sẽ không muốn đến nơi ngươi lừa ta gạt kia lúc này trần loan mới gật đầu một cái hỏi hoàng thượng có biết không đuôi mắt kỷ thiền hơi hít lại bông hoa điền giữa tráng hiện lên màu đỏ mê hoặc lạ thường đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình nàng ấy che miệng ngáp một cái, chậm rãi nói, không biết, ta còn chưa nói với viên viễn, muội đừng lỡ miệng đấy, Trần Loan không nhịn được bật cười, rất nhanh đã chợp mắt theo một lát, đến khi sắc trời dần tối, mặt trời dốc hết sức tỏa ra luồng hơi nóng cuối cùng, cả bầu trời lập tức ngăn cách rõ ràng, một nửa tối mờ u ám, một nửa là ánh sáng ấm áp in trên nói lưu ly, cuối cùng lại từ từ hòa thành một màu xanh xám, gió thổi càng lúc càng mạnh, dự đoán ban đêm sẽ có mưa. Trần Loan không nhìn thấy Hồ Nguyên ở cửa điện dưỡng tâm, suy nghĩ một chút lại dẫn người tới ngự thư phòng. Người đàn ông quả nhiên còn đang phê duyệt tấu chương ở bên trong, cũng không biết đã ăn tối chưa. Hồ Nguyên vén rèm cho Trần Loan, vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở, vừa nãy bệ hạ rất tức giận, cũng không nhìn bữa tối một cái đã kêu bỏ đi. Nương nương khuyên nhiều hơn chút, người đàn ông kính kẻ chính chắn, bất cứ việc gì cũng hiểu rõ trong lòng, rất ít khi cáo giận trước người khác, nhưng một khi thật sự nổi giận thì không một ai dám tiến lên khuyên nhủ. Bước chân dưới chân Trần Loan chậm lại, cao mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì, là bên đại lý tự xảy ra chuyện, ngay lúc nãy có người tự tiện xông vào đại lao có ý đồ cướp ngục, có rất nhiều người chết và bị thương, chương 66, mây bên ngoài tập trung một chỗ, chồng chất thành hình thù không rõ, thời tiết càng nóng nực oi bức, ngói lưu ly hai bên đường cung điện hẹp dài giống như bị dội lên một lớp dầu, rất nhanh, một luồng ánh sáng nhạt cắt ngang phía chân trời, tiếng sấm đầu tiên rền vang, sấm rền vài tiếng, mưa mới tí tách rơi xuống, khác hẳn với cơn mưa lớn vài ngày trước nhưng cũng đủ làm dịu đi cái nóng oi bức, Trần Loan nhíu chặt chân mày, hỏi lại, cướp ngục, thiên lao canh phòng nghiêm ngặt, vào trong lao chủ yếu là một vài kẻ hung ác khét tiếng hoặc là quan viên phạm tội, trông coi cực kỳ chặt chẽ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người dám xông vào thiên lao cướp người. Hồ Nguyên không lưng vén gọn tấm rèm châu lên cho nàng, tiếng hạt châu va vào nhau ở nơi này cực kỳ trong trẻo rõ ràng, y đè giọng nói, không dối gạt nương nương, là vì triệu tứ công tử mà tới, y không nói, Trần Loan cũng đoán được, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có mình Triệu Kim có bối cảnh như thế đang ở trong nhà lao. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh cho việc quận chúa Cẩm Tú và bè đảng còn sót lại đều đang chờ cơ hội hành động, chưa rời khỏi kinh đô. Sau rèm châu là bức bình phong khổng tước 12 tấm, phía trên theo chỉ vàng chỉ bạc, khổng tước xuề đuôi, mặt ngoài theo mây lành và chữ phúc, nhìn cực kỳ mạnh mẽ tráng lệ. Trong ngự thư phòng sông Long Tiên Hương, Hồ Nguyên đưa đến đây cũng không người lui xuống, Trần Loan bèn vừa đi vừa nhìn, trẻ qua một góc nhỏ đặt tủ sách, tầm mắt nàng đột nhiên rộng mở liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên án làm bằng gỗ lê vàng, tới rồi à. Kỷ hóa ngước mắt, vẻ uy nghiêm trong mắt như thủy triều rút xuống, vẫy vẫy tay với nàng, đỉnh lông mày gồ lên hơi giãn ra, Trần Loan bước tới, mới đến trước mặt hắn, đã bị hai cánh tay ấm áp mạnh mẽ túng eo, giọng người đàn ông lạnh nhạt, ẩn chứa sự mệt mỏi, hồn Nguyên nói hết rồi chứ, Trần Loan do dự khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, đại khái biết được một chút, là thiên lao của đại lý tự xảy ra chuyện, chân mày kỹ hoán nhíu chặt hơn, Lực ôm nàng cũng chặt hơn một chút, giọng hắn căng thẳng cực kỳ, nói thêm, một canh giờ trước, lúc lính canh ở thiên lao thay ca trực, ám vệ do triệu kim bồi dưỡng đã ra tay, lính canh thiên lao không phải đối thủ của bọn chúng, nói tới đây, Trần Loan không kìm được lên tiếng hỏi, ông ta được cứu ra ngoài rồi sao, kỹ hoán lắc đầu, Trần Loan thở vào nhẹ nhõm một hơi, lập tức nghe thấy hắn nói tiếp, trong thiên lao cũng có ám vệ canh giữ, hơn nửa triệu kim bị thương không nhẹ, nhờ vậy mới không thực hiện được, ngụ ý là chỉ thiếu chút nữa. Triệu Kim đã thật sự chạy thoát. Hoàng thượng đang phiền não vì chuyện này sao? Đầu ngón tay Trần Loan mảnh khảnh, như gốc hành non mềm đặt trên ống tay áo người đàn ông, trắng như ngọc dương chi thượng hạng. Thế là trên ngũ trảo kim long uy nghiêm cũng ngấm một tầng ánh sáng ấm áp. Thân hình cao lớn của người đàn ông hơi cứng ngắc, hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn dáng vẻ mơ hồ của tiểu cô nương, khẽ thở dài một tiếng, nói: mấy ngày tới sẽ không thái bình. Triệu Kim đã bị chuyển đi chỗ khác, bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện hành động nữa. Lời này chỉ nói một nửa nhưng Trần Loan đã hiểu được ý chưa nói hết của hắn, sẽ không tùy tiện hành động là vì hiện tại bọn chúng không lần ra vị trí nơi ở cụ thể của Triệu Kim, nhưng có quận chúa Cẩm Tú ở đây, thì tuyệt đối không thể cứ trơ mắt như vậy nhìn Triệu Kim lên pháp trường hoặc chết một cách im hơi lặng tiếng, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ một vài biện pháp khác, Trần Loan nghĩ xa hơn, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân hoàn toàn lạnh ngắt, bên ngoài lại có tiếng sấm rền vang, khóe môi nàng mất máy vài cái, cuối cùng vẫn nở nụ cười, ta không sợ. Nàng khẽ tì cầm lên vai người đàn ông, trên người hắn có hương vị làm người ta yên lòng nàng nhẹ nhàng cọ má vào cần cổ ấm áp của hắn nếu không phải không đúng lúc thì sự tin tưởng toàn tâm toàn ý như vậy đủ khiến kỷ hoán sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần ánh sáng trong mắt kỷ hoán càng u ám hơn giống như hai hang động sâu tối tăm không thấy đấy hắn không muốn nói thêm chuyện này với nàng bèn quay lại duỗi tay véo gương mặt đầy đặn của nàng một cái khẽ khàng giọng hỏi đã xem đồ ta sai người đưa đến điện dưỡng tâm lúc sáng sớm chưa hai đĩa hạt dưa kia sao trần loan im lặng không lên tiếng một lúc lâu mới bật ra một câu, hoàng thượng lại thích trêu đùa người ta như vậy hả, bác hoàng tử của trước đây, lúc mặt lạnh là một khối băng đáng ghét, quanh năm trên mặt không có nổi nụ cười, cũng không có sức sống, sau khi làm hoàng đế thì càng uy nghiêm hơn, mọi người nhìn thấy vẻ sầm mặt của hắn đều cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng đối với nàng lại khác, về lòng riêng, nàng vui mừng với thay đổi như vậy, vui mừng vô cùng, kỹ hoáng đứng dậy, mặt mày trời sinh lạnh thấu xương toát ra một loại khí thế bức người, vóc dáng hắn cao hơn trần loan rất nhiều lúc này từ trên cao nhìn xuống nàng, hờ hững cong môi, nói, chẳng lẽ hôm đó ta hiểu sai ý nàng, Trần Loan không rõ nguyên do, nàng ngước mắt, trong mắt hạnh như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt hắn liếc nhìn cơ thể lả lướt lung linh của nàng vài lần, như cười như không, trong giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc gì, chẳng lẽ Loan Loan thật sự muốn tìm thêm mấy tỷ muội ngồi cắn hạt dưa rồi tâm sự chút chuyện vụn vặt ở hậu cung sao, lúc này Trần Loan mới phản ứng lại, khóe miệng nàng hơi yểu xìu. Chân mày khóe mắt cũng hiện lên chút không vui, nắm lấy ống tay áo to rộng của người đàn ông lắc đầu, nói, đêm hôm trước, chính chàng nói, nàng dừng một chút, có phần không yên lòng hỏi, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ muốn nuốt lời với một tiểu nữ tử sao, trong mắt kỹ hoán tràn đầy ý cười, một người nho nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi dưới, vẻ mặt vừa có chút thấp thỏm lại ẩn chứa sự quật cường, cho dù lòng dạ có như sắt đá cũng phải mềm đi, hắn chậm rãi ôm người vào trong ngực, cười cực khẽ, trẫm nhìn xem nào, quả nhiên là vị táo chua. Thời gian như nước chảy qua đầu ngón tay, đã qua mười mấy ngày, Trần Loan vẫn ở lại điện dưỡng tâm, tuy khoảng thời gian này nàng không cảm thấy có bao nhiêu thấp thỏm lo âu, nhưng cũng cẩn thận để mắt khắp nơi khắp trốn, mỗi lần ra khỏi điện dưỡng tâm, dù chỉ là đi qua đi lại sau bữa ăn thì sau lưng cũng có một đám người đi theo, đây mới chỉ là ở bên ngoài, ngày tháng trôi qua êm đềm, lúc này đã vào cuối hè đầu thu, cái nóng như muốn cắn nuốt con người ở trong không khí cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt và biến mất, thỉnh thoảng nổi gió, cũng tăng thêm cảm giác xe lạnh. Tô Kỳ đến Kinh Thành vào ngày mùng ngày 9 tháng 9, chỉ nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau đã nhận được ý chỉ tiếng cung diện thánh từ trong cung đêm qua từ lúc biết tin tâm trạng trần loan đã đứng ngồi không yên ồn ào muốn gặp ngoại tổ phụ nàng lớn như vậy kể cả vào ngày thành thân cũng không thể gặp được nhà ngoại giờ cuối cùng có thể gặp tâm trạng thật sự là phức tạp vừa thấp thỏm lại vừa mong chờ còn kèm theo một chút tò mò tiểu nha đầu gần đây ham ngủ lại không cần ngày nào cũng dậy sớm thường lúc mở mắt hắn cũng sắp kết thúc buổi chiều sớm cũng may trong lòng nàng có chuyện suy nghĩ hôm nay trái lại không ngủ quên. Lúc kỹ hoán sai Hồ Nguyên tới đón nàng, Trần Loan đã ăn mặc chỉnh tề, nụ cười mềm mại ấm áp, đôi mắt cũng cong thành vần trăng non xinh đẹp, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Từ điện dưỡng tâm đến ngự thư phòng cũng không xa, con đường nhỏ lát đá xanh ngược lại cũng bằng phẳng, chỉ là đêm qua gió thổi, làm gãy một vài bông hoa và cành lá khô, dẫm lên lập tức phát ra tiếng nước gãy giòn tan. Hồ Nguyên vừa đi vừa nói cả đoạn đường, Trần Loan lại nghe cực kỳ nghiêm túc, không bỏ sót một chữ nào. Nương nương tới nhìn là biết ngay, cơ thể Tô Thái phó rắn rỏi, trông cũng trẻ khỏe, lúc này đã nói xong việc với bệ hạ, theo lý thuyết thần tử tiền triều và phi tử trong hậu cung không thể gặp nhau, cho dù nhìn thấy từ xa cũng nên né tránh một chút, để tránh miệng lưỡi người đời rồi mang tai tiếng, người trong hậu cung này, có ai mà không nhớ người nhà chứ, nhưng quy củ đặt ở đó, nếu không muốn bị vu tội rằng tiền triều và phi tần hậu cung cấu kết với nhau thì chỉ có thể thành thật tuân theo. Nghĩ đến đây, Hồ Nguyên bình tĩnh liếc mắt nhìn góc mặt nghiêng dịu dàng của Trần Loan, nhìn một hồi lâu mới thở dài một cái, cảm thán nói, Hoàng thượng đối xử với nương nương thật sự quá tốt, tốt đến mức không có giới hạn, quy tắc trong Hoàng cung cũng không biết đã bị phá vỡ bao nhiêu vì vị này. Đây tuyệt đối không phải chỉ vì nhớ đến tình nghĩa trước kia, mà là sự che chở và yêu chiều chân thật. Trần Loan và Hồ Nguyên cũng là người quen đã qua lại nhiều năm, nàng cục mi nhìn hạt châu mượt mà đính trên mũi giày, hạt châu đung đưa trái phải theo nhịp bước chân nàng, nàng dường như hơi ngại ngùng, Vén tóc đen bên mai mỉm cười, cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì, loại chuyện như này có tốt hay không, trong lòng nàng cảm nhận được chân thật hơn bất kỳ người nào, nhưng nếu hồ theo thì hơi kỳ lạ. Một đường tới cửa ngự thư phòng, có tiếng thái giám đi vào thông báo, rồi sau đó chạy chậm ra, cung kính mời Trần Loan vào. Trần Loan chỉnh sửa váy áo, cảm thấy không có chỗ nào không ổn, lúc này mới nâng bước đi vào. Lúc bước đi, khóe mắt nàng thoáng thấy giải tua ru ở cây trâm bạc trên búi tóc đang rủ xuống, khẽ đung đưa theo bước chân, trái lại cũng rất độc đáo trước mặt ngoại tổ phụ, Trần Loan biểu hiện rất khéo léo, nụ cười trên mặt vừa phải đúng mực, mắt nàng khẽ ngước lên, dịu dàng hành lễ với người đàn ông đang ngồi ở chính giữa, Hoàng thượng Kim An, kỹ hoán vòng qua bàn dài, tự mình đỡ nàng dậy, ông cụ vẫn luôn đứng ở bên cạnh như thể cuối cùng cũng gọi được lý trí trở về, chắp tay với Trần Loan, trong giọng nói già nua thầm chứa sự kích động, lão thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an, người Trần Loan cứng đờ trong chốc lát. Ánh mắt lại giống như tự có ý thức mà nhìn sang, đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ nhìn tuổi tác đã cao nhưng khí chất rất ôn hòa hoặc nhìn giống như lão thần tiên sống mấy trăm năm trong truyện thần thoại trần loan cố gắng ổn định giọng nói ngoại tổ phụ không cần đa lễ tuy nói như thế nhưng lễ nghĩa phải có vẫn phải đầy đủ chu toàn rất nhiều năm không gặp cục bông mềm nho nhỏ năm đó bây giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều như thế mặt mày cũng giống con gái út như đúc mặc dù tính tô kỳ như vậy nhưng trong một chốc một lát cũng không thể thu lại tầm mắt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn ngào ngần ấy năm, không có mẫu thân và nhà ngoại quan tâm chăm sóc, cũng không biết nàng sống sót như thế nào ở phủ quốc công tanh tưởi hôi thối kia, rồi lại làm thế nào mà tự dựa vào mình để đứng vững gót chân trong hậu cung ăn thịt người này. Trước khi từ quan Tô Kỳ là thái phó, không có gì để nói về mắt nhìn người, chỉ vài lần ít ỏi, ông đã nhìn ra nguyên thành đế có tình cảm với cháu ngoại duy nhất của mình, vừa nghĩ như vậy, ông hơi buồn bã mất mát, nhưng chỉ trong giây lát, lại bị một cảm giác vui mừng thay thế. Có thể được đế vương ân sủng là phúc phận vô cùng lớn lao, Loan nha đầu cũng xem như là phần đặc biệt duy nhất trong hậu cung, chờ đến khi tô gia khá lên một chút, cũng có thể trở thành hậu thuẫn của nàng. Không biết tại sao, bị tô kỳ nhìn bằng ánh mắt từ ái và ôn hòa như vậy, Trần Loan lại hơi căng thẳng, nàng lặng lẽ nuốt nước miếng, trong tay rịn mồ hôi, kỹ hoáng như cảm nhận được, nói với tô kỳ, thái phó có học trò đông đúc, nếu nhậm chức thái phó lần nữa cũng là điều mọi người đều mong muốn. Bất cứ ai tuổi đã cao mà trở về nhậm chức thái phó cũng sẽ khiến quần thần chỉ trích, chỉ có mình Tô Kỳ là không rất nhiều quan viên đều được ông cất nhắc và gọi ông một tiếng thầy. Chương 67, lúc này Tô Kỳ mới thu tầm mắt về, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ông hơi do dự, không biết có nên đồng ý hay không, lúc bị triệu về kinh, ông không suy nghĩ sâu xa như vậy. Chỉ đến khi lúc nãy kỹ hoán nhắc đến việc để ông khôi phục lại chức vị, làm việc chăm chỉ thêm vài năm, Tô Kỳ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa lời từ chối. Lần này ông vào kinh, việc quan trọng nhất là gặp ngoại tôn nữ, Việc thứ hai là giám sát hai đứa cháu trong nhà chuẩn bị cho kỳ khoa cử. Dù sao thì ông cũng đã già, không còn tinh lực rồi. Nhưng bây giờ ngay từ giây phút ông nhìn thấy ngoại tôn nữ giống như tạc ra cùng khuôn với nữ nhi đã mất của mình. Ngọn lửa trong lòng đã tắt hơn 10 năm lại nhen nhóm một lần nữa. Bệ hạ, chuyện này để cho thần suy nghĩ, trở về thương lượng với người nhà một phen, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cho người đáp án. Ánh mắt tô kỳ hơi hơi lóe lên, nhưng rồi lại buông lỏng. Từ lúc đầu không chút do dự từ chối, cho đến hiện tại suy nghĩ ba ngày, kỷ hoán hài lòng gật đầu giọng nói cũng mềm mỏng hơn rất nhiều thái phó vừa mới về kinh hôm nay trẫm không giữ người lại ngày mai trẫm và hoàng hậu đến cửa bái phỏng nhất định sẽ uống thoải mái cùng thái phó gương mặt nghiêm túc của tô kỳ thả lỏng ra lén lút liếc nhìn trần loan thấy nàng mỉm cười điềm đạm trong lòng cảm xúc lẫn lộn cảm giác thương xót càng đậm đối với danh xưng thái phó trước đó của nguyên thành đế ông không định phản bác chờ bóng dáng còng lưng của ông cụ biến mất khỏi tầm mắt trần loan mới thu ánh mắt về lo lắng nói với kỹ hoán, ngoại tổ phụ tuổi tác đã cao, thật sự có thể tiếp tục giữ chức vụ thái phó sao, kỹ hoán nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cầm bút vẽ lên giấy tuyên thành trắng muốt, vừa viết vừa nói, chỉ là giả bộ thôi, có thể ăn có thể uống, có thể nhảy có thể múa, mỗi ngày đều có thể đánh hai bài quyền. Tối hôm qua lúc vội vàng vào viện, còn khu roi dọa sợ biểu đệ của nàng nữa, kỹ hoán không thèm ngước mắt lên, động tác tay vẫn như nước chảy mây trôi, không hề có điểm dừng. Trần Loan trăm triệu lần không ngờ lại là như vậy, khẽ mở miệng, một hồi lâu mới hiểu ra, không biết có nên cười hay không, chỉ là cuối cùng vẫn nhìn xuống, chỉ mới nhìn vài lần, nàng đối với Tô Kỳ có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ, loại cảm giác này chưa bao giờ có với Trần Thân và Lão Thái Thái. Thiếp nghe nói trong phủ có mấy biểu đệ biểu ca đặc biệt lên kinh tham gia khoa cử, tại sao Hoàng thượng muốn giữ ngoại tổ phụ ở lại triều đình, Trần Loan có chút khó hiểu, nghiêm túc hỏi, với độ tuổi của Tô Kỳ, cho dù bây giờ có đồng ý, thì vài năm nữa ông cũng phải hoàn toàn hồi phủ dưỡng lão đi đi về về lăn qua lăn lại, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao, kỹ hoán đặt bút xuống, vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, gần sóng trong đôi mắt đen lấy càng lúc càng cao, hàm dưới thon gầy hơi nhếch lên, giọng nói hơi căng thẳng, hậu bối do đích thân Tô Kỳ bồi dưỡng ra, ta không có gì không yên tâm, nhưng thiếu niên cho dù giỏi đến đâu cũng cần có thời gian tích lũy kinh nghiệm, nếu giao trọng trách nặng nề cho người mới, thì khó mà làm người dưới tin phục, hai ba năm này, chỉ cần Tô Kỳ đứng vững trong triều. Hậu bối tô gia có thể thuận thế vùng lên người đàn ông này chuyện gì cũng suy nghĩ đến từng chữ từng câu đều là vì nàng mà suy nghĩ trần loan thịt mũi muốn nói gì đó nhưng há miệng lại không nói được lời nào chắp mũi đột nhiên xông lên một trận chua xót kỷ hoáng nhìn thấy tiểu cô nương vì cảm động mà gương mặt đỏ bừng lên không nhịn được cong khóe môi bổ sung câu nói hoàn chỉnh sau hai ba năm nữa trưởng tử của chúng ta ra đời trẫm muốn để cho nàng những thứ tốt đẹp nhất hài tử cũng vậy hắn đã từng chịu đựng những cực khổ trong vũng bùng chịu đựng những cái nhìn thờ ơ tất nhiên sẽ không để hài tử của bọn họ phải như vậy, hài tử vừa được sinh ra, nó sẽ là thái tử. Trần Loan theo bản năng đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của nàng, không nhịn được hỏi, vậy nếu là nữ hài, hoàng thượng sẽ không thích sao, nét mặt của kỹ hoáng rất dịu dàng. Trong đầu hắn phát họa một bức tranh, một cô nương nhỏ nhỏ trắng trắng, gương mặt giống Trần Loan bảy tám phần, cả ngày dính lấy hắn, đủng niệu duyên dáng gọi phụ hoàng, tất nhiên là đáng yêu được người yêu thương giống như mẫu thân nàng lúc nhỏ, cũng tốt trong ngự thư phòng to lớn, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông cực kỳ êm tai, giống như tiếng kèn trầm thấp. nữ nhi giống nàng, ta càng thích. gương mặt Trần Loan chợt ửng đỏ, nàng nhìn chằm chằm mũi chân của mình, khẽ lẩm bẩm một câu, bây giờ vẫn còn sớm. Trần Loan vốn cho rằng kỹ hoán nói ngày hôm sau đến làm khách chỉ là câu nói khách sáo, cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào màu xanh, cách tấm bình phong cũng vẫn có thể nhìn thấy được dáng người thẳng tắp và khí chất lạnh lùng suốt trần của hắn. Bồ đào mở một cánh cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào, bụi trắng bay lượn xoay tròn trong quần sáng đủ màu, muốn rơi mà không rơi, bồng bềnh bay bổng, hương thơm thanh bình theo gió bay ra. Trần Loan đang ngồi trên giường, đứng dậy, cố ý thấp giọng hỏi: Bây giờ là mấy giờ rồi? Lưu Nguyệt bưng một cái chậu bạc đi vào, nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, thành thật nói: Nương nương, giờ tị rồi. Trần Loan lại liếc mắt nhìn người bên ngoài, hỏi: Hoàng thượng đến lâu chưa? Nói đến đây, Lưu Nguyệt cảm thấy xấu hổ thay cho chủ tử, nàng nhích lại gần Trần Loan giọng nhỏ như mũi kêu, hoàng thượng đã ở đây gần nửa canh giờ rồi, còn gọi nương nương mấy lần, chỉ là người ngủ say, không tỉnh, Lưu Nguyệt không dám nói nửa câu sau, nhưng cho dù Lưu Nguyệt không nói gì, Trần Loan cũng có thể đoán được điều gì đó thông qua nét mặt của Lưu Nguyệt. Trần Loan im lặng một lúc rồi lẳng lặng nằm xuống, sắc mặt Lưu Nguyệt đột nhiên trở nên khó tả, nàng do dự một chút, sau đó cuối người nhắc nhở, nương nương, hôm nay người sẽ đi tô phủ với hoàng thượng, người quên rồi sao, mắt Trần Loan mê mang một lúc, lại ngồi dậy liếc mắt nhìn người ngồi ngoài bình phong, xác định hắn mặt thường phục xuất cung, ánh mắt lập tức thay đổi, dù sao cũng vẫn phải thức dậy, lúc này Lưu Nguyệt và Bồ Đào nhìn nhau, thở vào nhẹ nhõm, không biết mấy ngày nay nương nương làm sao, có lẽ là do mấy ngày này uống thuốc điều dưỡng thân thể, trở nên thèm ngủ, hai ba tháng trước mỗi lần bọn họ đi vào đều phải nhẹ tay nhẹ chân, mỗi khi có bất kỳ tiếng động nào nương nương sẽ tỉnh, tỉnh rồi thì không ngủ được nữa, nói đến điều này cũng thấy kỳ quái. Nhưng nhìn thấy thân thể nương nương đầy đặn, cũng không tính là thay đổi xấu. Lại nhớ đến lời Tô Ma Ma nói, nữ nhân và nữ hài không giống nhau, đầu óc nàng thông minh, mơ hồ hiểu ý của Tô Ma Ma, chỉ là da mặt mỏng, không dám nghĩ sâu, xe ngựa rời cung không bắt mắt, Trần Loan còn hơi buồn ngủ, dựa vào vai người đàn ông chợp mắt một lúc, kỹ hoán khá lo lắng, nếu mày hỏi, tối qua trẫm không về điện dưỡng tâm, lại mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon, khi một người đàn ông có tâm trạng không tốt, sẽ luôn theo bản năng tự xưng trẫm. Mí mắt Trần Loan động đậy, nhưng vẫn không mở nổi, nàng hờ hững đáp lại rồi dựa vào người hắn, nhỏ giọng oán tháng, không biết tại sao, bây giờ hễ nằm xuống giường, là mắt nhắm lại không mở nổi, hơn nữa còn gọi cũng không tỉnh, may mắn trong hậu cung không có hoàng thái hậu chèn ép, cũng không có phi tần đối phó, nếu không mỗi ngày đều sẽ mệt chết, chương 68, tiếng bánh xe chuyển động không lớn, xe ngựa cũng chạy thông thả, bên ngoài nắng chói chang, nhưng không phải khí nóng hầm hập như một tháng trước, thanh phong khẽ vén rèm xe lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người phụ nữ ở bên trong. Xe ngựa của bọn họ không có gì nổi bật, một đường chạy qua hai con phố sầm quốc nhất, yên lặng xuyên qua giữa dòng người, sau đó dừng lại trước cửa một tòa nhà đổ nát cũ kỹ ở cuối con ngõ nhỏ hẻo lánh. Trần Loan không người ra khỏi xe ngựa, Lưu Nguyệt đang muốn tiến lên đỡ nàng, đã thấy Thanh Phong nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc dưới ánh mặt trời, động tác không khỏi cứng ngắc, nàng ấy vội cục mắt đứng bên cạnh Trần Loan. Trần Loan như phát hiện ra, mắt hạnh chúng chính cười liếc nhìn Lưu Nguyệt, nhưng cũng không nói gì. Hai nha hoàng bên cạnh nàng đã theo hầu hạ bên người từ nhỏ, hiện giờ trong cung không có việc lớn, nhưng việc vụn vặt thì không ngừng. Hai người lưu nguyệt và bồ đào tóm lại không có lúc nào rảnh rỗi, vì thế nàng đã cất nhắc cung nữ hầu hạ nhị đẳng thanh phong lên, mấy ngày nay nhìn cũng yên phận chịu khó, không phải người lắm lời nhiều chuyện, như vậy rất tốt. Dù sao phần lớn chuyện bên cạnh nàng vẫn do Lưu Nguyệt và Bồ Đào quản lý, Tô Phủ bỏ trống rất nhiều năm, nhưng vì vẫn luôn có người ở lại nhà trong nông quét dọn, nên cũng không có vẻ bẩn thỉu bừa bãi, nhìn là nơi bình yên tĩnh lặng, mà trên cánh cửa đồng đóng kín, hai chữ Tô Phủ Sơn son thép vàng mạnh mẽ có lực, khác với vẻ vênh váo hung hăng ở Phủ Quốc Công, mà là vẻ ôn hòa nhã nhặn, đây chắc là chữ viết tay của Tô Kỳ. Hôm nay kỹ hoán mặt trường bào màu trắng bạc như vần trăng non, chỗ cổ tay và cổ áo đều viền chỉ bạc, ánh mặt trời vừa chiếu xuống đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cởi bỏ bộ long bào, vẻ sắc bén uy nghiêm trên người hắn cũng giảm theo không ít, lộ rõ vẻ trong trẻo lạnh lùng và nhã nhặn của thư sinh tóc đen đeo ngọc quan ôm tồn lễ độ lão quản gia đã được tô kỳ dặn canh ở cửa từ sớm lúc này quỳ xuống đất hành đại lễ sau đó mới ra mở cửa mời bọn họ vào vừa nghiêng người dẫn đường vừa nói lão gia đã sớm căn dặn không được lộ ra ngoài cho nên cũng không tiện đi ra nghênh đón xin hai vị khách quý thứ tội không sao kỷ hoán thu chiếc quạt xếp bằng ngọc trong tay lại tua rua rơi xuống hắn nắm tay trần loan trang phục hôm nay hai người mặc là một đôi lại đều có ngoại hình xinh đẹp nhìn giống như thần tiên quyến lữ bước ra từ trong tranh, nhàn nhã đi dạo trong sân sau lưng lão quản gia, trong lòng Trần Loan đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt nàng liếc qua những con đường nhỏ chằng chịt và hành lang dài cùng thủy đình trong phủ, mỗi chân giống như dẫm trên đám mây, mỗi một bước đều mềm nhũng, những người ở nơi này đều là ruột thịt thân nhất của mẫu thân, đây là nhà ngoại tổ phụ nàng, cảm giác gần gũi dâng lên từ đáy lòng, nàng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng có chút kích động phấn khởi. Hôm qua ở ngự thư phòng là lần đầu tiên nàng gặp Tô Kỳ, nhưng vì e ngại thân phận, nên cũng không nói được mấy câu, hôm nay đặc biệt tới, đương nhiên không cần chú ý những thứ này. Kỷ hoán tùy ý liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng, hắn siết đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng ở chỗ khúc ngoặt trong vườn hoa, con ngươi lạnh lùng trong trẻo nhìn về nơi khác, nhưng lời nói ra lại là nói với nàng, sau lúc gặp trẫm cũng chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy, trần loan kinh ngạc, chợt khẽ cười, nói linh tinh, mỗi lần thần thiếp gặp bệ hạ đều cười cực kỳ vui vẻ, cười cực kỳ vui vẻ, ai biết trong lòng nàng có mấy phần vui vẻ trong tiềm thức của kỹ hoán trần loan xem như vô dục vô cầu vài năm trước ngoài bản thân mình ra thì nhìn ai cũng không vừa mắt cho dù là đồ vật quý giá đắt tiền đi nửa bày trước mặt nàng cũng chỉ thuộc về loại liếc mắt nhìn một cái rồi thôi chỉ khi nhìn thấy hắn xuất hiện cặp mắt hạnh chứa ngân hà rực rỡ kia mới có thể lóe lên từng luồng sáng nhỏ đó là đãi ngộ dành riêng cho hắn hiện giờ đã bị một gia đình khác cướp đi trong lòng nguyên thành đế hơi ngột ngạt khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích nếu lại nói tiếp chính mình cũng có thể cảm nhận được có chút trẻ con thôi lần đầu tiên gặp mặt luôn khác, tô phủ bách phế đại hưng, nha hoàng và bà tử hầu hạ đều theo từ địa phương nhỏ tới, nhưng có người cố ý dạy dỗ nên hành vi cử chỉ đâu ra đấy, cũng không có ai lén nhìn bọn họ, trong sảnh chính, tô kỳ và lan lão phu nhân nghe thấy tiếng động bèn dẫn tiểu bối cùng về kinh thành ra nên đón, trong ánh nắng rực rỡ, một đôi người ngọc nắm tay nhau đi tới, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người trong tô gia đều đổ dồn lên người nữ tử có nụ cười nhàn nhạt kia, chỉ nhìn một cái như vậy, hơi thở của lan lão phu nhân đã nặng nề hơn mấy phần, cả người như lão đảo, hơn nửa trọng lượng đều đè trên người tứ cô nương, tổ mẫu, người không sao chứ. Tứ cô nương tô chút lo lắng sốt ruột hỏi, tô kỳ cao mày cầm tay lão thái thái, dịu giọng nói, cơ thể bà không tốt, đợi lát nữa gặp người rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, bôn ba trên đường nhiều ngày như vậy, bà cũng vất vả rồi, lan lão phu nhân lắc đầu, ánh mắt dính trên người trần loan, đứa nhỏ này trẻ trung xinh đẹp như vậy, cực kỳ giống mẫu thân nàng. Ta tự hiểu rõ cơ thể mình, mọi người đừng lo lắng, ta chỉ nhìn hoàng hậu nương nương mà nhớ tới con bé thôi. Lão phu nhân khàn giọng nói, khó khăn phát ra tiếng, còn con bé kia là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ, tô viện, từ sau khi bà qua đời, cái tên này đã trở thành một nỗi đau ở tô phủ, không nhắc tới được, lão thái thái vì thế mà khóc ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, con cháu tô phủ đông đúc, thư hương thế gia trăm năm, trần loan nhìn một cái, ngoài tô kỳ ra, tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm tất cả đứng lên đi, hôm nay trẫm và hoàng hậu cải trang đến đây, không cần chú ý quá nhiều quy củ. Giọng kỹ hoán ôn hòa, một tay đỡ tô kỳ lên, tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt trần loan lập tức rơi trên người lan lão phu nhân, lão thái thái mặc bộ đồ màu đỏ tí, trên búi tóc chảy gọn gàng chủ yếu là tóc bạc, có lẽ là lặn lội đường xa hơn một tháng, trong tinh thần không được tốt lắm, chỉ có ánh mắt hết sức hiền hòa từ ái. Đứng sau lưng Tô Kỳ là hai người đàn ông cao to lực lưỡng, nhìn tuổi tác sấp xỉ trần thân, mặt mũi thô kệch, Lúc sầm mặt thì tràn đầy vẻ uy nghiêm, ánh mắt nhìn nàng vừa nóng bỏng vừa kích động. Trần Loan nghĩ thầm trong đầu, đây chắc là hai cửu cửu của nàng. Năm đó Tô Viện là con út của Tô gia, lại là nữ tử duy nhất, tiểu thư nhận trăm ngàn sủng ái của Tô phủ, đến tuổi tập kê, người đến cầu hôn đạp vỡ ngưỡng cửa, nhưng bà lại không vừa mắt người nào, cuối cùng tự mình chọn một mối hôn nhân như vậy và rơi vào kết cục không được chết già. Giữa lúc tuổi mới xuân thì, cuộc sống cũng vừa mới bắt đầu, thì người lại ra đi một cách khó hiểu tai bay và gió từ trên trời giáng xuống, khiến cho bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chưa kể trong phủ trấn quốc công còn để lại một bé gái chưa hiểu chuyện, không có mẹ để chăm sóc, ở trong hậu viện sâu xa khó lường, một người nho nhỏ như thế, chết thế nào cũng không biết, nhiều năm như vậy, người tô phủ đều không ra ngoài, bọn họ tránh trong một trấn nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, bắt đầu kinh doanh buôn bán, qua nhiều năm như vậy, tô gia có danh tiếng hiển hách ở địa phương, tích lũy được khá nhiều tài sản. Đến thời điểm phải lựa chọn hôn sự cho đám con cháu trong phủ, một bức mật chỉ đã được đưa đến bàn sách của tô kỳ không ai biết bên trên viết điều gì chỉ biết được tô gia đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất những thôn trang và cửa hàng ở nông thôn đều được bán hết để lấy tiền mặt ngay cả nha hoàng bà tử hầu hạ và thị vệ trong phủ cũng được thả đi rất nhiều một trận này đã khiến bọn họ hoang mang rối loạn thậm chí cho rằng tô gia đã xảy ra vấn đề lớn gì đó mãi cho đến trước khi tới kinh thành tô kỳ mới nghiêm túc nói tình hình cho bọn họ phủ trấn quốc công bị người ta báo thù tàn sát đẫm máu hiện giờ hoàng hậu ở trong cung không có ai giúp đỡ, ông nhấn mạnh hỏi quan điểm của hai nhi tử, ông già rồi, sau này người có thể làm chủ tô gia chính là bọn họ, câu trả lời là điều không cần phải nghi ngờ, tiểu bối tô gia chí khí cao, cho dù không xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng đang chuẩn bị vào kinh tham gia thi cử làm quan chống lên một khoảng đất trời, hậu bối tô kỳ đích thân dạy dỗ, không có người nào cam tâm làm người bình thường, lúc này chẳng qua là sớm hơn gần nửa năm mà thôi, mặt trời giữa trưa hơi gắt, tuy không nóng đến mức làm người ta không chịu được như tháng trước, nhưng làn da Trần Loan và các vị tiểu thư tô phủ nõn nà mềm mại, trên mặt cũng ửng hồng, Lan lão phu nhân nhìn đau lòng, luôn miệng nói, mời bệ hạ và nương nương đến sảnh chính nói chuyện, vì thế mọi người lùi sang hai bên, kỹ hoán mang dáng vẻ thư sinh nho nhã lịch sự, trong tay phe phẩy chiếc quạt chui ngọc, không nhanh không chậm đi ở đằng trước, Trần Loan đi sau hai bước, cũng theo vào sảnh chính, mọi người chen chúc trong phòng, nhìn Trần Loan bằng ánh mắt hoặc tò mò, hoặc từ ái, hoặc kích động, náo nhiệt, khiến Trần Loan không khỏi miếng môi cười, cuối cùng vẫn là Tô Kỳ cảm thấy ầm ỉ, ánh mắt quét một vòng trên người những tiểu bối đó, mở miệng nói, người cũng gặp rồi, nên làm cái gì thì làm đi, đợi lát nữa kiểm tra bài học, nếu ai không trả lời được, ông không nói gì thêm, Trần Loan nhìn thấy mấy nam tử trạc tuổi mình run rẩy lui ra ngoài, thì biết ngay ý tứ chưa nói hết kia không phải lời hay gì, hai cửu cửu Tô Diệu và Tô Ninh của Trần Loan không rời đi, tiểu bối còn ở lại, cũng chỉ còn mình tứ cô nương. Nàng ta lặng lẽ đứng bên cạnh lão thái thái, không nhịn được lén nhìn người đàn ông ở vị trí chính chủ vài lần. Đây là người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhất nàng ta từng gặp, khí chất cao quý trên người không cách nào che giấu được, so ra, những tài tử tuấn kiệt ở nguyên thành thật sự bị dẫm xuống bùn. Nàng ta thản nhiên cục mắt xuống, lặng lẽ đỡ cánh tay lão phu nhân, có thể đứng bên cạnh người đàn ông như vậy, làm hoàng hậu của hắn, biểu tỷ này của nàng ta nào có đáng thương như trong miệng phụ mẫu nàng ta nói chứ. Trần Loan không phát hiện ra động tác nhỏ và tâm tư của nàng ta, bởi vì lão phu nhân đứng trước mặt nàng nước mắt lưng tròng, kích động đến mức toàn thân run rẩy, muốn vươn tay chạm vào nàng nhưng lại kiên dè quy củ nên do dự không quyết. Kỷ Hoán nắm nghế quạt ngọc trong tay, thấy thế thì như cười hít mắt lại, đẩy chén sứ trắng có hoa văn con cá về chỗ cũ, đứng dậy nói với Tô Kỳ, hôm nay trẫm dẫn hoàng hậu về nhà mẹ đẻ, cứ cẩn thận như vậy lại mất đi ý tứ ban đầu, bởi vì câu nhà mẹ đẻ này, tất cả mọi người đều ngớ người một lát, kể cả Tô Kỳ như cá gặp nước trên triều đình, tất cả mọi người đều biết, nhà ngoại và nhà mẹ để dù sao cũng khác nhau, một chữ ngoại đã lôi khoảng cách ra xa ngàn vạn dặm, nhưng chính miệng hoàng đế đã nói ra lời này. Tô Kỳ và Lan Lão Phu Nhân liếc nhìn nhau, người trước hít sâu một hơi, kích động chắp tay hành lễ với Kỷ Hoán, thần tạ ơn bệ hạ ân điển, Kỷ Hoán im lặng ba giây, không nói gì thêm. Trần Loan hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó đi đến trước mặt Tô Kỳ, nghiêm túc cúi người, nở nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, chào ngoại tổ phụ à, Tô Kỳ lập tức xua tay, giọng ồn ồn đến kỳ cục, nương nương làm gì vậy? Lão thần chịu sao nổi đại lễ như vậy, có thể khiến trung cung hoàng hậu cuối người quỳ lạy, ngoài hoàng thượng và thái hậu ra thì không còn ai khác, một ngoại tổ phụ mới gặp mặt lần đầu như ông, sao có thể nhận lễ như vậy trước mặt đế vương, chuyện này tuyệt đối không được, tô kỳ vội vàng duỗi hai tay đỡ nàng, lại thấy một đôi ủng mềm theo chỉ vàng chỉ bạc dừng ở trước mặt, chủ nhân đôi ủng mềm kia ban ngày ngồi trên điện kim loan ra lệnh, lúc này lại hơi không người chấp tay hành lễ với ông, gọi theo một tiếng ngoại tổ phụ nếu không phải giọng điệu vẫn cực kỳ lạnh nhạt cô kỳ thật sự nghi ngờ rằng người trước mắt đã bị đánh tráo đặc biệt tới trêu đùa ông tình huống gì vậy cô kỳ sống nhiều năm như thế lần đầu tiên cảm thấy mắt và tai mình đều có vấn đề thật sự già rồi sao mọi người trong phòng đều đứng ngẩn ra không nhúc nhích như bị phù thủy yểm bùa ngay cả tô kỳ cũng vô cùng do dự nhìn đôi người ngọc ở trước mặt hai mắt trợn to giống như nhìn thấy quỷ trần loan không ngờ hắn sẽ làm ra hành động như vậy nàng chớp chớp mắt để đè ép nỗi chua xót đang xông thẳng lên hốc mắt, quay lại mỉm cười hành lễ với Lan lão phu nhân đang sững sờ, rồi gọi một tiếng ngoại tổ mẫu. Lan lão phu nhân từ một tiếng theo bản năng, nhưng khi người đàn ông có phong thái cao quý cũng gọi theo một tiếng ngoại tổ mẫu, bà chớp mắt, không biết nên làm thế nào cho phải, ai dám trả lời đây? Chương 69, chính đường của Tô phủ im ắng, tiếng chim hót, tiếng côn trùng bên ngoài càng ngày càng vang vọng rõ ràng bên tai. Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chạm rỗng màu vàng ống chiếu vào, từng chùm ánh sáng đang xen vào nhau, tỏa ra ánh sáng đủ màu, đúng lúc rơi trên đôi mắt như ngọc lưu ly của Trần Loan. Cuối cùng vẫn là Tô Kỳ ho khan một tiếng, thu lại gợn sóng trên mặt, nói, đều ngồi xuống đi, vì vậy, bọn họ lần lượt ngồi xuống. Trần Loan suy nghĩ một chút, ngồi ở bên cạnh lão thái thái, kỹ hoáng nhướng mi cười khẽ nhìn nàng, sau đó ngồi xuống bên phải nhị thúc phụ Tô Ninh của Trần Loan, sắc mặt không biết là vui hay tức giận, Trần Loan thấy rõ ràng, lúc hắn ngồi xuống, gương mặt tuấn tú của nhị thúc phụ rung lên, bàn tay vốn đang mạnh mẽ quyết đoán đặt trên lưng ghế lặng lẽ thu lại. Cuối cùng lão thái thái cũng dám duỗi tay ra nắm lấy tay Trần Loan, ánh mắt cực kỳ hiền lành hòa ái, nhìn tỉ mỉ nàng một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng run rẩy nói, quả thật rất giống mẫu thân của con. Nụ cười của Trần Loan rạng rỡ thêm mấy phần, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra hai lúng đồng tiền. Cô tứ cô nương đứng bên cạnh hầu hạ ngượng ngùng nói, cô cô là mỹ nhân, nương nương cũng rất đẹp. Tiểu cô nương sinh ra lớn lên ở Nguyên Thành, mặc dù học được rất nhiều điều từ lão phu nhân, nhưng hoàn cảnh ở nơi đó nàng ta không nhìn thấy phong thái của những tài tử gia nhân ở kinh thành chỉ có thể nhìn thấy những trắc trở nhỏ những chuyện nhỏ ở nguyên thành dù sao tầm mắt khác nhau cho nên lời nói ra đều mang theo sự ngây thơ chưa từng trải đời bởi vì trước đây hai người chưa từng gặp mặt đây là lần đầu tiên gặp mặt lão phu nhân lấy chuỗi hạt trong tay xuống dịu dàng giải thích giới thiệu với nàng đây là nữ nhi của nhị thúc phụ con nhỏ hơn nương nương một tuổi tên chỉ có duy nhất một chữ chút nó và hoàng hậu là hai nữ nhi duy nhất của tô gia cho nên nó vẫn luôn được nuôi dưỡng bên cạnh ta, Trần Loan cẩn thận lắng nghe, mãi đến khi lão phu nhân nói xong, nàng mới cười nhìn Tô Chúc, nhẹ giọng nói, "Trước khi tới đây con đã nghe nói có một biểu muội như vậy, đây xem như là được gặp mặt rồi, là một mỹ nhân, miệng cũng rất ngọt." Trước khi xuất cung, Lưu Nguyệt và Bồ Đào đã nghe ngóng từ trên xuống dưới Tô gia. Trần Loan cũng xem qua danh sách, có phần hiểu biết tình hình hậu bối Tô gia. Tô Chúc là đích nữ của Tô Ninh, do chính thất nhị phòng sinh ra, bên dưới còn có hai thứ đệ nhưng gia quy tô gia nghiêm minh, đích thứ rõ ràng, vì vậy cho dù nhị phu nhân chỉ sinh ra một nữ nhi duy nhất tô chúc, địa vị không hề dao động, mà tô chúc là nữ nhi duy nhất trong số hậu bối của tô gia, nghiễm nhiên chính là tô viên năm đó, mọi người đều sủng ái nàng ta, còn được lão thái thái nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, ngay cả tiên sinh mời tới dạy dỗ cũng tốt hơn rất nhiều so với những thiên kim khác của Nguyên Thành, mấy người trò chuyện một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cùng nhau đi vào thư phòng. Mà Trần Loan và Lão Thái Thái cũng đổi một nơi khác ngồi xuống trong đình nghỉ mát gió nhẹ hay hay hoa sen trong kênh nhỏ nở rộ còn có một vài đài sen treo trên cuốn lá sen nếu nhìn kỹ sẽ thấy hạt sen bên trong đen thui không ăn được nữa rồi tô chút vẫn luôn đứng bên cạnh lão thái thái trần loan nhiều lần nói nàng ta ngồi xuống đều khiến nàng ta đỏ mặt xua tay từ chối lan lão thái thái thấy vậy cũng mỉm cười nương nương không biết da đầu này da mặt mỏng sợ người lạ nói nó ngồi xuống ngược lại nó càng không dám ngồi vì vậy trần loan cũng không cưỡng cầu nữa dù sao giữa nữ nhân có rất nhiều chuyện để nói, Lan lão phu nhân nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhớ tới chuyện Triệu Kim, mày nhíu chặt, trầm giọng nói, không ngờ Triệu Kim lại là người không biết đúng sai như vậy. Năm đó ta nghe tổ phụ con nói chuyện kia, khiếp tía một trận, chỉ sợ con gặp nguy hiểm, nắp và chén trà chạm vào nhau tạo nên âm thanh rất nhỏ, nụ cười trên mặt Trần Lan nhạt đi mấy phần, một lúc sau mới thở dài nói, lúc bệ hạ đi thẩm vấn, Triệu Kim nói thiếu tô gia một mạng, cho nên mới không ra tay với con trước, nếu không cũng khó mà nói lan lão phu nhân nghe vậy thì bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhật bà cầm chuỗi phật châu trong tay niệm a di đà phật hai lần rồi chậm rãi kể lại chuyện cũ năm xưa thực ra cũng không tính ân cứu mạng gì năm đó tả tướng quân còn chưa phạm tội ngồi tù tiên đế phái ngoại tổ phụ con và tả tướng quân đi phúc châu cứu trợ thiên tai nơi đó không phải chỗ tốt lại thêm việc tả tướng quân vừa mới từ chiến trường trở về vết thương bên ngoài hay nội thương đều chưa điều trị tốt tất nhiên ngã bệnh bệnh tật kéo đến như núi tả tướng quân sốt cao mấy ngày liền không lui. Đại phu nơi đó đều bó tay, tình hình như vậy, quay về kinh là điều không thể, quan viên đi theo đều bỏ cuộc, chỉ có mỗi ngoại tổ phụ con mỗi ngày đi thăm dò, cuối cùng còn đưa cây nhân sâm lâu năm mà ông ấy luôn mang theo bên người giữ lại một mạng cho tả tướng quân. Sau khi tả tướng quân tỉnh lại, trên miệng thường nói về chuyện này, nói rằng ông ấy nợ tô gia của chúng ta một mạng, nhưng thật ra người như ngoại tổ phụ của con, nhìn thấy ai trong tình huống như vậy cũng không bàn quan được. Lúc này Trần Loan mới biết Trần Kim nói nợ tô gia một mạng là có ý nghĩa gì. Ngón tay nàng xoa xoa thành cốc ấm nóng, như có điều suy nghĩ, tô chút ngước mắt lên lén nhìn Trần Loan. Trần Loan không giống hình ảnh hoàng hậu mà nàng ta tưởng tượng, ngược lại dịu dàng và tùy ý hơn rất nhiều, không cao cao tại thượng. Nhưng sau khi nghĩ lại, người đàn ông đi cùng Trần Loan hôm nay dịu dàng ân cần như vậy, hơn nữa hậu cung chỉ có một mình biểu tỷ của nàng ta, không cần tranh không cần đấu, tất nhiên là không giống nhau, nếu như, tô chút chớp mắt mặt lạnh tanh dập tắt suy nghĩ đó trần loan không nhắc đến chủ đề nặng nề như vậy nữa giọng nói của nàng nhẹ nhàng như bông liễu bay trong gió đầu xuân khiến lan phu nhân khi nói chuyện với nàng cũng không dám nói nặng nửa lời sợ làm kinh động đến một người đáng yêu như vậy hôm nay mới gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu còn chưa nói qua chuyện của mấy vị biểu huynh biểu đệ bệ hạ đã nói với con nếu như bọn họ nguyện ý có thể đến trường học trong cung học tập kiến thức chuẩn bị kỳ khoa cử sang năm cổ tay trần loan khẽ động lộ ra chiếc vòng tay ngọc trong suốt xinh đẹp Lão phu nhân bất đắc dĩ cười mắng, đám nhóc kia. Ta phái người đi tìm để hoàng hậu gặp mặt, hy vọng bọn họ sẽ không phụ lòng tốt của bệ hạ và nương nương. Trần Loan gật đầu, ánh mắt rơi vào một khóm hoa hồng bên ngoài lan can đình nhỏ, khóm hoa hồng vừa vặn nở rộ, dưới ánh nắng, cánh hoa lộ ra một màu sắc trong suốt, lấp lánh như pha lê. Mẫu thân nàng thích hoa hồng nhất, vì vậy Tô phủ bỏ hoa nhiều năm, nhưng hoa hồng vẫn nở rộ không ngừng. Nhưng phần tấm lòng này mạnh mẽ hơn nhiều lần so với phủ trấn quốc công tô chút tự mình đi gọi người. Lan phu nhân nhân cơ hội nắm tay Trần Loan nhẹ giọng hỏi, Nương nương gả cho bệ hạ đã lâu, có dự định sinh hài tử chưa? Da mặt Trần Loan mỏng, lão phu nhân vừa nói lời này, gương mặt lập tức ửng hồng, nàng ngập ngừng lắc đầu nói, lúc còn nhỏ con bị rơi xuống nước, thân thể suy nhược, bây giờ vẫn cần phải thường xuyên uống thuốc dưỡng cơ thể. Bệ hạ cũng nói không cần vội, đợi hai ba năm nữa cũng không muộn, dù sao nàng và kỹ hoán vẫn còn trẻ, không cần phải vội. Lão phu nhân thở dài lo lắng thay cho nàng, hiện tại ta nhìn ra được, bệ hạ có lòng với con, đây là chuyện tốt. Nhưng đàn ông mà, lòng có thể thay đổi có thể thiên vị, nhưng lúc hậu cung chưa có người vào, mang thai hài tử. Con là hoàng hậu, lại là thân mẫu của trưởng tử, sau này cho dù hoàng thượng ham thứ mới sủng ái người khác, thân phận của con vẫn là độc nhất. Trần Loan đã nghe rất nhiều người nói lời này, nhưng hễ người đàn ông quyền cao chức trọng, ai lại không thê thiếp thành đàn chứ. Lão phu nhân cũng là suy nghĩ cho Trần Loan, Trần Loan không vì lời nói này mà khiến bản thân không vui, xa xa, bóng dáng tô chút và một đám thanh niên từ từ đến gần. Trần Loan hiếp mắt nói, ngoại tổ mẫu nói có lý, nhưng chuyện hài tử cũng không vội được, cứ tùy duyên đi, lão phu nhân nắm tay nàng, từ tận đáy lòng thở dài một tiếng, nhưng không nói gì thêm nữa, chuyện hài tử, nếu thật sự cầu cũng không cầu được, bằng không cũng không đến mức bao nhiêu phi tần sống trong hậu cung u quốc mà chết, cả đời cũng không cầu được một đứa con. Tô Trúc dẫn người đi qua giữa rừng hoa đỏ lá xanh, cuối cùng dừng lại ở lối vào của đình nhỏ. Hai nam tử đi đầu chững chạc, ba người đi sau nhìn thấy tuổi tác không lớn, nhưng đều hành đại lễ với Trần Loan. Trần Loan đứng dậy, đỡ từng người một, lão phu nhân cũng đỡ người nhân tiện giới thiệu cho Trần Loan. Hai người tuổi hơi lớn là trưởng tử của Tô Diệu và Tô Ninh, một người là do vợ cả sinh một người là do thiếp thất sinh, ba người còn lại, hai người là thứ đệ của Tô Trúc, một người là đích tử của Tô Diệu, Tô Gia giáo dục tốt, phân biệt đích thứ không sâu, tình cảm huynh đệ không tệ. Trần Loan nhìn một lượt, mới nghiêng đầu nói với Lưu Nguyệt, mang lễ vật đã chuẩn bị trước khi xuất cung đưa cho các thiếu gia và tiểu thư, nếu đến đây thăm, tất nhiên không thể nào đi tay không được. Vì vậy nàng đã sớm bảo Lưu Nguyệt và Bồ Đào chuẩn bị một vài vật phẩm quý hiếm, lúc này vừa vặn lấy ra làm quà gặp mặt, về phần lễ vật của các trưởng bối, chính là do Hồ Nguyên tự tay chuẩn bị, cực kỳ long trọng, do kỹ hoán đưa tặng. Điều khiến Trần Loan bất ngờ là hai vị biểu huynh lớn tuổi hơn nàng cũng chuẩn bị lễ vật cho nàng, một người trong đó gãi đầu không được tự nhiên nói, nhà khác đều là huynh trưởng chuẩn bị quà cho muội muội tô phủ buôn bán nhiều năm cái khác không có chỉ có đồ cổ là nhiều không quý giá bằng bảo vật trong cung nhưng hy vọng khiến nương nương vui vẻ mặc dù lễ vật không lớn nhưng tâm ý là thật trong lòng trần loan dâng lên tình cảm ấm áp cười gật đầu nhỏ giọng nói hai vị huynh trưởng có lòng lão phu nhân vừa nhìn vừa cười mắt ẩm ướt bà cụ tuổi tác đã lớn Mong ước lớn nhất chính là nhìn thấy những đứa nhỏ trong nhà trưởng thành lập gia đình, vui vẻ suôn sẻ. nam tử có chí lớn, ổn định cuộc sống tận lực tận trung với đất nước. Nữ tử thì khỏe mạnh, nhà chồng tử tế. Về phần những thứ khác, đều là hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Nếu lần này không phải vì tôn nữ đáng thương này, bà và Tô Kỳ cũng sẽ không vác hai bộ xương già này đến Kinh Đô, thư phòng Tô Phủ, dây leo xanh quanh năm mọc treo lên phía trên tường. Nhiều năm như vậy, nóc nhà hai bên đều được phủ một lớp màu xanh ngọc lục bảo, các dây leo mềm mại lần theo mái ngói nóc nhà, yên tĩnh đón ánh nắng, không ồn ào hay phô trương, tràn đầy sức sống dạt dào màu xanh. Người đàn ông ngồi trên ghế mây dưới cửa sổ, dáng người ngay thẳng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, nghịch chiếc quạt ngọc trong tay, kiên nhẫn chờ đợi gì đó, ba người đàn ông còn lại trong thư phòng đều nhíu mày. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô Kỳ cũng cười khổ nói, đặt bút lông và nghiêng mực trở về chỗ cũ, bệ hạ, lần này, lão thần hạ quyết tâm rồi, thái phó và tiên đế có tình nghĩa thầy trò, nếu không muốn, trẫm sẽ không ép. Kỷ hoáng đứng dậy, dáng vẻ thư sinh, giọng nói ấm áp. Tô Kỳ nhìn người đàn ông ngủ quan sát sảo trước mặt, ánh mắt lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, nói là không muốn ép buộc, nhưng ông vừa gặp ngoại tôn nữ của mình, làm sao có thể để một mình nàng chìm nổi kiếm sống trong hậu cung ăn thịt người kia được, thấy ông do dự, kỹ hoán hơi nhíu mày mà không thể nhìn ra, sau đó trầm giọng nói, ba năm sau là thái phó có thể hoàn toàn lui ẩn, trẫm tuyệt đối không giữ lại, Tô Kỳ khó hiểu, trầm giọng hỏi, tại sao bệ hạ lại nhấn mạnh thời gian ba năm, lúc còn nhỏ hoàng hậu tổn thương thân thể, hiện tại không thích hợp mang thai. Sang năm cơ thể được điều dưỡng tốt, sinh hạ hoàng tử, ánh mắt của hắn quét qua một lượt đàn ông tô gia, nói tiếp, hoàng hậu không có nhà mẹ chống đỡ, thái tử chưa lập, tất sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, hít, tô kỳ hít sâu một hơi, hai tay đút dưới ống tay áo không vững, ông không xác định hỏi, ý của hoàng thượng là, chỉ cần hoàng hậu sinh hạ trưởng tử, đứa bé đó sẽ là thái tử, mỗi triều đình hoàng đế lên ngôi, nhất định đều là cuộc chiến bộc lộ tài năng tranh đoạt chi trưởng dựa vào bản lĩnh và máu tươi để thượng vị, đích thứ khác biệt, nhưng ngôi vị thái tử liên quan đến Giang Sơn xã tắc, không thể tùy tiện lập được, cho dù hài tử kia có thành tài hay không cũng rất khó nói, nếu bùng nhảo không trát được tường thì cho dù sinh ra ở Trung Cung cũng khó khiến người tin phục, không thể gánh được ngôi vị thái tử. Ngón tay thon dài của kỹ hoán gõ gõ trên cổ thư, phát ra từng âm thanh nhịp nhàng, giọng nói lạnh lùng, cho dù có là trưởng tử hay không, vị trí thái tử chỉ có thể là đích tử do hoàng hậu sinh ra, chương 70. Trước khi từ Tô phủ về cung, Trần Loan bị Lan lão phu nhân giữ lại dặn dò đủ điều, cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh một chuyện. Lão phu nhân biểu môi với Tô Trúc, nói, nói ra cũng có chút xấu hổ, từ nhỏ tứ cô nương đã lớn lên bên cạnh ta, tính tình giống mẫu thân nó, có chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói ra. Bây giờ đã đến tuổi thành thân, ta và ngoại tổ mẫu của con rời kinh mấy chục năm rồi, không mấy hiểu biết về các tài tử tuấn kiệt trong kinh thành, nếu nương nương cảm thấy tốt, xin hãy nói trước với ta một tiếng, bà lớn tuổi rồi có thể sống được năm nào hay năm đó, chỉ muốn sắp xếp ổn định cho đám tiểu bối này, như vậy, một ngày nào đó buông tay nằm xuống cũng không đến mức còn vướng bận. Hai người cháu tuổi lớn hơn đã có phụ mẫu bọn họ nhọc lòng, chỉ riêng việc hôn nhân của Tô Trúc, dù thế nào bà cũng không yên lòng, nhất định phải suy xét kỹ lưỡng mọi mặt rồi mới đưa ra quyết định. Chuyện xảy ra với Tô Viện năm đó, không thể nghi ngờ chính là một vết xe đổ, bài học khắc cốt ghi tâm như vậy, Tô Phủ không thể chịu đựng thêm lần thứ hai. Trần Loan sửng sốt, Ánh mắt rơi trên người Tô Chúc đang yên lặng đứng giữa bụi cây lá xanh hoa đỏ suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu đồng ý, nói: "Đợi thêm vài ngày, Tô gia ổn định lại, ngoại tổ mẫu và cửu mẫu có thể tiếp nhận một số thiệp mời thăm hỏi và dự tiệc từ các phủ, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi ý kiến của tứ biểu muội, con ở trong cung cũng không để ý những chuyện này, trở về sẽ cho người tìm hiểu chi tiết rồi truyền lời cho ngoại tổ mẫu." Có nghi lan của vài nhà thật sự không tồi, lúc này Lan lão phu nhân mới vui vẻ nở nụ cười, khi bà cười lên các nếp nhăn trên khóe mắt xếp chồng lên nhau trông vừa hiền từ lại hòa nhã khiến người ta sinh ra cảm giác gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên gia cảnh thế nào không quan trọng chủ yếu là người tốt có trách nhiệm gia đình phu quân tốt bụng dễ sống chung mắt thấy nửa bầu trời đã bị ráng mây nhuộm đỏ cái lạnh chỉ có ở buổi tối ập tới cuối cùng kỷ hoán cũng bước chân ra khỏi thư phòng bộ đồ trắng xuất trần hoặc nhìn tâm trạng có vẻ không tồi trần loan thấy thế biết rằng mọi chuyện đã được giải quyết xe ngựa yên lặng từ tốn di chuyển trần loan thả lỏng cơ thể tựa đầu vào bả vai người đàn ông trò chuyện câu được câu không sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì mí mắt hơi rũ xuống tùy ý mở miệng ngoại tổ phụ đồng ý rồi khóe miệng kỹ hoán khẽ nhúc nhích cười khẽ duỗi tay xoa n nắn xương ngón tay mềm mại của nàng giọng nói trầm thấp biết rõ cố hỏi trần loan tỉnh táo tinh thần nàng chống thân thể cổ tay áo hồng cánh sen trượt xuống một nửa lộ ra khoảng da thịt trắng miệng cùng chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay quyến rũ tới mức khiến người ta miệng lưỡi khô khốc nhưng nàng không hề hay biết, ngược lại nói tới chuyện của Tô Trúc, Tô Gia đối xử tốt với nàng, có qua có lại, tất nhiên nàng cũng sẽ cực kỳ để tâm đến chuyện lão phu nhân tự mình mở miệng, tiểu cô nương dùng bàn tay ngọc chống cầm, nói huyên thuyên rất nhiều lời, ngay khi giọng điệu lười biếng đã hơi khàn khàn, kỹ hoán vẫn có tới 7-8 phần chú ý lắng nghe, càng về sau, ánh mắt của hắn càng thay đổi, nửa đêm mấy ngày trước, trong màn phù dung, tiểu cô nương đã khóc bằng âm điệu như vậy, cả người mềm nhũng như cục bột mỗi một âm thanh đều làm cho hắn khó lòng kiềm chế, quyến rũ khiến người ta thực tủy biết vị, hoàng thượng. Giọng nói của Trần Loan hơi khựng lại, mày ngài khẽ tao, đầu ngón tay trắng nõn tựa gốc hành đặt lên miếng ngọc bội bên hông người đàn ông, nàng lặp lại câu hỏi vừa rồi, trong các nghi lan chưa lập gia đình ở Kinh Thành, có người nào phù hợp, người đàn ông không lên tiếng, màu đen dày đặc dân trào trong mắt kiếm, giống như nghiêng mực bị đánh đổ, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười khẽ. Mở miệng với bảy tám phần ẩn nhẫn và kiềm chế, giọng nói khàn khàn đến lạ chi bằng tối nay loan loan lại dỗ trẫm vui vẻ ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ cứ hôn hắn còn chưa nói dứt lời trần loan nhớ lại lỗ tai lập tức đỏ bừng nàng buông lỏng ngọc bội trong tay nhích người ra xa một chút ông mặc ngoan ngoãn đáp không cần trở về thần thiếp sẽ tự mình điều tra chật người đàn ông miếng môi hơi tiếc nuối ba ngày sau đó nàng không còn gặp lại kỷ hoán nữa một số đại thần bị triệu vào cung ở lại ngự thư phòng cả buổi chiều ngay cả bữa trưa bữa tối đều dùng trong cung Trần Loan không cảm thấy hứng thú với việc triều chính, nhưng dưới tình huống như vậy, nàng cũng mơ hồ đoán được một ít, không phải cục diện tiền triều thay đổi thì chính là vì chuyện của Triệu Kim. Dù sao, ngày nào quận chúa Cẩm Tú và những ám vệ đang ẩn nấp đó còn chưa xuất hiện, ngày đó vẫn còn nổi uy hiếp, một đội quân hung ác cùng cực có thể tiêu diệt người trong một gia đình như vậy, đặc biệt còn ẩn mình trong bóng tối thần không biết quỷ không hay, làm gì có ai không sợ. Các quan viên và thế gia tham dự vào sự việc năm đó đều bị mây đen bao phủ, lực lượng phòng vệ trong phủ được tăng cường mạnh nhất, thậm chí ngay cả những người năm đó chỉ bỏ đá xuống giếng vài câu cũng hoảng loạn, lo sợ nhà mình sẽ trở thành phủ trấn quốc công thứ hai. May mắn thay, Triệu Kim đã bị bắt, đám người quận chúa Cẩm Tú cũng không thể tùy tiện hành động không màng đến sự sống chết của ông ta. Trần Loan ngồi trên chiếc giường la hán trong điện dưỡng tâm, xuất thần nhìn ngọn cây bị gió thổi rung rinh bên ngoài, thật lâu sau mới cầm chiếc ly sứ màu trắng trên bàn nhỏ đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm, nước trà ấm áp vuốt phẳng đôi mày của nàng nàng thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. người đến báo tin là tiểu thái dám luôn theo sau hồ nguyên. hắn không người, cung kính nói hoàng thượng sai nô tài chuyển lời tới nương nương, nói sẽ không dùng bữa tối ở điện dưỡng tâm. nhìn dáng vẻ này, đêm nay cũng sẽ không trở về nghỉ ngơi. trần loan nhìn sắc trời bên ngoài, yên lặng gật đầu, nói bổn cung đã biết. nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, cho dù thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. lại đến giữa tháng, bóng đêm như thủy triều quét qua mặt đất, đồng thời còn mang theo cái lạnh của giữa tháng chín lá cây xào xạc. Nếu có người không cẩn thận giẫm phải, sẽ khiến một hai chú chim đêm trên ngọn cây giật mình, tiếng than khóc lan đi thật xa. Trần Loan lăn qua lộn lại trên giường mềm mại, không chập được mắt, cuối cùng vẫn ngồi dậy xuống giường gọi người tiến vào. Đã ba ngày liên tiếp nàng không nhìn thấy kỹ hoán, đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ thành thân tới nay. Trong lòng Trần Loan trào dân cảm giác bất an sợ hãi, nhưng nàng buộc mình phải kìm nén, sẵn tiện sai người tới ngự thiện phòng gọi vài món điểm tâm tới đây. Ánh trăng sáng tỏ như bạc, rơi xuống tiền sảnh ngự thư phòng mặt nước dao động lấp lánh các cung điện cao lớn phía xa xa đều làm nền trở thành một phần không thể thiếu của bức tranh ánh trăng này ở cửa có vài tên thái giám cầm đèn soi sáng đèn lồng lắc lư trong gió lạnh vũ lâm quân chia ra đứng hai bên vẻ mặt lạnh nhạt giống hệt nhau bội kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén thanh phong rụt cổ theo sau trần loan hồ nguyên thấy nàng đích thân tới vừa đi xuống bậc thang nên đón vừa thấp giọng giải thích nương nương vạn tuế gia đang nghị sự với nam dương vương ở bên trong không ai được phép tiến vào ngài trần loan mỉm cười cắt ngang tình thế khó xử của y nói bổn cung biết quy củ công công không cần cảm thấy khó xử bổn cung lo lắng cho sức khỏe của bệ hạ nên mang theo chút điểm tâm tới đây đợi ở cửa một lát cũng không sao hồ nguyên nghe xong trên mặt hiện lên vài nếp ngăn thật sâu lo lắng không thôi mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp ban đêm lạnh thân thể nương nương tôn quý chi bằng trở về điện dưỡng tâm nghỉ ngơi trước đợi bệ hạ bàn xong việc nô tài sẽ đưa điểm tâm vào trần loan cười khẽ liếc nhìn hộp thức ăn trong tay thanh phong không mặn không nhạt hỏi ngươi có thể khuyên được sao mỗi lúc bận rộn người đàn ông hoàn toàn không coi trọng cơ thể của mình sau khi mở miệng nói một lần tất nhiên hồ nguyên cũng không dám khuyên bảo nữa điều này cũng đúng hồ nguyên cười ngượng ngùng không nói thêm nữa chỉ đưa trần loan tới chỗ một cây cột sơn đỏ khuất gió nói vài câu đơn giản nương nương không cần lo lắng trong lòng hoàng thượng đều có tính toán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trần loan nhíu mày giọng nói dịu dàng thường ngày có chút rét lạnh, đã xảy ra chuyện lớn gì, mà hơn nửa đêm vẫn không yên. Hồ Nguyên cười khổ lắc đầu, chỉ nói một câu, nô tài cũng không rõ lắm, nhưng hình như chuyện này có liên quan đến quận chúa Cẩm Tú. Trần Loan siết chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt rơi vào cánh cửa chạm trổ đóng chặt trước mặt, dường như có thể xuyên qua các vật cản, nhìn thấy tình hình bên trong, kẻo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên trong, dáng người Nam Dương Vương cao lớn thẳng tắp, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ mệt mỏi. Ông vừa xoa mi tâm vừa bước qua ngạch cửa. Khi nhìn thấy Trần Loan, ông hơi khựng bước chân, sau đó lập tức nở nụ cười hiền lành, ông quyền hành lễ, tùy ý đưa mắt nhìn hộp thức ăn cung nữ xách theo sau, rồi sải bước ra ngoài. Hoàng cung có quy định của hoàng cung, trời đã tối, ông phải mau chóng rời khỏi hoàng cung. Chương 71, bóng dáng nam dương vương nhanh chóng hòa vào màn đêm vô tận, Trần Loan đưa mắt nhìn vài lần rồi đưa tầm mắt về, bước qua ngạch cửa màu đỏ thẫm tiến vào ngự thư phòng, tấm rèm hạt nâng lên lại hạ xuống phát ra tiếng len ken trong trẻo trong phòng đốt trầm hương an thần tĩnh tâm làn khói lượng lờ trên chiếc lư hương tinh xảo cửa sổ hai bên phía đông nam đều đóng chặt mùi hương ngọt lành theo hô hấp tràn vào trong lòng những suy nghĩ phức tạp trong đầu trần loan dần tĩnh lặng kỹ hoán không ngồi trên chiếc ghế tử đàn oai phong nghiêm nghị giữa căn phòng trần loan hơi dừng bước chân sau đó chuyển qua chiếc bình phong song long tranh châu nhìn thấy người đàn ông dựa nửa người vào thành giường vẻ mặt mệt mỏi mà người sau cũng ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí chậm rãi mở mắt ra trần loan đặt hộp thức ăn trong tay lên chiếc bàn bên cạnh phát ra tiếng va chạm rất nhẹ đôi mày đẹp nhăn lại đôi môi đỏ khẽ miếng sắc mặt không vui từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn rõ ràng các tơ máu hỗn loạn trong mắt người đàn ông không biết đã bao lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi kỷ hoán đứng dậy như không có việc gì xảy ra móc tay về phía nàng giọng điệu lười biếng tới rồi không có gì bất ngờ ngược lại cứ như thể đã đoán trước được nàng sẽ tới trần loan nhướng mày đi vài bước về phía hắn người đàn ông dang cánh tay dài ôm người vào lòng hắn đột nhiên cắn vành tay trắng nõn của nàng như thể cực hận, hơi thở nóng bỏng phả ra cùng tiếng cười mơ hồ, toàn thân trần loan rung lên, mềm thành vũng nước, nhưng vòng eo lại bị một đôi bàn tay lớn như sắt giam cầm. Sau một lúc lâu, người đàn ông mới thản nhiên nghiêng đầu, nhìn dấu răng như ẩn như hiện kia cười khẽ vô cùng hài lòng, trần loan mơ màng. Ngón tay ấn lên dấu răng truyền ra cảm giác đau đớn mơ hồ, đôi mắt hạnh tinh xảo bao phủ một lớp sương mù ẩm ướt, nàng nhìn kỹ hoáng không nói lời nào, vẻ mặt chỉ càng thêm vô tội, qua đêm nay là ngày thứ tư cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng, nếu trẫm không xuất hiện, nàng thật sự không tới tìm, dứt lời, bản thân lại tự cười khẽ vì tức giận, tiểu cô nương không có lương tâm, Trần Loan chớp chớp mắt, hàng mi dài công phúc như một cọng lông vũ treo chọc lòng người, lặng lẽ buông xuống, ngay cả giọng nói cũng cực nhẹ, mấy ngày nay, nếu hoàng thượng không gặp triều thần thì bận biểu duyệt tấu chương, thần thiết muốn tới cũng không có cơ hội, hậu cung không được tham gia vào chính sự, tuy nàng được sủng ái. Nhưng cũng không thể phá vỡ quy củ lão tổ tông định ra, nếu không sẽ thật sự trở thành yêu hậu mê hoặc quân tâm, phạm thượng gây rối. Hơn nữa, chuyện có thể khiến người đàn ông bận rộn ba ngày hai đêm không khép được mắt nhất định rất quan trọng, nàng không giúp được gì cũng thôi đi, nhưng không thể kéo chân sau của hắn vào lúc này. Suy nghĩ trong lòng tiểu cô nương hiện rõ trên gương mặt, kỹ hoáng không khỏi bật cười, bởi vì là ban đêm, nên nàng không búi tóc gọn gàng chỉnh chu như ban ngày, mái tóc dài tựa rong biển buông xỏa tự nhiên, phía trên cài một chiếc trâm ngọc tinh xảo như dương chi, càng đến gần, mùi hương hoa đào lại càng thêm quyến rũ. Trong ngự thư phòng có một chiếc giường chạm ngọc, chuyên dùng để các đế vương nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi xử lý chính vụ, mấy ngày qua kỹ hoán đều nghỉ tạm ở đó. Hai người nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau, Trần Loan nhìn tơ máu trong mắt hắn, nhẹ giọng nói, thiếp mang cho chàng chút điểm tâm, dùng trước rồi nghỉ ngơi, kỹ hoán cười khẽ, nhắm mắt trong giây lát, tính trẻ con ép nàng nằm trên cánh tay gầy nhưng săn chắc mạnh mẽ của hắn, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, ta cảm thấy hơi mệt, đây là lần thứ hai nàng nghe hắn nói từ mệt. Lần đầu tiên là trước khi thành thân, Kỷ Tiêu bất ngờ bị phát hiện dấu binh khí ở thôn trang bên ngoài kinh thành, Trần Loan không hiểu điều bí ẩn trong đó, chỉ biết xương đế tức giận, Kỷ Tiêu rơi khỏi vị trí thái tử cao cao tại thượng, ngày ấy khi nàng nhìn thấy Kỷ Hoáng, bọng mắt hắn thâm quần, miễn cười nói với nàng rằng hắn hơi mệt, vậy lần này là vì sao? Dáng vẻ của nàng quá thuần khiết ngây thơ, Kỷ Hoáng vương tay, nhìn mái tóc đen như nước chảy qua kẻ tay mình, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, năm ngày sau Triệu Kim sẽ bị chém ngang người thì chúng Trần Loan do dự mở miệng, vậy làm thế nào để tìm ra quận chúa Cẩm Tú và ám vệ phủ tả tướng quân, kỹ hoán xoa vần trán nhẵn nhụi của nàng, chỉ cười không nói. Một lát sau, bản thân Trần Loan cũng phản ứng lại, đầu tiên nàng nhếch môi, sau đó tự chế dễu bản thân mình, đúng là ngốc nghếch, với tình yêu mà quận chúa Cẩm Tú dành cho Triệu Kim, đau khổ chờ đợi mười mấy năm không oán không hận, thì sao có thể trơ mắt nhìn Triệu Kim bị dê, giết chết, nếu đã như vậy, năm ngày sau, chắc chắn quận chúa Cẩm Tú sẽ xuất hiện trên pháp trường giống như lần trước bọn họ cướp ngục, nghĩ như thế, Trần Loan cũng biết mấy ngày qua kỹ hoán bận rộn chuyện gì, nếu đã biết hành động tiếp theo của quận chúa Cẩm Tú, vậy bọn họ cũng có thể dăng thiên la địa võng xung quanh pháp trường, chỉ chờ kẻ địch trắng câu, nghĩ đến đây, Trần Loan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ngày nào còn chưa xử lý chuyện này, ngày đó vẫn còn những mối nguy hiểm tiềm ẩn, nàng không muốn bị ám vệ hoàng gia theo dõi và bảo vệ mỗi ngày, đợi chuyện này qua đi, thiếp muốn triệu dai dai vào cung một chuyến. Nàng ấy mới ấn định hôn sự, Sang năm sẽ xuất giá, nàng tạm dừng, rồi lại tiếp tục, mấy ngày trước viên viễn đã trở về nước Tấn, trước khi rời đi, Thiền Nhi đã đồng ý hôn sự với hắn, ba người các nàng muốn tụ tập trò chuyện trên trời dưới đất, không biết phải năm nào tháng nào, thật ra Trần Loan và Thẩm Gia Giai không khó để gặp mặt, nhưng nếu Kỷ Thiền gả đến Tấn Quốc, bọn họ sẽ cách xa vạn dặm, Trần Loan đang nói, một cảm giác khó tả đột nhiên trào dân trong lòng, từ nhỏ Kỷ Thiền và Thẩm Gia Giai đã bảo vệ nàng, ba người họ gần như nắm tay nhau lớn lên nháy mắt đã tới tuổi lập gia đình, trong lòng nàng có một nỗi buồn không nở trước lúc chia ly, đồng thời xen lẫn hy vọng về tương lai. Ba người các nàng đều sẽ êm đẹp, nhiều năm sau, họ vẫn có thể ngồi một chỗ, cười nói về những chuyện hài hước thời niên thiếu. Người đàn ông im lặng hồi lâu, ngự thư phòng tĩnh lặng, Trần Loan cục mi nhìn, chỉ thấy hắn đã nhắm mắt, hàng mi dày như nữ tử, lẳng lặng nằm dưới mí mắt. Sau khi người đàn ông chìm vào giấc ngủ, vẻ lạnh lùng u ám trên gương mặt biến mất hầu như không còn, khuôn mặt góc cạnh trở nên dịu dàng ấm áp, Trần Loan khẽ đặt tay lên eo hắn, trong lòng bình yên, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày lướt qua đầu ngón tay trong nháy mắt, sáng sớm ngày thứ tư, tiếng kêu vang của chim chóc côn trùng bên ngoài không dứt bên tai, mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ, đêm qua trời mưa lớn, nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp, Trần Loan cầm trong tay cuốn sách cổ tối nghĩa khó hiểu, tâm trí lại hoàn toàn không đặt ở đó, trưa ngày mai, Triệu Kim sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu thị chúng, nhưng bên phía quận chúa cẩm tú chậm chạp không có động tĩnh. Nàng đột nhiên hơi hoảng hốt, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt lại bị đè xu ống. Hôm nay Lưu Nguyệt cắm vài đóa hoa hồng vào trong bình, nụ hoa phía trên tỏa hương thơm dịu dàng tươi mát, khiến cho điện dưỡng tâm có phần nặng nề này thêm chút sức sống. Bồ Đào bưng một bát cháo đến trước mặt Trần Loan, hỏi, "Ngự thiện phòng làm rất nhiều điểm tâm mới, nương nương có muốn nếm thử không?" Hai mắt Trần Loan sáng lên, rồi lại chợt ảm đạm, nàng lắc đầu, tiếc nuối từ chối, "Không được, lát nữa lại bị đau răng, ta thật sự không chịu được." Trái lại Tô Ma Ma như có điều suy tư nhìn chầm chầm bụng dưới của Trần Loan hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, một lát sau bà ấy mới cười nói, thời gian này khẩu vị của nương nương tốt hơn không ít, Trần Loan gật đầu, có lẽ do ta vẫn dùng thuốc của từ Thái Y để điều dưỡng thân thể, nên khoảng thời gian này đúng là có ăn nhiều hơn trước, nàng dừng một chút, rồi nói tiếp, nên hạn chế hơn, nương nương có cảm thấy khó chịu ở đâu không, Trần Loan liếc nhìn Tô Ma Ma, thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ, thật lâu sau mới mất tự nhiên nói thời gian ngủ cũng dài hơn, thường xuyên mặt trời lên cao mới tỉnh giác, từ năm 13 tuổi, nàng đã không còn tật xấu ngủ nướng, ngày ngày dậy sớm thỉnh an lão thái thái, dần già cũng hình thành thói quen, cho dù là những ngày đông khó khăn nhất, nàng cũng sẽ dậy sớm, tô ma ma hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức nở nụ cười, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, bà lẩm bẩm nói, nguyệt sự tháng trước của nương nương còn chưa tới đâu, trần loan sửng sốt, chợt hiểu ra ý bà, nhất thời chết lặng, nàng lắc đầu, ngập ngừng mở miệng, nhưng nguyệt sự của bổn cung thường không chính xác, có vài lần một hai tháng không tới, hơn nữa Thái Y cũng nói, khả năng mang thai trong mấy năm nay là rất nhỏ, nếu không kỹ hoán đã không nói hai ba năm sau hãy mang thai, vì hắn sợ sẽ làm tổn thương thân thể nàng. Tô ma ma vui đến đỏ cả mặt, bà vỗ tay nói, không sai được, không sai được. Nô tài cho người đi gọi Thái Y bắt mạch cho nương nương, đây chính là niềm vui lớn. Lưu Nguyệt và Bồ Đào cũng vây quanh, cười tươi như hoa hồng mới nở bên bờ tường, các nàng đều theo hầu bên người Trần Loan từ nhỏ, từ phủ trấn quốc công đến đông cung rồi ở lại cung minh lan con đường này nhìn qua có vẻ rộng lớn nhưng thật ra lại đầy cạm bẫy và chông gai cho đến bây giờ sự xuất hiện của tiểu chủ tử không thể nghi ngờ chính là một châm mạnh vào tim sau này nương nương có thể yên giấc vô lo rồi trong lòng trần loan rối bời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước lời nói của tô ma ma nàng đưa tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình làm thế nào cũng không dám tin bên trong lại có một đứa trẻ con của nàng và kỷ hoáng phát hạnh của trần loan chậm rãi công thành hình trăng non có rất nhiều phản ứng từ cơ thể mà trước đó nàng không để ý đến đã minh chứng cho đáp án này nàng nghĩ nếu đêm nay người đàn ông trở về nàng nên nói cho hắn tin tức tốt này như thế nào chắc chắn hắn sẽ vui vẻ cười khẽ có thể ngay lúc đó hắn không thể hiện nhiều nhưng sau lưng lại lén mở sách cổ chọn rất nhiều tên hay cho đứa nhỏ sau đó suy đoán trong lòng là nam hài hay nữ hài nam nữ không quan trọng ngày tháng của bọn họ còn rất dài trần loan nghĩ hóa ra trong vô thức nàng đã hiểu rõ hắn đến vậy thậm chí nàng đoán ra được phản ứng theo bản năng của hắn tô ma ma vẫn chưa trở về tấm rèm lại bị một cung nữ sắc mặt hoảng loạn khác mở ra nàng ta xách vạt váy không nói hai lời đã quỳ gối trước mặt trần loan hai hàng nước mắt hiện rõ trên gương mặt lương nguyệt lập tức chắn trước mặt trần loan lạnh giọng quát làm càng hoàng hậu nương nương còn nàng ấy mau chóng ngậm miệng trần loan cũng phát hiện manh mối ánh mắt rơi vào gương mặt liễu chi ý cười trên mặt dần phai nhạt cảm giác bất an trong lòng ngày càng mạnh mẽ các nàng đều biết cung nữ nước mắt giàn dụa trước mặt, giống như Lưu Nguyệt và Bồ Đào, từ nhỏ nàng ta đã hầu hạ bên người Kỷ Thiền, rất được Kỷ Thiền coi trọng, tựa như mối quan hệ giữa Lưu Nguyệt, Bồ Đào và Trần Loan. Mí mắt Trần Loan giật giật, Bồ Đào đỡ người đứng dậy, nhíu mày hỏi: "Liễu Chi tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Hoàng hậu nương nương, ngài mau cứu công chúa, công chúa sắp không xong rồi." Nàng ta dựa lên người Bồ Đào, khóc tới mức cả người không có sức, lặp lại nhắc quản: "Công chúa bị người ta hạ độc." Lúc nô tỳ rời đi, ngài ấy đã không nói chuyện được nữa. Liên tâm đi mời Thái Y, không biết hiện tại đã đến chưa, cuối cùng công chúa nói với nô tỳ, ngài ấy muốn gặp nương nương, nên vừa rồi nô tỳ mới, mới gấp đến độ không bận tâm đến lễ nghĩa, mặt trần loan cắt không còn giọt máu, chén trà đột nhiên rơi xuống đất, rơi tới độ tan tành, nước trà ấm áp như dòng suối nhỏ uống lượng chảy dưới chân nàng, chương 72, điện dưỡng tâm yên tĩnh đến mức đáng sợ, dưới ánh mặt trời sáng sủa, ngay cả tiếng rì rào khi cơn gió bên ngoài thổi qua cành lá cũng truyền vào tai trần loan vô cùng rõ ràng mà điều khiến sắc mặt trần loan tuôn ra từng chút kinh hoàng là tiếng nghẹn ngào trầm thấp không kiềm chế được của liễu chi trần loan cảm thấy giờ phút này mình vẫn đang ở trong giấc mộng buổi sáng chưa tỉnh cảnh tượng hoang đường thế này nàng không thể tin tưởng lấy một chữ mãi đến khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống đất phát ra tiếng xoảng giòn tan nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần không nói hai lời bước ra ngoài dưới chân mềm nhũng nhưng bước chân lại rất nhanh Lưu Nguyệt và Bồ Đào tất nhiên biết quan hệ giữa nàng và Tam Công Chúa, cũng có thể nhìn thấy được một chút tâm trạng của nàng, nhưng vẫn không tránh được việc nhẹ giọng nhắc nhở, nương nương người chậm một chút, lỡ như bước chân lão đảo làm mất tiểu chủ tử thì không ai gánh nổi trách nhiệm đó. Giờ phút này, mặc dù Thái Y vẫn chưa đến xem, nhưng hai nha đầu đều nhất trí nhận định rằng chủ tử nhà họ ác hẳn có rồi, chẳng trách hai tháng nay khẩu vị tốt lên, cũng thích ngủ hơn. Đầu ngón tay Trần Loan lạnh buốt chết lặng, không chịu khống chế mà rung lên nhẹ nhẹ dưới ống tay áo màu khói, nàng hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân, trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ rối thành một mớ đây, sao kỹ thiền lại đột nhiên trúng độc, ai dám vụng trộm lẻn vào thâm cung hạ độc, vì sao lại chỉ hại một mình kỹ thiền, rốt cuộc trong chuyện này có mục đích mưu mô gì, nàng hoàn toàn không biết, việc này đến một cách đột ngột, giống như đánh đòn cảnh cáo, khiến người ta trở tay không kịp, viên viễn vừa mới đi chưa được hai ngày, có phải người của nước tấn không nhìn nổi mối quan hệ giữa hai người không? Hoặc là kẻ thù của viên viễn, ở bên đó không ra tay được nên, trần loan lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình viên viễn trên đường đi chỉ mang theo một tiểu đội người ngựa bên cạnh cộng thêm người bảo vệ trong bóng tối chỉ có ba bốn mươi người mà thôi người này không ra tay trực tiếp với viên viễn mà lại đến hoàng cung đại yến hạ độc đây là lý lẽ gì chứ không sợ để lại dấu vết từ đó dẫn đến hai nước khai chiến hay sao cung diệu thiền vắng vẻ đi từ điện dưỡng tâm qua đó là một khoảng cách không ngắn trần loan đi một bước là thân thể mềm đi một phần cảm giác hoảng sợ trong ngực cũng càng thêm nồng đậm loại cảm giác này khiến nàng mím môi sắc mặt trầm xuống đây là lần thứ hai nàng có cảm giác mãnh liệt như vậy lần đầu tiên là vào kiếp trước khi trần diên rót thuốc độc cho nàng sau thời gian hai chén trà cuối cùng trần loan cũng đứng ở cửa cung diệu thiền trên cửa đồng to lớn sơn một lớp sơn đỏ thắm đứng càng gần càng chói mắt hai chiếc vòng đồng treo bên dưới chốt cửa hiện ra ánh sáng tăm tối dưới ánh mặt trời giờ phút này cung diệu thiền đã sớm loạn như cào cào không thấy bóng dáng cung nữ giữ cửa đâu trần loan đi vào bên trong có hai thái y thở hổn hển chạy phía trước không nhận ra sự tồn tại của nàng hai người họ đi vào chính điện giống như dưới chân bốc khói bồ đào ngươi đến điện thái hòa một chuyến bây giờ hoàng thượng đang lâm triều ngươi thông báo việc này cho hồ nguyên biết bảo y chuyển lời tới hoàng thượng mi tâm trần loan nhảy lên thình thịch nàng đi ba bước thành hai bước đến chính điện cung diệu thiền nhanh chóng bước qua ao sen nhỏ kia khi sắp bước qua ngưỡng cửa thì dừng lại sau đó dặn dò bồ đào bắt sống hung thủ giao cho người am hiểu để xử lý thì không thể tốt hơn hung hương trong điện đã tắt, mùi đàn hương chưa tan hòa với mùi thảo dược nồng đậm phả vào mặt khiến người ta phải nín thở. Ba thái y quỳ gối sau tấm bình phong, sắc mặt căng cứng, nhỏ giọng trao đổi với nhau, nhìn thấy Trần Loan thì vội vã thẳng người cúi lại, hoàng hậu nương nương kim an, mí mắt Trần Loan nhảy lên thật mạnh, theo bản năng liếc nhìn về phía bên kia bức bình phong, lại không thấy gì cả, nàng cố gắng ổn định giọng nói, hỏi, công chúa thế nào rồi, trong đó là độc gì, ba thái y kia nhìn nhau vài lần, cuối cùng lão thái y quỳ gối ở giữa bẩm báo, giọng nói khàn khàn ông nói bẩm nương nương công chúa bị người ta hạ đoạn trường thảo loại độc này phát tác chậm người sau khi ăn vào vô cùng khổ sở có người miệng sùi bọc mép hô hấp không thông đau bụng không ngừng đúng lúc phản ứng của công chúa khớp với từng dấu hiệu ý nói kỹ thiền ăn phải đoạn trường thảo là điều không thể nghi ngờ hô hấp của trần loan ngừng lại trong chớp mắt tim đập như trống chầu kêu gào muốn lao ra khỏi lồng ngực nàng tỉnh táo lại khàn giọng nói có cách chữa trị không không ai biết rằng ngón tay nắm chặt chiếc khăn của nàng chuyển sang màu trắng xanh còn nổi lên vài đường gân nhỏ nàng thật sự sợ hãi một thái y trong số đó gật đầu hơi chần chờ nói độc tính của đoạn trường thảo không thể so với rượu độc và hạt đỉnh hồng vẫn còn đường cứu vãn chỉ sợ cách thức va chạm thân thể công chúa lại chỉ nắm chắc năm phần có thể giải độc việc này không có sự cho phép của hoàng thượng chúng thần thực sự không dám tùy tiện kê đơn nghe lời này của bọn họ có thể biết được tính nghiêm trọng của sự việc trái tim vừa thả lỏng một nửa của trần loan lại kéo căng lên nàng nuốt nước bọt, giọng nói thô ráp, đơn thuốc gì, trong sách cổ có nói, ăn phải đoạn trường thảo bụng sẽ đau đến chết, nếu như cho uống máu hỗn hợp và cho thang để thuốc nôn, sau đó dùng các loại dược liệu là đậu xanh, lôi công đằng, cuốn trái vải sắc lên uống là có thể giải độc, mấy thứ sau đó thì cũng đơn giản dễ tìm, chỉ là máu hỗn hợp khiến Trần Loan hơi nghi hoặc, trong vô thức cảm thấy không phải thứ gì tốt lành, thế nào là máu hỗn hợp, thân thể thái y rung lên, ông tiếp lời, máu vịt tươi hoặc máu dê nóng. Thứ đồ ô uế này, bình thường bọn họ còn không dám nhắc đến hiện giờ lại phải dùng biện pháp này để giải độc cho tam công chúa điểm chết người nhất chính là hoàng đế không đến mắt thấy hoàng hậu cũng không có gan liều mình đưa ra quyết đoán nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây đến lúc đó tam công chúa thật sự xảy ra chuyện trách nhiệm vẫn là của bọn họ làm thế nào cũng không phải đành phải làm rùa đen rụt cổ trần loan cũng hiểu lý lẽ này nàng không kéo dài thời gian được mạng của kỹ thiền tựa như nằm trong tay nàng vậy nàng nhắm mắt lại cần cổ như ngọc lộ ra một đoạn nhỏ gầy yếu tựa như bản thân nàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép bất cứ ai chen vào, không còn cách nào khác, cứ dùng cách này đi, đừng ngây ngốc ra đó nữa, nếu như công chúa xảy ra chuyện, các ngươi một người cũng không chạy thoát. Ánh mắt Trần Loan giống như châm lạnh đảo qua đám cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, sắc mặt trầm như nước, giọng nói lạnh nhạt, giam hết tất cả những người từ qua đến nay từng tiếp xúc với tam công chúa, chờ bệ hạ xử lý, ngay cả hai đại cung nữ bên cạnh Kỷ Thiền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Loan nghĩ có cơ hội tiếp cận kỹ thiền tới mức này lại không bị phát hiện chút nào, chỉ có người hầu hạ gần bên hoặc người có đầy đủ tín nhiệm. Vậy nên so với những cung nữ nhỏ bé hoàn toàn không thể tiến vào nội điện, mấy người hầu hạ thân cận mới là trọng điểm cần sắp xếp thẩm vấn điều tra. Giọng nói của nàng vừa dứt thì tiếng cầu xin tha thứ vang lên, tự có người áp tải bọn họ ra ngoài. Sắc mặt Trần Loan không chút gợn sóng, nàng mệt mỏi xua tay, nói, bổn cung đi vào thăm công chúa, các ngươi phối hợp với Thái Y, xem có thể làm được gì thì làm. Bây giờ đến phủ nội vụ nhận 10 cung nữ thái giám cho đủ số, nàng đương nhiên không yên tâm. Trên bức bình phong là ba hàng cò trắng, có hai hàng đã trốn trong đám mây, để lộ ra mấy đôi cánh hình cung duyên dáng, chẳng biết tại sao, nhịp tim của Trần Loan đột nhiên hơi nhanh, bước chân dừng lại một chút, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, rèm che nửa mở nửa đóng, hai mắt kỹ thiền nhắm chặt, đôi môi đã biến thành màu thâm tím, cả người gầy đến mức không tưởng, thậm chí Trần Loan còn không cảm nhận được bất cứ sức sống nào của con người trên cơ thể này trong lòng nàng lập tức giật thót một cái, nàng đi qua ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của kỹ thiền, trong mắt chứa đựng một tầng hơi nước, mắt hạnh xinh đẹp mở to, không biết do bị dáng vẻ của kỹ thiền hù dọa, hay bị con dao đột nhiên xuất hiện trên cổ dọa sợ. Phía sau tấm rèm nửa mở nửa đóng kia dần xuất hiện một người đeo mạng che mặt màu đen, từ đầu đến cuối đều được bao bọc trong bộ trường bào màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt như nước, hiện giờ trong đôi mắt này không còn sự linh động ôn hòa, chỉ còn lại bản chất cố chấp và điên cuồng. Trần Loan cười khổ một tiếng, nhận ra quận chúa Cẩm Tú, con dao găm gác trên cổ mình chém sắc như chém bùn, sự sắc bén hiện ra, hơi thở của cái chết chưa bao giờ rõ ràng đến thế, vẫn là Lưu Nguyệt phát hiện ra điều bất thường, xông vào nhìn thấy tình hình như vậy thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, tiếng kêu sợ hãi thoát ra khỏi miệng cũng vỡ vụn, những người khác chạy tới, lập tức kêu lên kinh sợ, trong điện trở nên hỗn loạn, bên tai Trần Loan là tiếng cười nhẹ bình tĩnh mà kinh thường của Cẩm Tú quận chúa, kêu lớn tiếng lên, mau gọi hoàng đế qua đây ta phải bàn điều kiện với hắn, con dao găm hiện ra ánh sáng lạnh lẽo kia đặt trên cần cổ thon dài của Trần Loan, rất nhanh đã đè ra một vết máu, máu tươi chảy ra ồ ạt, nổi bật trên da thịt trắng như tuyết khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ám vệ bảo vệ bên cạnh Trần Loan mặt không biến sắc dần xuất hiện, đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắc hiện lên sự lạnh lẽo giống nhau, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút vết máu. Kế điệu Hổ Ly Sơn, nếu như bọn họ đã xuất hiện ở đây, vậy thì rõ ràng là người được phái đi đã chết hơn nữa. Quận chúa Cẩm Tú công môi vẻ mặt âm u lạnh lẽo giống như rắn độc lè lưỡi, dọa cho Trần Loan nổi da gà khắp người. Đường đệ kia của ta đối với ngươi thật đúng là không còn gì để nói, phái hết ám vệ hoàng gia đến bên cạnh ngươi bảo vệ, lại thêm một kỹ thiền, lần đàm phán này của ta có lẽ đã chắc ăn đến 9 phần 10 nhỉ, Trần Loan có chút phí sức nghiêng đầu, hỏi, gây ra nhiều chuyện trắc trở như thế, là vì Triệu Kim, ánh mắt cẩm tú quận chúa trở nên âm trầm, sức lực cầm dao găm cũng lớn hơn mấy phần, lúc này Trần Loan thật sự cảm nhận được một dòng ấm áp chảy qua da thịt, Lưu Nguyệt dùng sức chớp mắt làm rơi giọt lệ trong mắt, nghiêm nghị nói, quận chúa Cẩm Tú, ngươi có biết mình đang làm gì không, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao, con dao găm trong tay Cẩm Tú nhanh chóng quay ngược trở lại, tựa như con bướm đang múa trong bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia, mỗi một động tác đều tác động vào lòng người, cuối cùng lại quay về đè trên chiếc cổ bê bết máu của Trần Loan, cười lạnh một tiếng nói, ta nói lại một lần cuối cùng, bảo hoàng đế đến nói chuyện với ta. Trần Loan nghiêng đầu, giọt lệ ở khóe mắt muốn chực rơi, nhìn thế nào cũng thấy là mỹ nhân mảnh mai bị dọa sợ vỡ mật, thế như giọng nói của mỹ nhân này vẫn bình tĩnh, nói lý lẽ với bà, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy triệu kim thì nên để con giao cách cổ ta xa một chút, sau đó để thái y chẩn trị cho kỹ thiền, giải độc rồi khống chế tiếp cũng không muộn, ngươi nên biết, ta và Kỷ thiền chính là ác chủ bài trong tay ngươi, ngươi phải dựa vào chúng ta để gặp triệu kim, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta để uy hiếp hoàng thượng thả ngươi. Nhưng đây là hoàng cung, ta mà chết thì các ngươi không bước ra khỏi hoàng cung nổi một bước giọng nói trần loan dừng lại ánh mắt rơi trên người kỷ thiền nằm trên giường không nhúc nhích trong lòng gấp gáp như thiêu như đốt trên mặt không chút sợ hãi lay động kỷ thiền và hoàng thái tử của nước tấn vừa đính hôn tỷ ấy mà chết vì cho nước tấn một câu trả lời hoàng thượng cũng phải bắt giữ các ngươi cho nên hai người họ không ai có thể xảy ra chuyện quận chúa cẩm tú im lặng trong chốc lát ngược lại thật sự để con dao găm kia ra xa một chút các hờ trên cổ nàng không dùng sức nữa bà là người thông minh hành động hôm nay thật sự bị ép bất đắc dĩ từ khi bắt đầu bước vào cửa cung diệu thiền bà đã không nghĩ đến việc có thể sống sót ra ngoài điểm này trần loan đoán sai rồi nhưng có một điểm mà trần loan nói đúng bà vẫn muốn gặp người đàn ông đó đời người có nhiều năm như vậy nhưng thời gian dành cho bọn họ lại quá ít mỗi lần ông ta xuất hiện đều dùng tính mạng đặt trên mũi đao chạy về kinh thành bởi vì ông ta muốn báo thù nhưng so với báo thù thứ ông ta càng muốn hơn là có thể trả lại sự trong sạch cho phủ tả tướng quân dù cho phủ Tả Tướng quân chỉ còn lại một độc đinh là ông ta, bất kể bị bêu danh thế nào thì bà vẫn muốn để ông ta sống sót ra ngoài. Những người dưới suối dục Triệu Kim báo thù mà phủ tướng quân để lại đều bị bà hại chết hết rồi. Nếu Triệu Kim có thể xóa đi thù hận trong lòng, một lần nữa quay lại là Triệu tứ công tử phong lưu phóng khoáng của năm đó, dù ở dưới suối vàng bà cũng vô cùng vui vẻ. Trong tay Cẩm Tú có lệnh bài ra vào cung, nhắm mắt cũng có thể ra khỏi hoàng cung này, bà không dám ra tay với điện dưỡng tâm, nhưng cung diệu thiền thì không có gì không dám. Chương 73, Hồ Nguyên vừa mới nhận được lời truyền tin của Bồ Đào, ngay sau đó lại có tiểu cung nữ lão đảo, vẻ mặt vô cùng bối rối đi đến, y thấy dáng vẻ đó thì theo bản năng nín thở, sợ một giây sau sẽ nghe được tin tức tam công chúa qua đời, y không đoán được vạn tuế gia sẽ có phản ứng gì, nhưng vị hoàng thái tử mới lên đường về nước tấn kia nhất định sẽ nổi điên, nếu như vị đó thật sự mất đi lý trí thì vạn tuế gia cũng không chắc có thể đè ép được, cung nữ tới báo tin là người hầu bên cạnh Trần Loan, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, Nàng ta đi tới điện Thái Hòa như có khó dưới lòng bàn chân, nói cũng không lưu loát, đầu tiên là thở hỗn hển, môi mấp máy vài cái, sau đó nói: "Hồ tổng quản, không xong rồi, nương nương xảy ra chuyện rồi, toàn bộ hậu cung chỉ có một vị nương nương, nàng ta nói tới ai trong lòng mọi người đều biết rõ." Hồ Mi nghe thấy tiếng Hồ tổng quản gấp gáp này, trong lòng cũng hung hăng giật thót một cái, vội hỏi: "Nương nương cũng trúng độc à?" Cung nữ đó lắc đầu, nghĩ đến tư thế của quận chúa Cẩm Tú, nước mắt gần như rơi xuống nàng ta vừa gật đầu vừa lắc đầu, nương nương đi đến cung diệu thiền thăm tam công chúa. Ai ngờ quận chúa Cẩm Tú lại canh giữ trong nội điện từ lâu, nương nương vừa tiến vào đã bị quận chúa cắt ra, đầu óc Hồ Nguyên dừng suy nghĩ, theo bản năng hỏi một câu, bị cắt ra là ý gì, y vừa hỏi xong lập tức tự vỗ đầu mình, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc này quận chúa Cẩm Tú xuất hiện ở Hoàng Cung, điệu bộ rõ ràng không cần mạng nữa, bà không muốn sống cũng không sao, nhưng nếu kéo theo vị ở cung Minh Lan và Tam Công Chúa, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì cuối cùng cung nữ đó cũng không còn run rẩy nữa nàng ta lấy lại bình tĩnh trên mặt lộ vẻ sợ hãi quận chúa cẩm tú cầm dao trong tay đặt lên cổ nương nương lúc nô tỳ ra ngoài báo tin thì cổ của nương nương đã bị rách rồi chảy nhiều máu lắm bồ đào nghe được lời này thì sợ đến mức lão đảo về phía sau vài bước nàng là người không che giấu được cảm xúc giọng nói cũng bén nhọn theo các ngươi chăm sóc kiểu gì vậy nhiều người đi theo như thế đều để trang trí sao nương nương còn đang mang thai đang là lúc không thể bị dọa sợ nhất, Hồ Nguyên Trừng lớn mắt, hỏi, ngươi vừa nói gì? Nương nương có thai, thân thể bồ đào hơi không lại, nàng che mặt mang theo chút nghẹn ngào sụp đổ, sáng nay Tô Ma Ma mới phát hiện, Tô Ma Ma là lão Ma Ma trong cung, từng hầu hạ mấy vị quý nhân, thời gian ở trong cung còn dài hơn Hồ Nguyên rất nhiều, cho nên cũng càng thêm cẩn thận, nếu không phải chuyện trong lòng nắm chắc thì sẽ không nói ra lời khiến người ta mừng hụt, Hồ Nguyên đứng không vững, y bất chấp việc vạn tuế gia còn đang lâm triều, chỉ cảm thấy nếu như nói rễ thêm một khắc thì cái đầu trên của mình sẽ khó giữ được. Lúc kỹ hoán ra khỏi điện Kim Loan thì sắc mặt đã u ám như mây đen che khuất bầu trời vào mùa đông, dường như có thể nhỏ ra nước, thân thể hắn lại có ý thức của mình, đi từ điện Thái Hòa đến cung diệu thiền, hắn cứ thế chỉ mất thời gian dùng nửa chén trà nhỏ. Khi nhiên mình tiến vào từ chiếc cửa lớn màu đỏ kia, thái dương người đàn ông còn chảy mồ hôi, thuận theo gương mặt lạnh lẽo cứng rắn mà trượt xuống, trong đôi mắt đen nổi lên bão tố ẩn sâu kinh người, sâu thẳm u ám đến cực hạn cũng ẩn nhẫn đến cực độ, từ lúc hắn rời khỏi điện dưỡng tâm đi lâm triều cho đến bây giờ chưa tới một canh giờ, mà trong một canh giờ này, Cẩm Tú đã phát điên không tiếc dùng tất cả ám vệ trong tay Triệu Kim, lẻn vào cung kỹ thiền, hạ độc vào thức ăn của nàng ấy, từ đó lừa gạt được Trần Loan, chiêu ngọc nát đá tan này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, mà tiểu cô nương ở bên trong bị người ta cầm dao uy hiếp vừa mới có thai. Hắn lại nghe được tin tức hắn khát vọng nhất trong tình huống và dưới tình cảnh như vậy, con của hắn và Trần Loan, trong đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông như đột nhiên điểm lên chút lạnh lẽo, lộ ra hết sự sắc bén, sắc bén đến cực điểm, khí thế quanh thân đè ép khiến người ta gần như không thở nổi, người trong nội điện quỳ đầy đất, trong bầu không khí kiềm chế khác thường như vậy, chút tiếng vang cũng có vẻ đột ngột, kỹ hoán đi từng bước một, âm thanh tiếp xúc của giày mềm và mặt đất trầm ổn có tiết tấu, cuối cùng đứng bên cạnh tấm bình phong cò trắng trong mây kia, liếc mắt nhìn tình hình bên trong, cả người quận chúa cẩm tú bao bọc trong áo bào đen, như không nhìn thấy ánh sáng dù cho mọi người đều nhận ra bà thì bà cũng không lấy mạng che mặt màu đen xuống giờ phút này trong tay bà cầm một con dao găm sắc bén rét lạnh lưỡi dao kia trực tiếp đặt trên cần cổ trắng nõn của trần loan vết máu trên con dao đó đỏ thắm đáng sợ cứ như vậy lộ ra trong không khí cũng lộ ra dưới mí mắt người đàn ông mà ở trên giường kỹ thiền nằm thẳng với sắc mặt trắng bệch bờ môi tím thẫm nếu không phải kỹ hoán tập võ trong thời gian dài thị lực tốt có thể nhìn thấy thân thể nàng ấy chập trùng yếu ớt có khi hắn sẽ cho rằng người nằm trên đó đã là một thi thể lạnh lẽo quận chúa cẩm tú nhìn về phía người tới thân thể căng cứng giống như dây cung ngay cả động tác trên tay cũng thô lỗ hơn lưỡi dao sắc bén đụng vào vết dao mới rạch lúc này lại chảy ra chút máu đôi mắt kỹ hoáng vốn đã sắc bén lại trở nên âm u trên trán bị động tác đó làm cho nổi lên mấy sợi gân xanh cuối cùng hắn cũng mở miệng giọng nói khàn khàn từng câu từng chữ giống như phát ra từ kẻ răng muốn nói gì với trẫm ai cũng có thể nhận ra câu nói đó cất giấu sự tức giận và sát ý ngập trời. Quận chúa Cẩm Tú nhìn về phía cửa sổ hướng nam, áo giáp của cấm vệ quân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, trên mặt của mỗi người đều là vẻ lạnh lùng không khác nhau là mấy. Bà hiểu rõ, cả cung diệu thiền đều đã bị bao vây ba mặt trong ba mặt ngoài, nhưng điều khiến bà nghĩ tới mà phát sợ không dám kinh thường nhất là cảm giác tồn tại cực mạnh của người đàn ông ở trước mặt. Bà quen biết đường đệ này nhiều năm, số lần chạm mặt cũng không ít, lần đầu tiên thấy hắn có nét mặt như thế dáng vẻ này của hắn khiến bà không khỏi có loại ảo giác như hắn là một con giả thú mai phục trong chỗ tối không lập tức duỗi móng nhọn ra xé nát bà chỉ bởi vì trong tay bà vẫn còn có thứ có thể ngăn cản được hắn cẩm tú lập tức tỉnh táo lại bà thô lỗ kéo trần loan đến trước mặt ép mũi dao vào trong da thịt trắng như tuyết của nàng giọng nói sắc bén cũng không thừa nước đục thả câu trước mặt hắn bà đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu của mình chỉ cần ngươi lật lại bản án phủ tả tướng quân chiêu cáo thiên hạ lại thả triệu kim ra ban thánh chỉ bảo đảm cho chàng ấy quãng đời còn lại bình an vô sự, hai người họ tất nhiên sẽ không sao, nói xong, ánh mắt bà đảo qua Trần Loan chặn trước mặt và kỹ thiền bất tỉnh nhân sự trên giường, vẻ mặt như chuyện đương nhiên, sắc mặt kỹ hoán thay đổi mấy lần, tiếp theo hắn cười một tiếng thâm trầm, nụ cười đó lạnh tới mức nào. Chỉ nhìn sắc mặt tối đi của quận chúa Cẩm Tú là có thể nhìn ra được chút ít, thật ra kỹ Cẩm Tú có phần nhút nhát, chỉ là chuyện đã đến nước này, ván đã đóng thuyền bà không có khả năng thay đổi thời không quay về quá khứ thay đổi suy nghĩ và hành vi của mình, bây giờ chỉ có thể tiếp tục sai càng thêm sai mới có thể đổi lấy một con đường sống cho Triệu Kim. Đó dù sao cũng là người đàn ông mà bà yêu nhiều năm, chỉ cần ông có thể sống sót, bà nguyện ý lấy mạng của mình để đổi. Vốn dĩ Trần Loan vẫn bình tĩnh tự nhiên, lúc này hoảng hốt lo sợ sẽ chỉ dẫn đến tác dụng ngược, nhưng khi nhìn thấy kỹ hoáng, chớp mắt một cái. Nước mắt liền nhỏ xuống lách tách, rơi trên y phục nở ra một đóa hoa nước nhỏ, nàng nuốt nước bọc một cái, nhìn kỹ thiền gần như không có hô hấp và nhịp tim ở trên giường càng giọng nói hết lần này đến lần khác nhanh giải độc cho kỹ thiền nàng ấy sắp không chịu được nữa rồi so với mình thì kỹ thiền mới là người đang đi gặp diêm vương thân thể nàng ấy vốn không tốt sau mấy lần bệnh liên tục một cơn gió lạnh hơi mạnh một chút cũng có thể lấy mạng của nàng ấy càng khỏi nói đến sau khi bị hạ loại độc nghe tên không rõ ràng như đoạn trường thảo sống đến bây giờ còn giữ được một hơi thở đã coi như may mắn rồi kỹ hoán đương nhiên cũng nhìn thấy hắn liếc cẩm tú một cái thật sâu nói hai người họ, thiếu một cọng lông tơ cũng không được, cẩm tú nghe lời này của hắn, trong lòng vô thức thở vào một hơi. Thật ra bà cũng chỉ đang đánh cược, kỹ hoán có thể nói ra lời này, chứng tỏ bà đã tìm đúng hai thẻ bài trong tay, quan hệ giữa cẩm tú và kỹ thiền thật ra không tệ, vị tam công chúa ngang ngược càng rỡ này đôi khi cũng ngoan ngoãn khéo hiểu lòng người, đối xử với người mình yêu thích tuyệt đối không còn lời nào để nói. Dù sao thì trong bản chất cũng chảy dòng máu của kỹ gia, lại nghe nàng ấy gọi đường tỷ nhiều năm như vậy, kỹ cẩm tú rũ mắt xuống, lạnh nhạt lên tiếng, nếu như ta thật sự muốn lấy mạng muội ấy thì đã trực tiếp rót chén rượu độc cho bớt phiền rồi, bà vừa dứt lời, Trần Loan đã tiếp lời, vậy có thể gọi Thái Y vào giải độc không? Nàng ấy thật sự không đợi được nữa, bảo bọn họ cút vào đây, chữa trị tại chỗ, nói xong, kỹ cẩm tú cầm con dao trong tay chặt hơn, Trần Loan cũng không biết bà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, gần như là cứng rắn bắt nàng đến trước người, con dao găm đó đặt trên gân xanh nhảy thình thịch của nàng. Chỉ cần kỹ cẩm tú rung tay một cái, Trần Loan sẽ đi gặp Diêm Vương, nội điện lập tức truyền đến hàng loạt tiếng hít hà, gân xanh trên mu bàn tay kỹ hoán lộ ra, hắn chậm rãi nắm thành quyền, dù sao kỹ thiền cũng chỉ mặc quần áo trong nằm trên giường, cho nên toàn bộ cấm vệ quân ở ngoài điện chờ lệnh, chỉ có Phương Hàm đặt tay cầm chui đao đứng phía sau bình phong, cũng bởi vì không nhìn thấy tình hình bên trong, lúc này thần kinh hắn cũng căng thẳng, giống như con mảnh thú đang trữ lực để công kích, mà sự thật là mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ ngay cả vạn tuế gia luôn quả quyết anh dũng cũng sợ ném chuột vỡ bình bọn họ đương nhiên càng không cần phải nói nếu như xử lý không tốt việc này để lan truyền ra ngoài thanh danh của hoàng thất tổn hại lớn nói không chừng từ trên xuống dưới đều phải tắm máu một lần đầu óc vị quận chúa cẩm tú này cũng hồ đồ rõ ràng có thể vinh hoa phú quý cả đời được người ta tôn kính thế nhưng lại vì một người đàn ông mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến mức này phu thê đông bắc vương ở dưới suối vàng cũng sẽ bị liên lụy mất sạch thanh danh hai thái y tiến lên nơm nớp lo sợ tay cũng run rẩy các cung nữ ma ma không dám thở mạnh phối hợp với thái y làm việc sau một lúc lâu kỹ thiền nghiêng đầu trong miệng nôn ra chút nước đắng màu vàng xanh sắc mặt thái y vui mừng ông ấy lau mồ hôi trên đầu nói sau đây phải xem tạo hóa của tam công chúa rồi sau khi nôn ra mấy thứ bẩn đó kỹ thiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại ngược lại đổ rất nhiều mồ hôi trên trán toàn là những giọt mồ hôi lớn rậm rạp cho dù trong cơn hôn mê thì nàng ấy cũng nhíu chặt mày dáng vẻ hết sức đau đớn nàng ấy vốn gầy yếu bây giờ nhìn kỹ quả thật giống như tơ liễu phất phơ theo gió, gây đến mức không tưởng, tựa như một cơn gió thổi qua sẽ thổi bay mất vậy. Lúc này Trần Loan thật sự gấp đến độ rơi nước mắt, lại không muốn quá mất mặt trước kỹ cẩm tú, nàng gắn gượng đè nén tiếng nước nở nghẹn ngào sắp bật ra, kỹ cẩm tú cảnh giác nhìn xung quanh, mở miệng đưa ra yêu cầu, ta muốn gặp Triệu Kim, không ai trả lời, kỹ cẩm tú sợ bọn họ đã sớm xử lý Triệu Kim rồi, giọng nói hung ác hơn, lặp lại, dẫn chàng ấy tới đây, ta muốn gặp chàng ấy cảm xúc của kỹ cẩm tú vừa kích động, con dao găm trong tay càng hãm sâu vào thịt, lúc này Trần Loan thật sự nhận rõ ràng sự đau đớn bén nhọn, tiếng hít vào hòa với tiếng khóc mơ hồ. Kỹ hoáng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn đến lạ, hắn sai phương hàm, đưa Triệu Kim tới đây, trên người nàng có bao nhiêu vết thương, hôm nay tại đây Triệu Kim sẽ gãy bấy nhiêu cái xương, con ngươi kỹ cẩm tú co lại, bà không dám ép sát như thế nữa, bà hiểu tính tình kỹ hoáng, hắn tuyệt đối nói là làm, nói được làm được. Hiện tại kỹ thiền có vượt qua được hay không thì vẫn chưa biết, ác chủ bài chân chính mà bà nắm trong tay chỉ có một mình Trần Loan, nếu thật sự ép Kỷ hoán, trực tiếp vứt bỏ vị hoàng hậu này cũng không phải không có khả năng, uy nghiêm của thiên tử không cho phép sự khiêu khích, hiện tại, người bị vây trong thế yếu là bà, trọn vẹn gần nửa canh giờ, khi triệu khiêm chưa tới thì hai bên cứ dằn co như vậy, kỹ cẩm tú đã nghiễm nhiên xem Trần Loan là cộng cỏ cứu mạng, con dao găm trong tay lúc này cũng trữ lực, bà biết võ công của kỹ hoán rất cao thâm khó lường nhưng động tác của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không tự tin sẽ nhanh hơn dao găm trong tay bà. Điều kỹ cẩm tú đoán chính là những gì kỹ hoán nghĩ, lần đầu tiên hắn không tự tin với thân thủ của mình, không dám đánh cược. Người đứng ở đó rơi nước mắt vàng dụa khóc vô cùng đáng thương là thê tử kết tóc của hắn, trong bụng còn có đích tử của hắn, đó là tất cả của hắn. Chương 74, dãy núi vờn quanh, tùng bách mãi xanh, lọc vào trong tầm mắt đều là màu xanh đậm, tựa như một viên ngọc bích thượng hạng, suối nước róc rách, một đội người vụt qua nhanh như tên bắn, hất lên từng trận vụn cỏ. Người dẫn đầu cưỡi tuấn mã mặc áo đỏ, lông mày như kiếm, so với nữ tử thì còn chói mắt hơn mấy phần, hắn vừa kéo dây cương, con ngựa dưới người tựa như có linh cảm mà hí lên một tiếng, chậm rãi dừng lại. Người đại yến đều cho rằng mấy ngày trước viên viễn đã về nước tấn rồi, thật ra hắn chỉ đổi chỗ ẩn náu, che giấu tai mắt, thời gian xuất phát thực sự là giờ mão hôm nay, tránh cho trên đường lại đụng phải sát thủ của mấy hoàng huynh hoàng đệ không an phận phái tới, thủ đoạn này hắn chơi với bọn họ đã chán rồi đợi đến khi hắn trở về thì cũng không cần phải giữ lại để bọn họ nhảy nhót lên xuống nữa. Người phụ nữ kỹ thiền kia thân thể yếu đuối, tính tình cáo kỉnh, lại khó dỗ dành, giống trẻ con vậy, đến lúc đó còn không phải sẽ bị những huynh đệ vô dụng của hắn chọc giận chết à. Trong lòng viên viễn nghĩ như vậy, trên mặt lại thành thật cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ngã ngớn xấu xa, chật, có thể xem như là vừa dỗ vừa lừa mà dỗ được là tốt rồi. Chỉ đợi đến đại hôn vào đầu năm sau, áo cưới như mây, sau này nàng ấy có bản lĩnh lên trời thì còn có thể chạy đi đâu được. Nghĩ tới đây, viên viễn vui vẻ hít mắt, quên sạch việc mình cầu hôn bốn lần bị từ chối ba lần. Phó tướng cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh, đầu tiên là chỉ bầu trời rồi nói, điện hạ, trong thời tiết hôm nay không tốt lắm, có thể sẽ có mưa to, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngơi trước không? Viên viễn cũng liếc nhìn theo, không quá hứng thú nói, nghĩ đi, cô cũng không thích thú gì việc bị ướt như chuột lột đâu, thế là người ngựa phía sau đều dừng lại, mười hán tử cẩu thả không chú ý được nhiều như thế trực tiếp ngồi trên mặt đất vây thành một vòng rồi đốt lửa phó tướng kia đi theo bên cạnh viên viễn làm việc từ nhỏ nhìn thấy được rất rõ lịch sử tình cảm truy thê của vị thái tử gia này hắn ta chỉ nhìn vẻ mặt này của viên viễn rồi buồn bực nói điện hạ cười vui vẻ như vậy nhất định là đang nghĩ đến tam công chúa viên viễn nâng mí mắt lên cũng không biết là nhớ tới cái gì mà cười mắng một tiếng một đại lão gia ngược lại rất giỏi nhìn mặt nói chuyện không hề phủ nhận phó tướng đó lắc đầu giọng nói như sấm rền chẳng qua thuộc hạ cảm thấy điện hạ và công chúa cực kỳ xứng đôi hắn ta tung người xuống ngựa theo viên viễn sau khi tới gần thì giảm thấp giọng mấy ngày trước sau khi công chúa biết chúng ta sẽ rời đi còn liên tục dặn dò thuộc hạ phải cẩn thận bảo vệ điện hạ chu toàn đấy đôi mắt phượng đó của viên viễn nhất thời sáng lên giống như một ngọn lửa hắn khẽ chật một tiếng nói người phụ nữ này ấy đa phần là nghĩ một đằng nói một nẻo cứ phải dỗ được thì mới cho một hai quả táo ngọt mà ăn đàn ông chúng ta thì sao cứ dứt khoát trọng lượng dung túng tính khí này một chút, ngươi xem, đây chẳng phải là ngoan ngoãn rồi à, lâm phó tướng muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, người bị trị cho ngoan ngoãn nhìn thế nào cũng là thái tử mà, viên viễn đè nén độ công trên môi, giọng nói ôn hòa hơn trước một chút, nàng ấy còn nói gì nữa, người phụ nữ đó nói năng chua hoa, nửa câu quan tâm dặn dò cũng không nói với hắn, vốn tưởng rằng nàng thật sự không chào đón hắn, hóa ra là da mặt mỏng không nói được, toàn ở sau lưng quan tâm hắn, phó tướng đó lắc đầu, giọng nói như sấm rền, không nói gì nữa, có điều theo thuộc hạ thấy, công chúa rất luyến tiếc điện hạ, người sáng suốt nhìn là biết hắn ta đang mở to mắt nói dối, viên viễn lại rất tán thành mà gật đầu, đó là đương nhiên, tiếng vó ngựa từ xa đến gần hấp dẫn sự chú ý của nhóm người này, bao gồm cả viên viễn cũng thu lại nụ cười, hiếp mắt nhìn tốc độ không cần mạng của người đó, tình báo quân sự khẩn cấp 800 dặm sợ là cũng không gấp đến mức độ này, nếu như là 10 sát thủ tới thì hắn còn cảm thấy dễ hiểu, thế nhưng lại chỉ có một người đơn thương độc mã. Trông còn là người không cường tráng lắm, Viên viễn hưởng hờ thu hồi ánh mắt, thân thể lại không thể thả lỏng theo. Bất cứ lúc nào, khinh địch cũng là sai lầm trí mạng, viên viễn đương nhiên sẽ không phạm phải. Giang tính kìm nén sức lực chạy trọn hai canh giờ, cũng may đám người viên viễn bọn họ vừa đi vừa nghỉ, ngược lại chưa đi quá xa, lúc này mới để hắn ta đuổi kịp. Mãi đến khi giang tính xuống ngựa nhanh chân đi về phía viên viễn, viên viễn mới hiếp mắt nhận ra hắn ta, cười nhạt nhún vai, mở miệng hỏi, sao thế, cô đã đi xa như vậy rồi mà hoàng đế còn muốn phái người đi tiễn à? đùa giỡn thì đùa giỡn vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc theo hắn và kỷ hoán đã quen biết nhiều năm nếu như không có chuyện quan trọng kỷ hoán sẽ không phái người đến đây giang tính nuốt nước bọt thở hổn hển khàn giọng nói thái tử điện hạ dừng bước trong cung xảy ra chuyện bệ hạ gọi ngài quay lại một chuyến viên viễn xoa khuỷu tay khóe môi tràn ra ba phần ý cười nhướng mày nói cung nào hoàng cung nước tấn hay là hoàng cung đại yến phó tướng kia vỗ tráng thực sự không biết nên nói gì mới tốt người do hoàng đế đại yến phái tới giờ phút này bọn họ đang đứng trên đất Đại Yến, còn có thể là cung nào nữa. Lần này Thái tử Điện Hạ vì có thể thành công cưới tam công chúa mà đã không ít lần cái kéo mặt mo xưng huynh gọi đệ với Hoàng đế Đại Yến. Hôn sự này vừa mới được định ra đã muốn qua cầu rút ván, giống như muốn đòi lại hết cơn giận trước đó vậy. Giang tính cũng biết bản tính của vị này, hắn ta ôm quyền ổn định hơi thở, nói, quận chúa cẩm tú vì để bảo vệ cho triệu khiêm thoát ra ngoài mà cầm dao uy hiếp hoàng hậu nương nương. Viên viễn đầy hứng thú khẽ cười, hắn lường gian tính một cái thật nhỏ, nói tiếp, vậy chẳng phải hoàng đế sẽ nổi điên à, hắn nói được một nửa thì đột nhiên chuyển đề tài, chuyện này thì liên quan gì đến cô, chẳng lẽ lại muốn hắn mở đường đến hoàng cung đại yến cứu hoàng hậu đại yến? Là đại yến hết người rồi hay người đàn ông kỹ hoán kia thành phế vật rồi, gian tính im lặng, giọng nói đột nhiên thấp hơn mấy phần, trước đó, quận chúa Cẩm Tú đã lẻn vào cung diệu thiền, hạ đoạn trường thảo vào đồ ăn của tam công chúa. Hắn ta trơ mắt nhìn vị trước mặt này chậm rãi thu lại ý cười, giống như không nghe thấy rõ câu mày gằn từng chữ hỏi người nói ai giang tính chỉ có thể nhắm mắt nói tam công chúa ngàn cân treo sợi tóc hoàng thượng phái thuộc hạ đến đây thông báo cho thái tử một tiếng hồi lâu không có một ai nói chuyện viên viễn vung roi dài trong tay hàng giọng mắng một câu thô tê gục người đàn ông xoay người lên ngựa nhanh chóng chạy đi không nói lấy nửa câu chỉ có sắc mặt đen đến mức giống như bầu trời tựa mực trước khi cơn mưa giông đến lâm phó tướng và những người ở lại đưa mắt nhìn nhau cuối cùng kịp phản ứng mà nhao nhao lên ngựa đuổi theo Thời gian qua giữa trưa, những người dằn co trong cung diệu thiền đều không dùng bữa trưa, lúc nào thần kinh cũng căng thẳng, không dám thả lỏng một phút giây nào. Tình huống của kỹ thiền cứ lặp đi lặp lại, nôn rồi lại nôn, nôn cả dịch mật ra rồi mà thân thể vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này lại lên cơn sốt cao, nóng đến độ hai gò má đỏ bừng, chiếc khăn ướt trên trán được đổi tới đổi lui, trông như sẽ khó mà chịu được. Trần Loan nhìn thấy cảnh này thì chắp mũi dâng lên cảm giác cay cay, trong lòng vô cùng hận. Nếu không phải trên cổ có một con dao nhọn nàng hận không thể xông lên đồng quy vu tận với người phụ nữ ngu ngốc kỹ cẩm tú này. Phu thê định bắt vương hy sinh trên chiến trường, để lại danh tiếng cả đời, xương đế càng xem cô cháu gái này là nữ nhi mà đối đãi, thậm chí còn để ý hơn cả con của mình, cung cấp cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Bây giờ xương đế mới mất không lâu, thi thể chưa lạnh, kỹ cẩm tú đã vì một người đàn ông mà hạ độc đường muội, phạm thượng làm loạn. Trần Loan quả thật nghi ngờ có phải người này đã bị mê hoặc đến mức hoàn toàn mất đi thần trí hay không lại gần nửa canh giờ trôi qua, triệu kim cuối cùng cũng được dẫn vào, trên người ông ta đeo gông cùng xiềng xích, xích sắt thật dài kéo lê dưới chân, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng còn phát ra chút ánh sáng của con người thì cả thân thể âm u đầy tử khí, ông ta nhíu chặt mày, và đi rất nhiều so với lần Trần Loan gặp mặt trong nhà lao, hai bên tóc mai cũng nhiễm màu xám trắng, trên áo tù trắng bợt là vết máu loang lỗ, khắp nơi đều là dấu vết của ro dài và đủ loại dụng cụ tra tấn để lại, kỹ cẩm tú vừa liếc mắt nhìn, trong lòng đã đau như cắt. Thiên Lao có nhiều cách tra tấn như vậy, mấy ngày nay sao ông ta có thể chịu đựng được, cho dù ông ta giết cả nhà người ta, nhưng xương đế cũng không phân biệt đúng sai mà tru di tam tộc phủ tả tướng quân, rốt cuộc kỹ hoán có lương tâm hay không, lại dám dùng hình với ông ta, ánh mắt kỹ cẩm tú như dao, giọng nói lại trở nên nhu hòa, bà trầm thấp gọi, tứ ca ca, sống lưng triệu khiên cứng nhắc, ông ta ngước mắt từ từ nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con dao găm ở cổ Trần Loan, đoán được đại khái, sắc mặt ông ta phức tạp, mở miệng, giọng nói cực khàn, mùi hà tất phải như vậy, kỹ cẩm tú si mê nhìn ông ta, động tác trong tay lại không hề thả lỏng chút nào, bà cong môi, nụ cười xinh đẹp giống như đong đóng bất chợt phá vỡ bóng tối trong đêm hè, tránh môi kỹ cẩm tú hơi trắng nhật, khô khốc, bà mỉm cười không chút để ý, nhẹ giọng thì thầm, mười mấy năm trước cẩm tú không có lực lượng làm gì đó cho huynh, hôm nay không thể trơ mắt nhìn huynh đi chết được. Đây là chuyện duy nhất mà bây giờ muội có thể làm, dứt lời bà quay đầu nhìn kỹ hoáng, cương quyết nói, chuyện tả tướng quân có ý đồ mưu phản năm đó, chân tướng như thế nào, trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, bây giờ gọi ngự sử và người của đại lý tự tới ghi chép, sau đó chiêu cáo thiên hạ, rửa sạch nổi oan cho phủ tả tướng quân. Nghe đến đây, trong đôi mắt vốn mờ tối của triệu kim nổi lên ngàn vạn chùm ánh sáng, cả người đều có sức sống, sống lưng vốn bị ép cong xuống cũng dựng thẳng lên, kỹ cẩm tú nhìn cảnh này, sự dịu dàng trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp giống như sóng biết đầu mùa xuân. Chỉ cần ông ta vui vẻ là được bà thấy kỹ hoán chậm chạp không hành động, không kìm được hừ lạnh một tiếng, con dao trong tay chậm rãi nâng lên, rơi xuống khuôn mặt phù dung như ngọc của Trần Loan, bà hít mắt, cổ tay khẽ động tạo ra một vết rất hẹp dài, nhanh lên, ta chờ được, chỉ sợ hoàng hậu của chúng ta chờ không nổi, gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu như hỏng rồi thì làm sao đây, Trần Loan nhắm chặt hai mắt, vào lúc gương mặt chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo, nàng vô thức co rúng lại, mạnh mẽ nén lại giọt nước mắt sắp rơi xuống. Kỷ Cẩm Tú là kẻ thần kinh, Bồ Đào và Lưu Nguyệt che miệng chặn lại tiếng kêu sợ hãi sắp bật ra, ở góc độ này, Trần Loan lại chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng miếng thành một đường thẳng của kỷ hoán, cùng với sự ngang ngược hung ác nham hiển không che giấu được nơi đáy mắt hắn, cửu ngũ chí tôn, bị uy hiếp trước mặt nhiều người như vậy, bó tay bó chân, có một khoảnh khắc Trần Loan nghĩ, nếu như hôm nay người đứng trước mặt nàng không phải là người đàn ông đó thì lần này có phải nàng thật sự sẽ viết di chúc ở đây không, nhưng mở mắt ra, nhìn thấy hắn, sự bối rối trong lòng toàn bộ lắng động lại hắn chưa từng nuốt lời với nàng nhưng rõ ràng người xung quanh không hề nghĩ như vậy tô ma ma là lão nhân trong cung sắc mặt bà thoáng cái trắng bịt nếu như nương nương này thật sự bị phá tướng còn làm hại uy nghiêm của đế vương mất sạch cho dù có thể sống được sinh hạ hoàng tự thì cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục bị đế vương chán ghét mà vứt bỏ về phần hy sinh thanh danh của tiên đế để sửa lại án sai phủ tả tướng quân đó là việc không cần nghĩ tới thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy hoàng hậu phải làm sao đây có là lời thề chân tình chân ý hơn nữa thì trước mặt đế vương anh minh cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngón tay kỹ hoáng dùng sức đến mức trắng xanh, nổi lên từng sợi gân mảnh, sau một lúc lâu mới mở miệng, gằn từng chữ, trẫm đồng ý, ngươi buông dao xuống, đám người nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được, Trần Loan đứng lâu đến mức thân thể cứng nhắc, khẽ xê dịch là tê tái thấu tim, giọt nước mắt ống ánh động trên khóe mắt nàng, giọng nói rung động, hoàng thượng không cần, kỹ cẩm tú chuyển cổ tay, con dao rơi bên môi nàng, không để nàng nói thêm một chữ thật ra Trần Loan muốn nói, nàng thật sự không muốn khiến hắn phải khó xử, bị triều thần chỉ trích, cho nên nàng không sợ, chỉ là một ánh mắt, kỹ hoán đã hiểu được ý tứ chưa nói hết của nàng, ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đó, hình ảnh của kiếp trước lại trôi nổi trong đầu, nàng không sợ, nhưng ta sợ, sợ đến mức muốn chết, chương 75, trong cung diệu thiền tản ra mùi thảo dược nồng nặc. Ngoài cửa sổ trạm trổ từ Nam đến Bắc là hoa cúc khổng tước và trúc lễ hải đường nở rộ, nếu đặt ở trước kia thì đúng là mùa ngắm hoa tốt nhất, nhưng hôm nay tòa cung điện này lại phủ kín một lớp lụa mỏng tối tăm, cấm vệ quân bao vây nơi này ba lớp trong ba lớp ngoài không để lọc một giọt nước, ngay cả ruồi cũng không bay ra được. Hôn hương, hương ở nội điện lượng lờ bay lên, nhạt như khói xanh, mùi thơm đó lại chân thực lượng lờ nơi chắp mũi của tất cả mọi người. Trần Loan ngửi thấy lại chỉ muốn rơi nước mắt, đây là hương hoa nhài mà từ trước đến nay kỹ thiền yêu thích nhất, hiện tại nàng ấy nằm ở trên giường cách đó không xa, hơi thở mong manh, nàng lại bị người ta cưỡng ép chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay cả lời an ủi cổ vũ cũng không nói được một câu. Kỷ Cẩm Tú không hề bất ngờ về lời đồng ý của Kỷ hoán. vào lúc hai người còn chưa thành thân, bà đã bóng gió thăm dò được vị trí của tiểu cô nương yểu điệu này trong lòng Kỷ hoán. nếu không thì cũng không thể tìm tới nàng. Kỷ Cẩm Tú miếng môi, kìm nén sự ấm ức trong lòng không lên không xuống, nếu không phải năm đó xương đế không có sự bao dung, dễ tin lời của người khác, không nghe lọt được nửa câu minh oan, bà và Triệu Kim vốn nên là đôi thần tiên quyến lữ môn đăng hộ đối, bà không cần khổ sở chờ đợi mười mấy năm, ông ta cũng không cần trốn đông trốn tây, không thấy được ánh sáng như chuột chạy qua đường, bọn họ vốn không cần như vậy, đến nỗi cuối cùng, ông ta và bà đều trở thành loại người mà mình ghét nhất, nếu như có thể sống sót thật tốt thì ai lại làm chuyện khiến người ta phỉ nhổ kinh thường như thế này chứ, ánh mắt kỹ cẩm tú càng sáng bén hơn, bên phía đại lý tự nhanh chóng có người tới, chính là lão thần năm đó hỗ trợ trần thân điều tra bản án tả tướng quân mưu phản, có lẽ là sống lâu thấy cũng nhiều thứ rồi. Ông ta che giấu sự kinh ngạc trong lòng, cúi đầu cầm bút tốt ký cuối cùng viết đầy hai tờ giấy tuyên, cung kính dân đến tay kỷ hoán, sắc mặt kỷ hoán hung ác nham hiểm, đáy mắt lạnh lẽo, chỉ liếc qua nội dung trên đó rồi chuyển tay vứt lên người Triệu Kim, đáy mắt Triệu Kim nổi lên ngàn vạn gợn sóng, hai tay nâng hai tờ giấy mỏng đó, thân thể cong xuống, tựa như trong tay là thứ gì đó nặng ngàn cân, ông ta kích động đến nỗi thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. 20 năm trước định tội bằng hai trang giấy mỏng, không hề có đạo lý rõ ràng, 20 năm sau trầm quan giải tội, lại đổi lấy hai tờ giấy mỏng dùng tính mạng của người ông ta yêu chân thành để đổi lấy. Kỷ Hoán là nhân vật cỡ nào, với màn ầm ĩ ngày hôm nay, ông ta và cẩm tú không ai thoát được. Số mệnh đã sớm định rồi. Một lát sau, triệu kim tỉnh táo lại, ông ta cẩn thận gấp hai tờ giấy đó lại rồi bỏ vào tay áo. Sau đó đứng lên nói với Kỷ Hoán, phiền bệ hạ cởi bỏ công xiền, Lời này của ông ta tự nhiên mà bình tĩnh. Kỷ Hoán như có cảm giác, nâng mí mắt lên, thủ vệ ở một bên đi tới xuề tay lộ ra chiếc chìa khóa đồng nho nhỏ, cầm lên vặn một cái gông xiền trên người triệu kim được mở ra, ông ta kéo xích chân, đi một bước vang một tiếng lết tới trước mặt kỹ cẩm tú, gương mặt dưới mái tóc đen rối tung thon gầy dịu dàng, bà nhìn thấy mà hoảng hốt, còn chưa lấy lại tinh thần thì bàn tay cầm dao đã bị ông ta cầm lấy, tứ ca ca, huynh muốn làm gì? Giọng nói kỹ cẩm tú khàn khàn, vẻ mặt khó hiểu, bởi vì triệu kim cầm tay bà xê dịch con dao kia ra khỏi tầng cổ bê bết máu của Trần Loan, việc này khiến trong lòng cẩm tú có linh cảm không tốt. Hiện tại bà không thể thả người được, Triệu Kim vẫn chưa an toàn rời khỏi hoàng cung này, cẩm tú, ta mệt rồi. Giọng nói Triệu Khiêm thoải mái, thù cũng báo rồi, quan cũng giải rồi, ta sống một mình không có gì hay, kỹ cẩm tú sửng sốt một lúc, nước mắt rơi như mưa, ông ta là một cơn gió không bị trói buộc giữa nhân gian, thổi về phía bà, chỉ một ánh mắt đã khiến bà si mê nhớ nhung cả đời, dùng hết sức lực toàn thân giữ lại cũng không thể tu thành chính quả, dao găm chậm rãi rời khỏi, cuối cùng đâm vào trong thịt. Lúc này Triệu Kim mới vì cơn đau dữ dội mà nhíu mày một cái, cười vô cùng dữ tợn, cẩm tú, kiếp sau nếu không làm con cháu triệu gia thì nên đổi lại là ta bảo vệ muội không ngại nửa đời, vì triệu gia, vì chuyện năm đó, cả đời này ông ta đều bôn ba tính toán, trong tay nhún rất nhiều máu tươi, cuối cùng cũng không sống thành dáng vẻ mình muốn, ngược lại phụ lòng người thật lòng thật dạ với ông ta, trên dao găm còn sót lại nhiệt độ máu tươi của hai người, giống như một đóa hoa đỏ rực nở ra trong thời tiết rét đậm, kỹ cẩm tú vừa khóc vừa cười gật đầu, ông ông ta chậm rãi ngã xuống. Trên khuôn mặt đẹp để đều là vẻ thỏa mãn. Kỷ hoáng lách mình tiến lên, đá con dao găm kia đi xa, kéo tiểu cô nương vẫn luôn bị kỹ cẩm tú bi hiếp ra ngoài. Trần Loan căng cứng cơ thể đứng trọn ba canh giờ, hai chân đều đang run rẩy. lúc thần kinh kéo căng thì không thấy gì. Bây giờ thấy người trước mắt dựa vào nhau ngã trong vũng máu, sợi dây cung trong đầu bị kích, hát thích mạnh, thân thể nàng mềm nhũng rơi vào ngực kỹ hoán, ân oán tình thù liên quan đến hai đời người, hôm nay cuối cùng cũng có kết cục. Tô ma ma chạy tới muốn nói chuyện, lại tinh mắt nhìn thấy bên dưới váy của Trần Loan chậm rãi thấm ra màu đỏ tươi, đầu óc bà mơ màng, giống như mấy đóa pháo hoa nổ tung, giọng nói bà ấy đột nhiên trở nên the thé, nương nương, nương nương chảy máu rồi, thái y, thái y đâu, sau một trận rối loạn, cốt xấu gì cũng không xảy ra sự cố nào, Trần Loan nằm trên nệm bằng vải lụa bóng theo hoa, cả người choáng váng không có sức lực giống như ở trong mơ vậy, chỉ có tiếng nói của thái y vang ong ong bên tai, hoàng hậu nương nương bị kinh sợ, trên cổ bị thương nhẹ, lại đứng lâu như vậy lúc này mới hơi động thai, thần đã kê đơn thuốc an thai rồi, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ là được. Hoàng thượng không cần lo lắng, mặc dù trước đó trong lòng nàng đã phỏng đoán, nhưng lúc này nghe Thái Y xác nhận, rốt cuộc tâm trạng cũng khác, nàng thật sự có con rồi. Cuối cùng mi tâm của kỷ hoáng cũng giãn ra, giọng nói của hắn ấm áp nhàn nhạt, hoàng hậu có thai mấy tháng rồi, vẫn chưa đến hai tháng, ba tháng đầu là thời điểm nguy hiểm nhất, không thể quá vất vả hao tổn tinh thần, phập phòng thấp phỏng, nhưng chỉ cần người bên cạnh hầu hạ cẩn thận, không xảy ra sơ sót gì sẽ không sao, Trần Loan sống sót sau tai nạn, nghe được lời này cũng yên lòng, chỉ là trong lòng vẫn nhớ đến một chuyện khác nên làm thế nào cũng không yên ổn được, nàng nghiêng đầu nhìn về phía thái y đó, giọng nói khàn khàn đến lạ, "Công chúa thế nào rồi? Có dấu hiệu chuyển biến tốt không?" Thái y lén nhìn đế vương ở bên cạnh rồi rụt cổ lại, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Bẩm nương nương, hơi thở tam công chúa yếu ớt, hiện tại vẫn chưa hồi phục." Ông ấy dừng lại một chút, đột nhiên nói, "Thứ cho vi thần nói thẳng." cơ thể tam công chúa thật sự quá yếu nếu như đến giờ tí tối nay vẫn chưa tỉnh lại thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều yên tĩnh như chết trần loan mở miệng cuối cùng cũng không nói ra được nửa chữ nàng chán nản rủ cổ tay xuống cuối cùng vẫn mở miệng nói với kỷ hoán dốc hết toàn lực trị liệu dược liệu cần thiết đều dùng loại tốt nhất nhưng trên thực tế đây hoàn toàn không phải là vấn đề thuốc men thái y đó nghiêm mặt gật đầu rồi không người lui ra ngoài để lại không gian cho đế hậu kỷ hoán tiến lên hai ba bước ngồi ở mép giường nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối đôi môi mỏng miếng thành một đường thẳng, vẻ mặt phức tạp khiến Trần Loan nhìn không ra, hoàng thượng. Trần Loan đưa tay kéo ống tay áo của hắn, giọng nói hơi nhỏ và yếu, mang theo chút run rẩy, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường từ chuyện đó, là trẫm không tốt. Kỷ Hoán cầm ngược lại đầu ngón tay lạnh buốt của nàng, cầm trong tay mềm mại tựa như không có xương, màu đen đặc như mực trong mắt hắn tản đi một chút, giọng nói trầm thấp khàn khàn, không còn che giấu sự chán nản trên mặt nữa, nói bậy. Trần Loan chậm rãi nhích người, tới gần hắn hơn một chút, nàng quyến luyến cọ vào bàn tay ấm áp của hắn, nói, bà ta có thể vì một triệu kim mà làm ra chuyện như vậy, chàng và ta đều không nghĩ tới, sao có thể trách chàng, hắn cũng chỉ là người phàm, không thể đoán trước được. Ngay cả ám vệ chuyên bảo vệ sự an toàn của đế vương cũng được chia ra một nửa canh giữ nàng, kể cả sau đó bị kỹ cẩm tú uy hiếp, đủ loại lời nói hành động, nhượng bộ từng bước, người đàn ông này đối đãi với nàng thật sự không còn gì để nói. Trần Loan lại chuyển sang nghĩ đến cảnh kỹ cẩm tú và Triệu Kim cùng nhau ngã xuống, trong lòng phức tạp thổn thức, chữ tình trên thế gian này là thứ làm tổn thương người ta nhất. Hoàng thượng dự định xử lý quận chúa Cẩm Tú như thế nào, Triệu Khiêm đã chết, nhưng con dao đó không làm tổn thương tới tâm mạch của Kỷ Cẩm Tú. Kỷ hoán ra lệnh cho Thái Y băng bó vết thương cho bà, rõ ràng không có ý định kết thúc như vậy. Sắc mặt Kỷ hoán hết sức khó coi, hắn kéo căng môi mỏng thành một đường thẳng, giọng nói lạnh đến mức giống như trộn với vụn băng. Cấm vệ quân đã kéo Triệu Khiêm đến bãi Tha Ma, Kỷ Cẩm Tú bị canh giữ khắp nơi, tức phong hào quận chúa, biến thành thứ dân, lưu vong ba ngàn dặm, bà không xứng mang họ kỹ, Trần Loan cục bí mắt xuống, trong lòng không có lấy chút đồng cảm, vì một nam tử phát rồ như vậy, không để ý đến thanh danh của phụ mẫu và phủ định Bắc Vương, cũng không nể tình ngày xưa đế vương yêu thương bà biết bao nhiêu. Kỷ thiền gọi bà là đường tỷ nhiều năm, bà lại không chút do dự kiên quyết cho kỷ thiền ăn thứ mất mạng đó, chỉ nói đến việc này thôi thì nghiễm nhiên đã là cách làm của người bất trung bất nghĩa bất hiếu, càng khỏi nói đến sau đó còn có tội danh uy hiếp hoàng hậu, bức bách thiên tử cho dù phu thê định bắt vương quay lại nhân gian thì cũng không dám cầu tình cho nữ nhi này kỷ hoáng hiếp mắt bàn tay chậm rãi nắm chặt lại nói nếu như tối nay kỷ thiền vẫn chưa tỉnh lại trẫm sẽ lột sống da bà ta nhắc đến kỷ thiền nước mắt của trần loan lại muốn rơi xuống nàng dùng sức nén lại đến mức chóp mũi đỏ lên chỉ là sự nghẹn ngào trong giọng nói không thể nào che giấu được thật sự lộ rõ ràng thiền nhi phải làm sao đây nếu như thật sự không tỉnh lại nàng không muốn nghĩ tiếp nữa rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn là dáng vẻ hoạt bát lúc này lại thành dáng vẻ đó, thân thể nàng ấy vốn yếu, lời nói đó của Thái Y thật sự khiến cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ, Kỷ hoán im lặng hồi lâu, khẽ ôm nàng vào lòng, giọng nói hiếm khi mang theo chút yếu ớt, loan loan, trẫm thật sự sợ rồi, đó là cảm giác bất lực ăn sâu tận xương, bà muội trúng độc bất tỉnh nhân sự, thê tử kinh sợ suýt nữa xảy thai, hắn thân là hoàng đế, một là không thể bảo vệ chu toàn, hai là không thể khiến người ta chết đi sống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cảm giác đó khiến hắn vô thức nghĩ đến kiếp trước, khi Trần Loan nằm trong lòng hắn không còn hơi thở, gọi thế nào cũng không tỉnh, ban đêm, ánh sao lấp lóe, ánh trăng mông lung như nước, chủ nhân của cung diệu thiền vẫn chưa vượt qua nguy hiểm mở mắt tỉnh lại, ngược lại đã nên đón viên viễn, lúc đó Trần Loan đã uống thuốc, thật sự không nhịn được mà ngủ thiếp đi, sau khi Kỷ hoán nghe người đến bẩm báo thì thông thả bước ra ngoài, chân trái vừa bước ra khỏi cánh cửa, lập tức nên đón một nắm đấm, hắn nâng mí mắt, nghiêng mình tránh thoát, Hồ Nguyên cũng phản ứng lại, vội vã chặn trước mặt Kỷ hoán nói, thái tử làm gì vậy, sắc mặt viên viễn rất khó coi, hắn vừa mới đi thăm kỹ thiền, cũng hỏi qua tình huống từ thái y, trái tim chìm xuống đáy cốc, bởi vì đi đường gấp phi nhanh tới, tơ máu đỏ dưới đáy mắt hắn vô cùng đáng sợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, người đâu, kỹ hoán hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được tâm trạng của hắn vào lúc này, hắn cau mày tỉnh táo trả lời, một người chết rồi, đã ném đến bãi tha ma, còn một người bị nhốt vào đại lao. Hôm nay số thuộc hạ của tả tướng quân ngày xưa chết trong tay ám vệ khoảng chừng 10 người, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, nhưng có lẽ vẫn còn cá lọc lướt chạy thoát, những thứ này kỹ hoán muốn điều tra cho rõ, kỹ cẩm tú là chỗ đột phá duy nhất, cho nên tạm thời bà vẫn chưa thể chết. Viên viễn khẽ xì một tiếng, nhìn chầm chầm hắn một hồi rồi nói thẳng, giao người cho cô xử lý, mày kiếm của kỹ hoán nhíu chặt, hắn nói thẳng, chẳng cần ba ngày, ba ngày sau do ngươi xử lý, viên viễn nhìn hắn một cái thật sâu rồi phất tay áo bỏ đi, trực tiếp quay về cung diệu thiền. Phương Hàm nghe lời nói cương quyết của người đó thì không nhịn được nói, Hoàng thượng, hoàng thái tử nước tấn này hơi phách lối rồi, cho dù là lão hoàng đế nước tấn cũng không dám ăn nói như vậy với vạn tuế gia. Hoàng thái tử này ngược lại thật sự đúng như những lời đồn kia, trước mắt vô trần, cao ngạo bướng bỉnh, cũng chỉ mềm mại đi đôi chút ở trước mặt tam công chúa mà thôi. Ngón trỏ của kỷ hoán thon dài, ánh mắt ảm đạm tĩnh mịch, cả người ngâm trong ánh trăng, tóc đen trên y quan cũng phủ lên một lớp ánh bạc, qua hồi lâu, hắn hờ hững mở miệng, không khác ngươi đi luyện với hắn một phen, sẽ không cảm thấy hắn phách lối nữa. Hồ Nguyên nhìn Phương Hàm với vẻ thương hại, không nói đến người khác, mấy hoàng tử lòng cao hơn trời nhảy lên nhảy xuống của nước tấn, có ai không mất mấy lớp da trong tay viên viễn, khi thực lực của một người mạnh đến mức độ nhất định, nói gì làm đó thì đó không gọi là phách lối mà gọi là có bản lĩnh, đêm hôm ấy kỹ thiền vẫn chưa tỉnh lại, đến ngày hôm sau khi gà gáy, hơi thở nàng ấy yếu đi từng chút một, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp để bao phủ một màu trắng xanh quỷ dị, các thái y bó tay hết cách, chỉ nói là xem tạo hóa viên viễn cũng ở bên cạnh nàng ấy cả đêm người đàn ông xưa nay thích sạch sẽ nhất một đường phong trần ngay cả tắm cũng không tắm mắt không dám nhắm lại đôi mắt hoa đào phong lưu từ bé cũng mất đi sự say mê hấp dẫn dưới mí mắt là hai quần thâm đen cuối cùng khi phía đông chiếu ra tia sáng đầu tiên kỹ thiền hạ sốt thân thể dần lạnh đi viên viễn nắm chặt tay nàng ấy nhưng lại cảm thấy làm thế nào cũng không bắt được nàng ấy cuối cùng hắn cúi đầu mày nhíu lại một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt nhỏ xuống rơi trên mặt đất buốt lạnh thấm ra một vùng nhỏ lần đầu tiên hắn ý thức được rõ ràng như thế cuối cùng hắn vẫn không bắt được nàng ấy